rốt cuộc chàng thanh niên này là ai? Sao lại có sức chiến đấu mạnh mẽ như vậy? Chắc hẳn cậu ta mới hai mươi mấy tuổi nhỉ? Từ lúc nào mà võ thuật lại có nhiều thiên tài như vậy? Hình như cậu ta là một người anh em tốt của Dương Thanh, tên Mã Siêu. Có người nhận ra quan hệ giữa Mã Siêu và Dương Thanh nên nhất thời, ánh mắt của mọi người dồn lên người Dương Thanh. Dù là Dương Thanh hay Mã Siêu thì cao thủ thần cảnh 30 tuổi đã cực kỳ thưa thất nhưng bây giờ lại xuất hiện tận hai người quan trọng là hai người này còn là anh em tốt. Thật ra khi thấy Mã Siêu đột phá đến thần cảnh sơ kỳ, Dương Thanh cũng cực kỳ ngạc nhiên. Dù sao lúc trước Mã Siêu mới chỉ là cao thủ vương cảnh hậu kỳ. Không ngờ ngâm nước thuốc do Phùng Tiểu Uyển điều chế suốt 49 tiếng đồng hồ, Mã Siêu đột phá liên tục, thậm chí còn tiến vào thần cảnh sơ kỳ. Đối với Dương Thanh mà nói đây là một niềm vui bất ngờ. Hiện giờ thậm chí cao thủ thần cảnh của Miêu Thành cũng đã xuất hiện rồi, còn có một người điên cuồng như Black Doctor nữa. Nếu bên cạnh anh mà có một cao thủ thần cảnh đỉnh phong như Mã Siêu thì cũng có thể chia sẻ bớt gánh nặng cho anh. Cậu Thanh, lúc này, Vương Chiến là người đầu tiên thoát khỏi cổ độc, ban nãy khoảng thời gian lão ta mới trúng độc, lão ta đã dùng một viên đan dược do Phùng Tiểu Uyển tự phối. Dương Thanh khẽ gật đầu, nhìn Vương Chiến hỏi, có thể chiến một trận không? Vương Chiến gật đầu, một luồng hơi thở võ thuật thần cảnh trung kỳ gần đến thần cảnh hậu kỳ bùng nổ trong cơ thể lão ta đi đi dương thanh lạnh lùng nói vâng vương chiến biến mất ngay tại chỗ nhắm về phía lão già mặc áo đạo sĩ đen mặc dù mã siêu có thể bùng nổ năng lực thần cảnh đỉnh phong nhưng suy cho cùng phải cố gắng tăng thực lực mới được như vậy mà bản thân lão già áo đạo sĩ đen là cao thủ thần cảnh đỉnh phong lại có cổ thuật mạnh mẽ mặc dù mã siêu và vương chiến đã bắt tay nhưng chưa chắc đã là đối thủ của lão già áo đạo sĩ đen lúc này sau khi vương chiến khôi phục Hoa Anh Kiệt cũng khôi phục lại bình thường. Bản thân lão ta cũng là cao thủ thần cảnh đỉnh phong, lại là hội trưởng của hiệp hội võ thuật, lão ta có thể dùng thực lực võ thuật của mình để ép cổ độc ra ngoài. Lúc này, mặt lão ta cực kỳ dữ tợn, thân là cao thủ thần cảnh đỉnh phong nhưng suýt nữa đã bị lão già mặc áo đạo sĩ đen giết. Đây là nỗi nhục lớn nhất đời lão ta. Đương nhiên lão ta cũng hiểu lão già mặc áo đạo sĩ đen không hề đơn giản, chỉ cần dùng cổ thuật mạnh mẽ thôi cũng đủ để đàn áp lão ta. Sau khi vương chiến và Hoa Anh Kiệt khôi phục, tám cao thủ thần cảnh của bốn hoàng tộc lớn cũng lần lượt khôi phục lại bình thường, chỉ là hơi thở của mỗi người đều vô cùng hỗn loạn. Mặt họ đầy sợ hãi. Trong võ quán Yến Đô, lão già mặc áo đạo sĩ đen chính là lưu lão quái của Miêu Thành, cũng chính là sư phụ của Miêu Vân Nghiễm. Khi ba vị vương của Liên Minh Vương tộc biết lão già mặc áo đạo sĩ đen có thể một mình đánh bại 10 cao thủ thần cảnh, cuối cùng họ cũng biết tại sao lúc trước lưu lão quái lại bảo họ tìm bốn cao thủ thần cảnh mới chịu giúp họ khống chế đế thôn. Bởi vì bản thân lão ta là cao thủ thần cảnh đỉnh phong. Trước mặt lão ta, cao thủ thần cảnh cũng chỉ như con sâu cái kiến mà thôi. Bạch Phương cười ha ha nói. Mặt Tiết Phương cũng toát lên vẻ kích động, lưu lão quái quá mạnh, lão ta lại là cao thủ thần cảnh đỉnh phong. Khắp chiêu châu này mấy ai là cao thủ thần cảnh đỉnh phong? Đúng vậy, cuộc chiến xương vương ở Yến Đô này, tất cả mọi người sẽ làm nền cho Lưu lão quái. Có Lưu lão quái ở đây, ai có thể xưng vương ở Yến Đô? Mã Vương cũng cười nói. Trong phòng họp video của Liên Minh Vương tộc, lâu rồi không có tiếng cười sảng khoái như bây giờ. Mọi người, có phải chúng ta nên chuẩn bị đến Yến Đô hay không? Bạch Vương chợt cười nói. Tiết Vương và Mã Vương đều bất ngờ nhưng thoáng chốc đã sực tỉnh ngay, có Lưu lão quái ở đây, bọn họ hoàn toàn không cần phải sợ gì mặc dù người trăm năm trước được truyền thuyết nói rằng vô cùng thần thông nhưng bây giờ đến hoàng tộc cũng tham gia vào cuộc chiến xương vương ở yến đô này lại có lưu lão quái ở đây nếu họ đến yến đô chắc sẽ không sao được bây giờ tôi sẽ đưa cao thủ của gia tộc đến yến đô tiết vương đứng lên nói mã vương cũng cười nói tôi cũng đi chuẩn bị thoáng chốc phòng họp video lại chìm vào bóng tối thoáng chốc ba vị vương của liên minh vương tộc đã dẫn theo cao thủ đứng đầu gia tộc nhà mình lao đến sân bay chạy đến yến đô có lưu lão quái ra tay, hoàng tộc chiêu châu cũng vậy mà hiệp hội võ thuật cũng thế, tuyệt đối không ai sống sót khỏi tay lưu lão quái để đi khống chế đế thôn. Ba vị vương của liên minh vương tộc hoàn toàn không tin khắp chiêu châu này lại có người sẽ là đối thủ của lưu lão quái. Cùng lúc đó, ở võ quán Yến Đô, Mã Siêu và vương chiến bắt tay nhau đấu với lưu lão quái, lưu lão quái hừng hực sức chiến đấu, mặt đầy sát khí. Khốn khiếp, các người chết đi, Lão ta phẫn nộ gần lên, xòe mười ngón tay ra đánh về phía hai người. Cẩn thận, vương chiến kinh hãi, lão ta biết mười ngón tay của lưu lão quái đều có cổ độc, một khi bị cào chúng là sẽ trúng độc. Lúc trước 10 cao thủ thần cảnh của các thế lực hàng đầu không biết lưu lão quái là đại sư cổ thuật nên mới bị lưu lão quái đánh bại chỉ trong một chiêu. Vương chiến hét lên rồi tấn công về phía lưu lão quái. Bởi vì mười ngón tay của lưu lão quái chuẩn bị đụng lên người mã siêu. Tất nhiên mã siêu cũng hiểu rõ mắt thấy hai bàn tay của lưu lão quái chộp đến, chuẩn bị đụng lên người anh ta, anh ta dẫm mạnh xuống đất. ầm um, mặt đất dưới chân anh ta nứt toạc, cơ thể lùi thẳng ra sau. Chết đi cho tôi, nhưng đúng lúc này, vốn dĩ đã chộp chúng mã siêu, mắt lưu lão quái lóe sát khí, bỗng vung hai bàn tay lại ra phía sau. Phụt, ngực vương chiến bị cào hai vết máu. Ông chiến, mã siêu thấy vương chiến bị lưu lão quái đánh bay, mà tái mét vì kinh hãi, người như bùng nổ bay thẳng sang chỗ lưu lão quái khoảnh khắc Dương Thanh thấy Vương Chiến bị đánh bay, ánh mắt lóe lên sự tức giận. Giờ phút này, anh cảm giác cơn phẫn nộ mạnh mẽ đang mâu thuẫn với phong ấn trong người anh. Phùng Tiểu Uyển dùng đại pháp phong ấn huyệt vị mới khống chế được hơi thở điên cuồng trong cơ thể anh. Một khi anh mất kiểm soát, có lẽ toàn bộ võ quán Yến Đô này sẽ máu chảy thành sông. Anh cũng cố chịu đựng không để mình bùng nổ nhưng lửa giận trong người cứ bùng lên dữ dội. Mã siêu cũng chìm trong điên cuồng, tấn công về phía lưu lão quái hệt như một con dã thú. Mà vương chiến thì khoảnh khắc bị lưu lão quái đánh trúng, cảm giác vết cào ở ngực đau dớn cực kỳ, sự đau đớn đó từ từ lan ra khắp cơ thể lão ta, dường như mỗi một tế bào đều cực kỳ đau khổ. a à, vương chiến nhịn không được hét to, dù là lúc dùng thuốc cố cơ phùng tiểu huyền điều chế cho lão ta, lão ta cũng không thấy đau đớn như vậy. Lão ta chỉ cảm thấy có hàng nghìn con kiến đang chui vào miệng vết thương, biên cuồng gặm cắn nội tạng lão ta ông chiến dương thanh vừa nhúc nhích là xuất hiện trước mặt vương chiến lấy ra một viên thuốc nhét vào miệng vương chiến hét lên ông cố chịu đựng cho tôi mặt vương chiến méo mó vì đau tay không ngừng gãi mới vài giây ngắn ngủi mà miệng vết thương trên ngực lão ta đã máu thịt lẫn lộn dương thanh dùng một tay để ấn hai tay vương chiến xuống đất giết tôi giết tôi đi xin cậu hãy giết tôi mắt vương chiến đỏ lên vì máu mặt méo mó vì đau đớn đầu đầy mồ hôi cảm xúc hoàn toàn bùng nổ gào to, cậu thanh, xin cậu giết tôi đi, giết tôi đi, a, à, lão ta vừa gào trong đau khổ vừa bảo dương thanh hãy giết mình. lúc này lão ta sống không bằng chết, với lão ta mà nói chỉ có cái chết mới có thể để lão ta được giải thoát. nhìn vương chiến đau khổ, dương thanh chỉ cảm thấy càng lúc càng phẫn nộ, dường như phong ấn huyệt vị đang biến mất từ từ. bên kia mã siêu cũng đang điên cuồng chiến đấu kịch liệt với lưu lão quái, vốn dĩ thực lực của anh ta đã không bằng lưu lão quái nhờ vào thực lực đã cố tăng lên để đấu tiếp. Hơn nữa, anh ta đã bộc phát ra thực lực mạnh nhất nhưng suy cho cùng, thực lực tăng lên nhờ sử dụng bí pháp cũng chỉ có hiệu quả trong một khoảng thời gian nhất định. Lúc này hơi thở trên người mã siêu cũng yếu đi rất nhiều, bị lưu lão quái ép đánh. Trái lại các cao thủ thần cảnh của hoàng tộc và hiệp hội võ thuật lại thờ ơ lạnh nhạt, không ai ra tay giúp mã siêu đối phó với lưu lão quái. Tất cả những thứ này làm ngọn lửa phẫn nộ trong lòng Dương Thanh từ từ bùng lên. Cậu Thanh, giết tôi đi." Vương Chiến đỏ mắt nói, "Mạng tôi là do cậu cứu, giết tôi rồi cậu sẽ không cần phải thấy nặng nề." "Cậu Thanh, cậu nhất định phải cố nhịn, nhất quyết đừng ra tay." Một khi cậu ra tay rồi, mọi sự cố gắng của Tiểu Uyển đều đổ sông đổ bể. "Cậu Thanh, xin cậu giết tôi đi." Vương Chiến đau khổ không thôi, đã dùng đan dược do Phùng Tiểu Uyển điều chế nhưng vẫn không thể giảm bớt nỗi đau trong người lão ta. Dù vậy nhưng lão ta vẫn lo Dương Thanh sẽ hoàn toàn mất kiểm soát dầm mã siêu và vương chiến đều hiểu rất rõ một khi dương thanh hoàn toàn bùng nổ thì không ai có thể ngăn cản dương thanh được nếu dương thanh mất kiểm soát những người ở đây chỉ có con đường chết từ nay về sau dương thanh cũng sẽ hoàn toàn trở thành một tên con quỷ giết người khát máu thậm chí là chết vì nổ tan xác cậu thanh đúng lúc này một giọng nói trong trẻo chợt vang lên bên tai dương thanh dương thanh chợt tỉnh táo lại nhưng đôi mắt vẫn đỏ rực ngừng đầu nhìn bóng người trẻ trung đang bước đến đưa cho anh một chiếc bình ngọc. Bọn họ đã trúng sinh từ cổ. Nếu không có cách để khống chế cơn đau đớn của họ, cuối cùng họ sẽ chết vì quá đau. Trong bình ngọc này có hai viên thuốc giải sinh từ cổ. Cậu cho họ dùng đi. Là thượng quan nhu của hoàng tộc họ thượng quan. Lúc này đôi mắt thượng quan nhu đầy dịu dàng. Lúc nhìn dương thanh, ánh mắt không còn kiêu ngạo như lúc mới gặp dương thanh nữa. Cảm ơn. Dương thanh không hề do dự vội vàng đút hai viên thuốc cho Mã Siêu và Vương Chiến. Quả nhiên mới vừa uống được mười mấy giây, mặt hai người không còn đau khổ nữa. Hai người nằm dưới đất thở dốc, người đẫm mồ hôi lạnh. Mà lúc này, hai tên cao thủ của Hoàng tộc họ Thượng Quan đã ra tay chiến đấu với Lưu lão quái. Cô Thượng Quan, cảm ơn cô. Sau khi Mã Siêu và Vương Chiến bình tĩnh lại, hai người đều cảm kích nhìn Thượng Quan Nhu. Ban nãy bọn họ sống không bằng chết. Cơn đau của sinh tử cổ đúng là đau đến cực đỉnh. Không những thế còn làm Dương Thanh đang đứng trên bờ vực bùng nổ bình tĩnh trở lại. Thượng Quan Nhu khẽ lắc đầu, nhìn về phía Dương Thanh, mặt nghiêm túc nói, tôi có thể cảm nhận được cảm xúc ban nãy của cậu rất lạ, dường như trong cơ thể cậu đang ẩn chứa một sức mạnh cực kỳ điên cuồng. Tôi có cảm giác một khi cậu phát ra sức mạnh đó, có lẽ không ai có thể ngăn cản cậu, mà bản thân cậu cũng hoàn toàn trở thành ác quỷ. Dương Thanh không ngờ cảm giác của cô gái này lại nhạy bén như vậy cảm nhận được tình trạng ban nãy của anh. Nhưng dù thế nào, chỉ riêng việc Thượng Quan Nhu đưa thuốc giải khi Mã Siêu và Vương Chiến đang gần kề cái chết vì đau, cô ta cũng đã xứng làm bạn của anh. Chuyện này nói ra rất dài, nếu sau này có cơ hội tôi sẽ nói cho chị biết. Dương Thanh nhìn Lưu Lão Quái đang chiến đấu kịch liệt, nghiêm túc nói, bây giờ có lẽ nên nghĩ xem làm thế nào để giải quyết tên khốn này. Thượng Quan Nhu cũng nhìn Lưu Lão quá, mặt nghiêm túc nói, nếu tôi không đoán nhầm, đây là lưu lão quái cực kỳ nổi tiếng ở miêu thành dù ở miêu thành lão ta cũng là cao thủ đứng đầu không những thế lão ta còn có bốn đệ tử trong đó đại đệ tử của lão ta là cao thủ thần cảnh thừa kế cổ thuật của lão ta thứ lão ta am hiểu nhất là cổ thuật với cảnh giới võ thuật của lão ta mà còn dùng thêm cổ thuật thì ít ai có thể đấu lại dương thanh nhíu mày đại đệ tử của lão ta tên miêu vân nhiễm à cậu biết hả thượng quan nhu ngạc nhiên nhìn dương thanh những chuyện liên quan đến Miêu Thành đều là những bí mật, thậm chí chuyện của Lưu lão quái còn là bí mật trong bí mật, chỉ có những người quan trọng của hoàng tộc mới được biết những chuyện này. Không ngờ Dương Thanh cũng biết đại đệ tử của Lưu lão quái tên Miêu Vân Nghiễm. Thì ra là thế. Mắt Dương Thanh lóe sát khí. Vốn dĩ anh còn đang nghi ngờ quan hệ giữa Lưu lão quái và Miêu Vân Nghiễm, không phải đệ tử thì cũng là người thân. Không ngờ lại giống như những gì anh nghĩ, Miêu Vân Nghiễm là đại đồ đệ của Lưu lão quái. Miêu Vân Nghiễm, đại đồ đệ của Lưu Lão Quái, 53 tuổi, thực lực thần cảnh trung kỳ. Thượng quan nhu nghiêm túc nói, dù là ở Miêu Thành nhưng thiên phú võ thuật của Miêu Vân Nghiễm cũng thuộc dạng cực kỳ mạnh. Nghe đồn sau khi Miêu Vân Nghiễm lợi dụng cổ thuật bùng nổ hết thực lực thì sức chiến đấu có thể so với thần cảnh đỉnh phong. Hiển nhiên thượng quan nhu hiểu rõ tình hình của Miêu Thành. Dương Thanh gật đầu, dù thiên phú võ thuật của ông ta có mạnh đi chăng nữa thì cũng chết rồi. Cái gì Cậu nói ông ta chết rồi. Thượng Quan Nhu ngạc nhiên, ông ta là cao thủ có thể đấu với thần cảnh đỉnh phong, sao lại chết được? Bỗng nhiên cô ta nghĩ đến chuyện gì đó, kinh hãi nhìn Dương Thanh, chẳng lẽ cái chết của ông ta có liên quan đến cậu? Dương Thanh nhìn Thượng Quan Nhu, không trả lời lại mà chỉ nói, thế giới này rất lớn. Một câu hờ hững như chẳng có nghĩa gì lại làm tim Thượng Quan Nhu đập thình thịch. Cô ta không biết cuối cùng có phải Dương Thanh đã giết Miêu Vân Nhiễm hay không nhưng cô ta hiểu ý Dương Thanh là trên thế giới này, có rất nhiều người có thể giết Miêu Vân Nhiễm. Mỗi người đều có bí mật của riêng mình nên tất nhiên Thượng Quan Nhu sẽ không ép hỏi Dương Thanh. Bốn hoàng tộc lớn, hiệp hội võ thuật, bắt tay đi. Dương Thanh chợt lên tiếng hỏi, nếu không sẽ không ai là đối thủ của Lưu Lão Quái. Hai cao thủ thần cảnh của hoàng tộc họ Thượng Quan thất bại liên tục, nếu không nhờ họ có bí dược có thể ức chế cổ độc thì sẽ không thể chiến đấu lâu như vậy nhưng chiến đấu càng lâu vết thương trên người họ trồng chất trái lại lưu lão quái thì vẫn còn rất mạnh ngoài việc trông có vẻ hơi nhếch nhác một chút thì hơi thở võ thuật trên người lão ta vẫn ở thần cảnh đỉnh phong cho dù dương thanh bùng nổ hoàn toàn thực lực thì chưa chắc có thể giết lưu lão quái một cách dễ dàng đến thần cảnh đỉnh phong rồi ai mà chẳng có cách bảo vệ mạng sống dương thanh muốn giết lưu lão quái không hề dễ dàng chứ đừng nói đến việc bây giờ anh không thể chiến đấu nếu không một khi phá giải phong ấn huyệt vị rồi rất có thể hơi thở điên cuồng trong cơ thể anh sẽ làm anh hoàn toàn mất trí mọi người còn muốn xem đến khi nào thượng quan nhu bước lên phía trước cô ta nhìn các hoàng tộc khác và hiệp hội võ thuật lạnh giọng nói bây giờ chỉ có bắt tay tập trung hết cao thủ thần cảnh cùng nhau đối phó mới có thể có một cơ hội nếu không không ai có thể đánh bại lão ta sau khi Thượng quan Nhu nói xong, ngay lập tức các hoàng tộc và hiệp hội võ thuật im lặng. Hôm nay bọn họ đến đây với mục đích là cuộc đấu võ giành ngôi vương của Yến Đô, muốn khống chế đế thôn. Nếu bây giờ để lộ thực lực thật của bọn họ thì chờ sau khi giải quyết Lưu lão quái, sao bọn họ có thể tham gia cuộc đấu võ giành ngôi vương của Yến Đô nữa? Diệp Sung, cậu thấy thế nào? Không ai nói chuyện, Thượng quan Nhu chủ động hỏi. Bên phía hoàng tộc họ Diệp, Diệp Sung cười chua xót, Tôi chỉ là cao thủ bán bộ thần cảnh, không có tư cách quyết định cao thủ thần cảnh của hoàng tộc họ Diệp có bắt tay đối phó với Lưu lão quái hay không. Hoàng tộc họ Đoàn cũng không có ý định bắt tay. Bên phía hoàng tộc họ Đoàn, một người trung niên mặc trang phục truyền thống lạnh nhạt nói, hoàn toàn không hề nể mặt thượng quan Nhu. Hoàng tộc họ Long cũng không có ý định. Bên phía hoàng tộc họ Long, Long khoa cũng lạnh giọng nói, cô thượng quan muốn làm mỹ nhân cứu anh hùng thì cứ làm đi, chúng tôi không có nhu cầu. Ông Thượng quan nhu tức giận nhưng cuối cùng vẫn không nói gì. Vốn dĩ cô ta cứ tưởng trong tình huống như thế này, ít nhất bốn hoàng tộc lớn sẽ bắt tay nhau đối phó lưu lão quái. Nhưng cô ta sai rồi, đám khốn khiếp này không muốn bắt tay nhau chống kẻ thù mà chỉ muốn ngồi giữa hưởng lợi. Khoảnh khắc này, mọi người trong hội trường đều khiếp sợ. Bởi vì hơi thở toát ra từ người Dương Thanh quá mạnh mẽ, mặc dù họ đứng rất xa nhưng vẫn có thể cảm nhận được sự đàn áp của Dương Thanh sao lại thế được bên phía hiệp hội võ thuật hoa anh kiệt không thể tin nổi đến tận giờ phút này lão ta mới ý thức được người mà dương thanh trông cậy vào không phải là vương chiến mà là chính bản thân anh bản thân hoa anh kiệt là cao thủ thần cảnh đỉnh phong nhưng giờ phút này lão ta lại cảm nhận được hơi thở rất kinh khủng đang toát ra từ người của dương thanh không chỉ có mình hoa anh kiệt mà người của hoàng tộc cũng rất kinh hãi ầm 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 chỉ thấy mặt đất dưới chân dương thanh nứt toạc hơn nữa lấy vị trí dưới hai chân anh làm trung tâm khe nứt lan ra bốn phương tám hướng anh thanh cảm nhận được hơi thở trên người dương thanh càng ngày càng kinh khủng mã siêu đầy lo lắng vương chiến cũng vậy mắt lão ta cực kỳ nghiêm túc và tập trung họ hiểu rõ tình trạng của dương thanh một khi anh tức giận cơn tức giận của anh sẽ dẫn đường cho tàn dư của liều thuốc hoàn mỹ còn tồn động trong cơ thể anh phát huy tác dụng dương thanh sẽ chìm trong điên cuồng dương thanh là cao thủ thần cảnh đỉnh phong một khi tiến vào trạng thái điên cuồng thực lực của anh sẽ tăng vọt đến lúc đó dù tất cả mọi người trong hội trường có bắt tay nhau thì chưa chắc có thể làm đối thủ của dương thanh Phó quán yến đô sẽ máu chảy thành sông mã siêu chúng ta phải tìm cách ngăn cản một khi cậu thanh mà điên cuồng thì không có thuốc giải đâu vương chiến trợt nói mã siêu nhìn vương chiến mắt đỏ hoe hỏi đến bước này rồi mà ông nghĩ chúng ta còn ngăn cản nổi à dương thanh đã tỏ ý chí chiến đấu còn lưu lão quái thì đến vì Dương Thanh, không ai có thể ngăn cản trận chiến tiếp theo. Có lẽ mọi thứ chỉ có thể dựa vào một mình Dương Thanh. Mong cậu ấy có thể tự giữ bình tĩnh, Vương Chiến cắn răng nói. Giết, trong lúc hai người đang lo lắng, lưu lão quái chợt gầm lên một tiếng, lão ta vừa nhấc chân, mặt đất nứt toạc. Dường như trong nháy mắt, lão ta đã vọt đến trước mặt Dương Thanh. Chỉ thấy 10 ngón tay của lão ta điên cuồng tấn công Dương Thanh. Mắt Dương Thanh hoàn toàn không hề hoảng loạn, mặt không hề có cảm xúc gì, chân nhẹ như mây, lui thẳng ra mười mấy mét. Tất nhiên anh biết trên tay lưu lão quái có chứa cổ độc, dù là anh thì có chúng cổ độc cũng không chịu nổi. Quan trọng là bây giờ anh còn phải chia một phần lớn sức lực và tinh thần ra kiểm soát hơi thở điên cuồng đang bùng nổ trong cơ thể. Có thể nói anh của bây giờ không thể chiến đấu hết mình được, chỉ có thể cố gắng chiến đấu dưới sự bảo đảm có thể kiểm soát được hơi thở điên cuồng. Nhanh thật, mọi người kinh hô, Dương Thanh quá nhanh, cao thủ dưới cảnh giới thần cảnh hoàn toàn không thể bắt được bóng dáng của anh. Mặc dù là cao thủ thần cảnh thì cũng chỉ có thể thấy được tàn ảnh. Bọn họ mới thấy Dương Thanh đứng đó nhưng giây tiếp theo, anh đã xuất hiện ở chỗ cách đó 10 mét. Đôi mắt xinh đẹp của Thượng Quan Nhu đầy kinh hãi, lầm bầm, thì ra đây mới là năng lực thật sự của cậu ta, mình tự xưng là thiên tài võ thuật nhưng so với cậu ta, mình còn chẳng đáng để nhắc đến. Sắc mặt Diệp Sung cực kỳ khó chịu, thân là lớp trẻ của hoàng tộc họ Diệp, Thiên phú võ thuật mạnh nhất, thực lực bán bộ thần cảnh. Khắp bốn hoàng tộc lớn này, có lẽ chỉ có thiên phú của một mình Thượng Quan Nhu mới có tư cách được so với anh ta. Chỉ còn một bước nữa là anh ta sẽ tiến vào thần cảnh sơ kỳ nhưng anh ta nhỏ hơn Thượng Quan Nhu 2 tuổi. Một khi anh ta có thể phá vỡ cảnh giới thần cảnh trước 30 tuổi thì trong bốn hoàng tộc lớn này, anh ta sẽ là người có thiên phú võ thuật mạnh nhất trong tầng lớp con cháu nhưng giờ phút này anh ta lại phát hiện một người cũng trẻ trung trạc tuổi anh ta nhưng lại có thể đấu với cao thủ thần cảnh đỉnh phong thế chẳng phải đang nói anh ta và dương thanh tranh nhau cả một cảnh giới võ thuật hay sao trong thần cảnh sự tranh lệch giữa bất kỳ hai danh giới nhỏ nào cũng đều rất lớn chứ đừng nói đến sự tranh lệch giữa bán bộ thần cảnh và thần cảnh đỉnh phong bên phía hoàng tộc họ long mặt long khoa tái mét bỗng nhiên ông ta hiểu tại sao lúc trước long hoàng cứ muốn làm thân với dương thanh nếu không phải vì con trai của ông ta Long Phi Dương chọc tức Dương Thanh thì sao hoàng tộc họ Long và Dương Thanh lại đi đến bước đường như hôm nay chứ? Cao thủ của hoàng tộc họ Đoàn cũng nghiêm túc, lúc nhìn Dương Thanh, ánh mắt họ sáng như ánh sao. Người này không hề tầm thường, một khi cậu ta sẵn sàng góp sức cho hoàng tộc họ Đoàn thì sẽ mang đến lợi ích rất lớn. Hoàng tộc họ Đoàn, một người đàn ông trung niên mặc đồ truyền thống tên Đoàn Vô Nhai, cũng là người phụ trách của hoàng tộc họ Đoàn trong cuộc hành trình đến yến đô lần này đoàn vô nhai người thừa kế của hoàng tộc họ đoàn, cao thủ cảnh giới thần cảnh hậu kỳ. Điện hạ, muốn làm cậu ta thần phục, sợ là rất khó. Một lão già thân hình gầy gò đứng bên cạnh đoàn vô nhai nói. Trước mặt hoàng tộc họ đoàn chúng ta, dù cậu ta có là thiên tài võ thuật thần cảnh đỉnh phong thì cũng phải cúi đầu. Đoàn vô nhai kiêu ngạo, nói với giọng ngang ngược vô cùng. Lão già khẽ lắc đầu, người này mới 28 tuổi mà đã là thần cảnh đỉnh phong, chắc chắn có lai lịch không tầm thường nhưng chúng ta không tra được. Nói không chừng, cậu ta có liên quan đến gia tộc cổ võ. Gia tộc cổ võ, sắc mặt đoàn vô nhai âm u cực kỳ, gia tộc cổ võ mới chính là gia tộc võ thuật ở ẩn của chiêu châu này. Bất kỳ một người nào thuộc dòng chính của gia tộc cổ võ, họ đều tập võ từ nhỏ, sau khi qua lễ thành niên, nếu cảnh giới võ thuật không thể đột phát phương cảnh đều sẽ bị đuổi ra khỏi gia tộc cổ võ. Đây là quy tắc mấy trăm năm của gia tộc cổ võ, bởi thế thiên phú của dòng chính trong gia tộc cổ võ đều cực mạnh, hơn nữa rất chịu khó tu võ thuật. Cũng chỉ có dòng chính gia tộc cổ võ mới có thể có thiên phú võ thuật kinh khủng như vậy. Lão già nghiêm túc nói. Sau khi đoàn vô nhà im lặng thật lâu, ông ta chợt nói, dù cậu ta là dòng chính của gia tộc cổ võ thì cũng lắm chỉ có huyết mạch của gia tộc cổ võ. Nếu không gia tộc cổ võ không thể để mặc cho một thiên tài võ thuật như thế rong rủi bên ngoài. Có lẽ bố mẹ cậu ta là người thuộc dòng chính gia tộc nhưng bị gia tộc cổ võ đuổi đi, cũng có thể là tổ tiên của cậu ta." Lão già gật đầu, "Có lẽ vậy. Nếu đã như vậy, người này đúng là bom hẹn giờ, dù cậu ta có đồng ý trở thành một phần của hoàng tộc họ Đoàn thì hoàng tộc họ Đoàn cũng chỉ có thể cung phụng. Nếu không một khi gia tộc cổ võ cho cậu ta về tộc, đó sẽ là ngày tận thế của hoàng tộc họ Đoàn chúng ta." Mọi người ồ lên, rất nhiều cao thủ thần cảnh đều cực kỳ nghi ngờ bởi vì bọn họ có thể cảm nhận được hơi thở võ thuật trên người Dương Thanh không hề thua kém lưu lão quái nhưng không biết tại sao hình như Dương Thanh đang kiềm chế võ thuật của mình. Có điều tại sao Dương Thanh lại muốn kiềm chế võ thuật? Sau khi lưu lão quái đánh Dương Thanh một cú, sát khí càng nhiều hơn. Lão ta nhìn Dương Thanh chầm chầm, nói, nhóc con, từ khi cậu giết đồ đệ của tôi thì trời định là sẽ có ngày hôm nay rồi. Cậu yên tâm, tạm thời tôi sẽ không giết cậu. Cậu giết đồ đệ của tôi, vậy tôi sẽ cũng sẽ để cậu hiểu cảm giác bị mất người thân rồi mới tiến cậu lên đường ầm um, dương thanh vốn đang cố kiềm chế lửa giận nghe lưu lão quái nói xong anh không thể kiểm soát nữa một luồng hơi thở kinh khủng bùng nổ trên người anh loảng xoảng vật dụng bằng thủy tinh trong võ quán yến đô vỡ vụn trong sự khiếp sợ của mọi người một luồng hơi thở đàn áp kinh khủng quét qua toàn bộ hội trường chỉ thấy dương thanh đã đứng lên không còn giống như đang bị thương nữa anh của bây giờ mắt đỏ tươi Khí thế vượt xa thần cảnh đỉnh phong biên cuồng sinh sôi trong cơ thể anh. Trong nháy mắt, mặt đất dưới chân anh vỡ tung. "Trời ơi, rốt cuộc chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao tôi lại có cảm giác như sắp bị giết vậy? Cuối cùng Dương Thanh là cao thủ thuộc cảnh giới nào? Tại sao tôi là cao thủ thần cảnh đỉnh phong rồi mà cảm giác tim đập thình thịch vậy?" Lúc này, cao thủ trong võ quán yến đô đều sợ ngây người. Tất nhiên Lưu lão quái cũng cảm nhận được hơi thở kinh khủng trên người Dương Thanh. Gương mặt vốn dĩ đang kiêu ngạo trở nên khiếp sợ. "Cậu, cảnh giới võ thuật của cậu không phải thần cảnh đỉnh phong, mà là siêu phàm cảnh." Lưu lão quái chợt hô lên. "Siêu phàm cảnh, siêu phàm là gì? Là cảnh giới sau khi đột phá khỏi thần cảnh à?" Nghe Lưu lão quái kêu lên, đám cao thủ hoàng tộc đều kinh hãi. Với bọn họ mà nói, thần cảnh đỉnh phong đã là đích đến của võ thuật mà họ theo đuổi, còn về cảnh giới sau thần cảnh đỉnh phong là gì, họ hoàn toàn không biết và cũng chưa từng có ý định tìm hiểu. Nhưng bây giờ, một người còn trẻ, chỉ mới 28 tuổi mà đã đột phá cảnh giới thần cảnh đỉnh phong. Dù có là lưu lão quái thì bây giờ lão cũng cảm nhận được sự đàn áp cực đại, lần đầu tiên trong đời lão ta thấy sợ một cao thủ võ thuật. Bộp, bỗng nhiên một bóng dáng bay thẳng sang bóp cổ lưu lão quái. Cơ thể lưu lão quái từ từ bị cánh tay dương thanh dơ lên, hai chân nhấc lên khỏi mặt đất trong sự khiếp sợ của mọi người. Người mạnh như lưu lão quái mà lại bị dương thanh chộp lấy sách lên như con gà chỉ thấy lưu lão quái dẫy dụa điên cuồng, hơi thở thần cảnh đỉnh phong bùng nổ đến cực đỉnh nhưng lại không thể làm được gì, không thể thoát khỏi tay Dương Thanh. Chuyện này, sao lại thế được, vô số cao thủ thần cảnh đều phát ra tiếng cảm thán. Một chiêu của lưu lão quái có thể đánh bại 10 cao thủ thần cảnh trong vòng một giây nhưng bây giờ lão ta lại bị Dương Thanh dơ lên không chung, thậm chí còn không thể trốn thoát. Mặt hoa anh kiệt tái đến cực đỉnh, lúc trước lão ta còn ảo tưởng rằng đợi những người khác bị tiêu hao trước rồi cuối cùng lão ta sẽ ra tay. Nhưng bây giờ lại xuất hiện cao thủ siêu phàm cảnh khủng bố cỡ này, quan trọng là người đó chỉ mới 28 tuổi. Điều này làm lão ta có cảm giác rằng, lão ta luyện võ mấy chục năm nhưng trước mặt Dương Thanh, lão ta chỉ như một trò hề. Mặt Diệp sung tái nhợt, lúc trước khi Dương Thanh chuẩn bị đấu với Lưu lão quái, Thượng Quan Nhu còn xin anh ta giúp đỡ, muốn cao thủ hoàng tộc họ Diệp ra tay cùng đối phó với Lưu lão quái. Nhưng đã bị anh ta từ chối. Nếu ban nãy anh ta đồng ý, với thực lực của Dương Thanh đánh bại lưu lão quái là việc chẳng tốn bao nhiêu sức dù cao thủ hoàng tộc họ diệp chẳng giúp được gì nhiều nhưng ít nhất cũng thể hiện được thái độ của hoàng tộc họ diệp một khi được làm bạn với dương thanh sau này hoàng tộc họ diệp cũng sẽ lên mây vượt qua những hoàng tộc khác nhưng bây giờ mọi thứ đã muộn rồi đoàn vô nhai cũng trợn mắt há mồm nhìn dương thanh mặt như thể không tin nổi sao lại thế được lưu lão quái là cao thủ thần cảnh đỉnh phong của miêu thành là đại sư am hiểu cổ thuật cao thủ thần cảnh tầm thường không phải là đối thủ của lão ta. Tại sao Dương Thanh có thể khống chế mạng sống của lão ta? Lão già bên cạnh ông ta nghiêm túc nói, Điện Hạ, cậu cũng nói rồi, Lưu Lão Quái chỉ là cao thủ thần cảnh đỉnh phong mà Dương Thanh đã đột phá thần cảnh đỉnh phong rồi. Bây giờ cậu ta là cao thủ siêu phàm, đoàn vô nhai lảo đảo chợt lùi về sau vài bước. Đây cũng là lần đầu tiên ông ta nghe đến siêu phàm cảnh. Nếu ông ta biết Dương Thanh mạnh đến vậy thì đã chủ động làm thân với Dương Thanh rồi, Cần gì chờ tới bây giờ. Ông ta không biết cảnh giới trên thần cảnh đỉnh phong là gì nhưng lại biết trong gia tộc cổ võ có cao thủ vượt trên thần cảnh. Hiển nhiên cao thủ đứng đầu gia tộc cổ võ sẽ là cao thủ siêu phàm cảnh. Bất kỳ cao thủ siêu phàm cảnh nào đều có thể tiêu diệt hoàng tộc họ Đoàn một cách dễ dàng. Nhưng ông ta lại bỏ lỡ cơ hội làm quen với cao thủ như vậy, bây giờ ông ta cực kỳ hối hận. Thượng Quan Nhu cũng sợ ngây người, hé miệng, ánh mắt đầy khiếp sợ vốn dĩ cô ta cứ tưởng mình đã đánh giá dương thanh rất cao rồi nhưng bây giờ cô ta phát hiện cô ta đã đánh giá thấp dương thanh rất rất thấp một cao thủ còn trẻ mà đã đạt vượt khỏi thần cảnh đỉnh phong anh là thiên tài cái thế à bỗng nhiên mắt cô ta toát lên vẻ kiên quyết cô ta phải có được thiên tài này thân là cô gái có thiên phú võ thuật mạnh nhất hoàng tộc họ thượng quan thậm chí là cô gái có thiên phú võ thuật mạnh nhất trong thế hệ con cháu của bốn hoàng tộc lớn ở chiêu châu Cô ta chưa bao giờ gặp chàng trai trẻ nào có thiên phú mạnh hơn mình, dù có là Diệp Sung thì cô ta cũng chưa bao giờ thèm xem trọng. Từ nhỏ cô ta đã sùng bái cao thủ, cũng từng suy nghĩ, cả đời này, trừ phi gặp được người tài trẻ nào có thiên phú võ thuật mạnh hơn mình, cô ta mới chịu lấy. Nếu không cô ta thả ở thế cả đời, cứ ngỡ đời này cô ta sẽ không gặp được người đàn ông nào mạnh hơn cô ta. Đến hôm nay gặp Dương Thanh, cô ta mới hiểu có lẽ mình đã gặp được chân mệnh thiên tử của mình. Thả, tôi ra ngay từ đầu thượng quan nhu đã cảm giác được trong cơ thể dương thanh ẩn chứa một sức mạnh cực kỳ điên cuồng bây giờ nghe mã siêu và vương chiến nói dường như cô ta đã hiểu được gì đó nhất thời cô ta cũng tái mặt vội vã khuyên cậu thanh cậu đã đánh bại lưu lão quái rồi không nhất thiết phải giết lão ta dù sao lão ta cũng là cao thủ đứng đầu miêu thành nếu lão ta chết ở đây sợ là toàn bộ miêu thành sẽ lấy cái cớ này để nhập thế cảm giác của cô ta cực kỳ nhạy bén giờ phút này cô ta có thể cảm nhận rõ rằng Dương Thanh đang cố gắng đấu tranh với lý trí mình. Một khi anh mất lý trí, có lẽ sẽ hoàn toàn trở thành một ma đầu. Hả, Mã Siêu và Vương Chiến cứ ngăn cản liên tục, bây giờ đến Thượng Quan Nhu cũng ngăn cản làm cao thủ khắp nơi đều ý thức được một vài điều là lạ. Lúc này, bên phía hoàng tộc họ Long, đôi mắt đen lấy của đồng giã cao thủ thần cảnh trung kỳ biết thuật thôi miên chợt nhìn Dương Thanh chằm chằm. Chỉ trong nháy mắt, mắt lão ta khôi phục lại như bình thường nhưng lại đầy sợ hãi giống như thấy được một thứ gì đó rất kinh khủng. Ông đồng, ông phát hiện ra gì à? Long khoa nghiêm túc hỏi. Đồng giã từ từ bình tĩnh trở lại nhưng tận sau trong đôi mắt lão ta vẫn toát lên sự sợ hãi. Một lúc lâu sau, lão ta mới nói, trong cơ thể cậu ta ẩn chứa một sức mạnh cực kỳ điên cuồng, dường như sức mạnh này bị phong ấn, đang không ngừng tấn công phong ấn đó. Một khi phong ấn của cậu ta bị phá vỡ, thực lực của cậu ta sẽ còn mạnh hơn nữa. Nhưng với cảnh giới võ thuật bây giờ của cậu ta, cơ thể cậu ta không thể chịu nổi luồng sức mạnh điên cuồng đó. Một khi phòng ấn bị phá vỡ, có lẽ cậu ta cũng sẽ chết vì nổ tung. Bây giờ, cậu ta đang cố khống chế sức mạnh điên cuồng trong cơ thể, không những thế sức mạnh càng lúc càng lớn, lý trí của cậu ta sẽ từ từ biến mất. Đồng giã không hề nhỏ giọng nên lão ta vừa nói ra, đám cao thủ của những thế lực đứng đầu đều nghe thấy. Thì ra là vậy, mắt long khoa sáng lấp lánh. Nói vậy thì luồng sức mạnh này không hề thuộc về cậu ta. Một khi bùng nổ thì cậu ta sẽ đối diện với sự hủy diệt. Thảo nào cậu ta còn trẻ vậy mà lại có thực lực mạnh mẽ như vậy, thì ra sức mạnh này không thuộc về cậu ta. Vốn dĩ Diệp Sung còn không thể chấp nhận việc Dương Thanh bằng tuổi với anh ta lại có thể bộc phát thực lực thần cảnh đỉnh phong, bây giờ biết vậy nên anh ta thở phào nhẹ nhõm. Bên phía hoàng tộc họ Đoàn, lão già bên cạnh Đoàn Vô Nhai nói với âm lượng chỉ có hai người nghe được, "Điện hạ Tiếp theo sẽ là cơ hội của hoàng tộc họ Đoàn chúng ta. Nếu điện hạ có thể nắm bắt thì nó sẽ là nguồn lực khổng lồ cho hoàng tộc họ Đoàn. "Ồ, Đoàn Vô Nhai hứng thú, mắt sáng như sao." Nhìn lão già nói, "Tôi muốn nghe rõ hơn." Dù sức mạnh trong cơ thể Dương Thanh không thuộc về cậu ta nhưng bản thân cậu ta cũng là một cao thủ thần cảnh đỉnh phong. "Nếu cậu ta có thể khống chế sức mạnh trong cơ thể thì sau này cậu ta sẽ là cao thủ siêu phàm cảnh." Lão già nghiêm túc nói, Điện hạ, điện hạ ngẫm lại xem, khắp bốn hoàng tộc lớn ở chiêu châu này, chưa có cao thủ nào đột phá khỏi cảnh giới thần cảnh đỉnh phong. Nếu hôm nay nhân cơ hội làm quen với một người rất có khả năng trở thành cao thủ siêu phàm cảnh, thậm chí là giúp cậu ta một phen, điện hạ nói xem chờ khi cậu ta bước vào siêu phàm cảnh rồi, với quan hệ giữa điện hạ và cậu ta, trong hoàng tộc họ đoàn, ai dám động đến địa vị của điện hạ nữa. Mắt đoàn vô nhai sáng lên, nhìn Dương Thanh đang cố gắng khống chế hơi thở điên cuồng trong cơ thể mình, nghiêm túc nói, nhưng bây giờ chúng ta chưa biết liệu cậu ta có thể khôi phục lý trí hay không. Nếu lúc này tôi đứng ra giúp đỡ cậu ta, cậu ta có thể kiểm soát được mình thì tốt nhưng nếu không kiểm soát được thì sao? Hoàng tộc họ Long, hoàng tộc họ Diệp và hiệp hội võ thuật đều đang bàng quan ngồi quan sát, chuẩn bị làm ngư ông đắc lợi. Nếu tôi ra mặt, sẽ bị thế lực của ba người đó lật đổ. Một khi Dương Thanh bất lợi thì trong trận chiến giành ngôi vương của Yến Đô, có lẽ những thế lực khác sẽ bắt tay nhằm vào hoàng tộc họ Đoàn chúng ta đoàn vô nhai rất rõ tình hình trước mặt. Có thể nói một khi giúp Dương Thanh, đó sẽ là một ván cực khổng lồ, ván cực đắc tội với hoàng tộc họ Long, hoàng tộc họ Diệp và hiệp hội võ thuật. Một khi thua, có lẽ hoàng tộc họ đoàn sẽ bị các thế lực khác bắt tay chèn ép. Còn về cuộc thi tranh ngôi vương của Yến Đô, có lẽ hoàng tộc họ đoàn chỉ có thể làm khán giả. Nhưng lão già gầy gò của hoàng tộc họ đoàn lại nghiêm túc nói, Điện Hạ, có lẽ Điện Hạ nghĩ đây là một ván cược lớn nhưng tôi lại nghĩ đây không phải đánh cược. Với thực lực thần cảnh đỉnh phong của Dương Thanh cũng đã chứng minh cậu ta không hề tầm thường, dù cậu ta không thể bước vào siêu phàm cảnh thì cậu ta cũng là một cao thủ có thể so với đoàn hoàng, quan trọng là cậu ta còn trẻ, còn nhiều tiềm năng. Nếu sau lưng cậu ta là gia tộc cổ võ thật thì không những chúng ta đang làm quen được một chàng trai có thiên phú võ thuật xuất chúng mà còn làm quen được với gia tộc cổ võ mạnh mẽ vô cùng. Tôi chắc chắn hôm nay cậu ta sẽ không sao, dù cậu ta có mất kiểm soát thì cũng sẽ có người cứu cậu ta về còn về cuộc đấu võ tranh ngôi vương của yến đô đó chỉ là một cái bẫy thôi chắc điện hạ cũng hiểu mà đúng không với sự lớn mạnh của hoàng tộc họ đoàn chúng ta có hoàng tộc hay thế lực đứng đầu nào dám chủ động cạch mặt chúng ta nghe lão già nói mắt đoàn vô nhai sáng như sao ánh mắt lại nhìn về phía dương thanh lúc này mắt dương thanh đỏ tươi hơi thở điên cuồng trên người còn mạnh mẽ hơn ban nãy nhiều lưu lão quái bị anh sách lên không trung không thể dẫy ra được có vài lần Dương Thanh sắp bóp gãy cổ lưu lão quái nhưng tia lý trí cuối cùng kia nói với anh rằng, anh không thể giết lão ta. Lưu lão quái đứng trên bờ vực sống chết, có rất nhiều lần lão ta cảm giác được mình sắp bị vặn gãy cổ nhưng Dương Thanh lại chợt khôi phục lại một tia lý trí. "Cút!" Dương Thanh nổi giận gầm lên, tiện tay vung lên, người lưu lão quái bay thẳng ra 10 mét. Ầm, một tiếng vang lớn, người lưu lão quái đập mạnh lên vách tường của võ quán yến đô. Chịu đòn nặng như vậy làm lưu lão quái phun một ngụm máu hơi thở võ thuật trên người yếu đi rất nhiều. Anh Thanh, mã siêu sốt sáng gọi. Thượng quan Nhu cũng hiểu ý Dương Thanh, tỏ vẻ không cam tâm. Khó khăn lắm gặp được một người cùng lứa nhưng thiên phú võ đạo vượt xa mình, bây giờ lại không thể thoát khỏi việc mất lý trí à. Đúng là ông trời đố kỵ người tài, mọi người rời khỏi võ quán yến đâu ngay, nếu không sẽ xem như kẻ thù của hoàng tộc họ thượng quan. Thượng quan Nhu cũng hô to. Nhất thời mọi người trong võ quán yến đô đều ngơ ngác. Tại sao lại bảo chúng tôi phải rời khỏi võ quán yến đô? Đúng rồi, chúng tôi được mời đến đây, dù không có tư cách tham gia cuộc chiến thì ít nhất cũng có tư cách ngồi xem mà. Đúng, chúng tôi không đi. Nào ngờ đám cao thủ vương cảnh tầm thường đó hoàn toàn không ý thức được họ đang gặp nguy hiểm đến nhường nào. Mặt thượng quan Nhu Âm U đến đáng sợ, đe dọa, nói vậy là các người định làm kẻ thù của hoàng tộc họ Thượng Quan tôi, hay là các người nghĩ bắt tay nhau là có thể đàn áp hoàng tộc họ Thượng Quan? Nghe vậy đám cao thủ vương cảnh đang ồn ào chợt im lặng, không ai dám nói gì nữa. Nhưng vẫn không ai chịu rời đi. Bọn họ không biết Dương Thanh đang gặp chuyện gì, chỉ biết năng lực chiến đấu cực kỳ xuất sắc. Bọn họ không muốn từ bỏ việc tận mắt chứng kiến các cao thủ đứng đầu đấu với nhau. Một người thuộc nhóm con cháu của hoàng tộc họ thượng quan mà cũng dám kiêu ngạo thế à. Đúng lúc này, bên phía hoàng tộc họ Long, Long Khoa chợt hừ lạnh, chất vấn cô ta. Bên phía hoàng tộc họ Diệp, Diệp Sung cũng nhìn thượng quan Nhu nói: "Thượng quan Nhu, mọi người đều được mời mới đến đây, chị lại muốn cướp quyền lợi quan sát cuộc chiến của mọi người, không đúng lắm nhỉ?" Mặc dù Diệp Sung không bá đạo và thẳng thắn như Long Khoa nhưng rõ ràng ý của anh ta là hoàng tộc họ Diệp cũng không đồng ý để mọi người rời đi. Bên phía hiệp hội võ thuật, Hoa Anh Kiệt cũng ngử lạnh: "Hôm nay mọi người tề tựu về đây là vì cuộc đấu võ giành ngôi vương của Yến Đô." Thượng quan Nhu cô bảo mọi người đi thì mọi người phải đi à? Nhất thời mấy hoàng tộc lớn và hiệp hội võ thuật, trong năm thế lực đứng đầu, ngoài hoàng tộc họ thượng quan và hoàng tộc họ đoàn ra thì hai hoàng tộc khác đều tỏ thái độ. Mặc dù họ cũng cảm giác được Dương Thanh của lúc này cực kỳ đáng sợ, rất có khả năng sẽ mất kiểm soát, đại khai sát giới. Nhưng với họ mà nói, chuyện này chẳng sao cả. Có Dương Thanh ở đây là có thể khống chế được Lưu Lão Quái. Đợi sau khi Dương Thanh và Lưu Lão Quái đều bị thiệt, có lẽ họ mới có thể tiến hành cuộc đấu võ giành ngôi vương của Yến Đô. Nếu bây giờ mọi người rời đi, cuộc đấu võ giành ngôi vương của Yến Đô phải thế nào đây? Mặt thượng quan nhu tái mét, cô ta cắn răng nói, tôi không tin các người không cảm nhận được cậu Dương Thanh của bây giờ đang mạnh đến nhường nào nhỉ. Một khi cậu ấy mất kiểm soát thì tất cả mọi người đều sẽ bị cậu ấy giết. Tôi bảo mọi người đi là đang cứu mọi người, không còn cách nào khác nên thượng quan nhu đành nói ra sự thật. Trên thực tế, cao thủ bốn hoàng tộc lớn và hiệp hội võ thuật đều hiểu rõ, chỉ có đám cao thủ vương cảnh là không biết mà thôi. Ha 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 ha, Long Khoa cười to, lạnh nhạt nói, "Thượng quan Nhu, cô quan tâm cậu ta thật đấy." Một người mà đến bản thân mình còn không kiểm soát nổi thì liệu có thể giết hết tất cả mọi người ở đây à? "Đúng vậy," Diệp Sung cũng lên tiếng, "Dù anh ta có mạnh vậy thật thì chúng ta có nhiều cao thủ thần cảnh như vậy, chẳng lẽ không thể đánh bại một ma đầu?" Cuộc đấu võ giành ngôi vương của yến đô phải được tiến hành. Hoa Anh Kiệt cũng thể hiện thái độ của lão ta. "Cô Thượng quan, hình như cô hơi làm quá rồi nhỉ?" một cao thủ vương cảnh đỉnh phong nói cao thủ của hoàng tộc họ long hoàng tộc họ diệp và hiệp hội võ thuật đã nói là không sao thì chắc chắn sẽ không sao hơn nữa dù nhóm cao thủ vương cảnh chúng tôi không bằng cao thủ thần cảnh các người nhưng nếu chúng tôi bắt tay lại cũng có thể bộc phát sức mạnh rất lớn đúng vậy chúng tôi không tin một tên vô dụng sắc mất lý trí lại có thể làm gì được chúng tôi cuộc đấu võ giành ngôi vương của yến đô phải được tiến hành chấm nhất thời mọi người ở hiện trường sôi nổi lên tiếng Ngoài hoàng tộc họ thượng quan và hoàng tộc họ đoàn, tất cả mọi người đều muốn cuộc đấu võ giành ngôi vương của Yến Đô được tiếp tục. Mã siêu và vương chiến nhìn nhau, mọi người đều thấy được sự lo lắng trong mắt đối phương. Chú đoàn, chú thấy thế nào? Đúng lúc này, thượng quan nhu chợt nhìn sang đoàn vô nhai. Bây giờ mọi người mới phát hiện hoàng tộc họ đoàn chưa tỏ thái độ. Mắt đoàn vô nhai sáng như sao, chỉ thấy ông ta đứng lên nhìn mọi người, nói to, tôi chọn đứng về phe hoàng tộc họ thượng quan, Tôi xin khuyên mọi người hãy rời đi thì hơn. Các người hoàn toàn không hiểu cậu Dương Thanh của bây giờ, một khi cậu ấy mất kiểm soát thì các người sẽ gặp đại nạn. Với các người, cuộc đấu võ giành ngôi vương của Yến Đô chỉ là một vở kịch, bây giờ chỉ có cao thủ thần cảnh mới có tư cách tranh giành. Tôi không quan tâm suy nghĩ của các hoàng tộc khác nhưng tôi chỉ cho các người một phút cuối cùng. Nếu cao thủ dưới cấp thần cảnh vẫn còn ở hiện trường thì đừng trách hoàng tộc họ Đoàn không nể mặt tình nghĩa. Đoàn Vô Nhai vừa dứt lời, mọi người ổ lên. Cao thủ hoàng tộc họ Long, hoàng tộc họ Diệp và hiệp hội võ thuật lạnh lùng nhìn đoàn vô nhai. Thượng quan Nhu vui vẻ, cuối cùng cũng có một thế lực đứng đầu chọn đứng cùng một phe với cô ta. Hoàng tộc họ thượng quan cũng chỉ cho các người một phút. Các người tự giải quyết cho tốt, thượng quan Nhu nhìn mọi người, lạnh giọng nói. Các cao thủ vương cảnh nhìn nhau, đi cũng không được mà ở cũng không xong. Tính cả hiệp hội võ thuật thì trong năm thế lực lớn, có hai thế lực yêu cầu họ rời đi. Nếu chỉ có mình hoàng tộc họ Thượng Quan, có các hoàng tộc khác chống lưng, họ không cần phải lo lắng gì cả nhưng bây giờ hoàng tộc họ Đoàn cũng yêu cầu họ rời đi, họ hơi sợ hãi. Thoáng chốc, có cao thủ Vương Cảnh đứng lên chuẩn bị rời đi. Có vài tên cao thủ Vương Cảnh chưa đi, một luồng hơi thở đàn áp kinh khủng quét qua toàn bộ võ quán. Hoàng tộc họ Long chúng tôi muốn được xem thử sức mạnh của hoàng tộc họ Thượng Quan." Long khoa lạnh giọng nói. Tính cả Thượng Quan Nhu và Đoàn Vô Nhai thì bên phía họ chỉ có 6 cao thủ thần cảnh. Mà hoàng tộc họ Long, hoàng tộc họ Diệp và hiệp hội võ thuật lại có 9 cao thủ thần cảnh. Còn chưa đánh nhau mà hơi thở cao thủ thần cảnh đã ngập tràn. Mặt Mã Siêu và Vương Chiến lạnh lẽo, hai người cũng tiến lên đứng chung với cao thủ của hoàng tộc họ Đoàn và hoàng tộc họ Thượng Quan. Dù vậy nhưng bên phía họ cũng chỉ có 8 cao thủ thần cảnh. Mặc dù trên phương diện số lượng Họ chỉ thiếu một cao thủ thần cảnh nhưng thường thì một người này có thể quyết định thắng thua. Mà đối phương lại có Hoa Anh Kiệt là cao thủ thần cảnh đỉnh phong. Các người định quyết chiến đúng không?" Đoàn Vô Nhai lạnh lùng hỏi. Thượng Quan Nhu cũng tức giận, "Các người tưởng rằng bắt tay rồi là có thể đánh bại chúng tôi à?" Chú Đoàn, Thượng Quan Nhu, hai người hiểu lầm rồi. Chúng tôi không muốn quyết chiến nhưng hôm nay mọi người đến đây vì cuộc đấu võ giành ngôi vương của Yến Đô nếu đã vậy thì bây giờ chúng ta đấu võ luôn đi diệp sung cười lịch sự nhưng trong mắt mọi người nụ cười của anh ta lại cực kỳ dối trá và ghê tởm thượng quan nhu cắn răng nói diệp sung cậu dối trá quá rồi đó tôi nói cho cậu biết rồi cậu sẽ hối hận diệp sung cũng không tức giận cười nhạt tôi không biết sau này tôi có hối hận hay không nhưng tôi biết bây giờ tôi không hối hận được nếu các người đã muốn đấu thì hoàng tộc họ thượng quan chúng tôi sẽ đấu tới cùng thượng quan nhu phẫn nộ nói Bỗng nhiên, hơi thở võ thuật vượt xa thần cảnh sơ kỳ toát ra từ người cô ta. Mặt Diệp Sung trở nên khó chịu, mặc dù anh ta là người do hoàng tộc họ Diệp phái đến yến đô nhưng anh ta còn quá trẻ, chỉ là cao thủ bán bộ thần cảnh. Bây giờ anh ta không có tư cách tham gia cuộc chiến, chỉ có thể lùi ra sau. Đoạn Vô Nhai cũng không hề do dự, hơi thở thần cảnh hậu kỳ toát ra từ người ông ta, thậm chí còn gần giống với cao thủ thần cảnh đỉnh phong cảm nhận được hơi thở trên người đoàn vô nhai mặt long khoa khó chịu đến cực đỉnh mặc dù ông ta chưa được xác lập là người thừa kế của hoàng tộc họ long nhưng ngày đó cũng chẳng còn xa ông ta trạc tuổi đoàn vô nhai nhưng lại chỉ mới tới cảnh giới thần cảnh trung kỳ mà đoàn vô nhai thì đã đặt chân đến thần cảnh hậu kỳ mã siêu và vương chiến cũng lần lượt bộc phát hơi thở võ thuật trên người điều làm long khoa tức giận đó là ngay cả vương chiến Người từng là một trong năm cao thủ thần cảnh đứng đầu của hoàng tộc họ Long mà cũng bước vào cảnh giới thần cảnh trung kỳ. Thậm chí Long khoa có thể cảm giác được, mặc dù vương chiến cùng cảnh giới với ông ta nhưng thực lực lại mạnh hơn ông ta, điều này làm ông ta thấy không cam tâm. Giải, Mã Siêu gầm lên, vốn dĩ anh ta chỉ mới là thần cảnh sơ kỳ nhưng sau khi phá giải phong ấn sức chiến đấu, hơi thở võ thuật của anh ta cũng bùng nổ theo. Trong nháy mắt, hơi thở võ thuật có thể so với thần cảnh hậu kỳ từ từ bùng nổ trong cơ thể anh ta. Nếu các người đã muốn quyết đấu thì phải chuẩn bị sẵn sàng không chết không thôi." Mắt Mã Siêu đầy sát ý. Lúc này, Dương Thanh còn đang cố gắng đấu tranh với lý trí nhưng hoàng tộc họ Long, hoàng tộc họ Diệp và hiệp hội võ thuật lại đổ thêm dầu vào lửa. Chỉ riêng việc này thôi đã khiến anh liệt các thế lực đứng đầu này vào danh sách đen. "Muốn chết!" Một cao thủ thần cảnh hậu kỳ của hoàng tộc họ Long gầm lên, đi đầu phát động tấn công, vọt về phía Mã Siêu. "Giết!" Vương Chiến cũng gầm lên tức giận nhắm về phía một cao thủ thần cảnh trung kỳ. Cuộc chiến giữa các thế lực lớn bùng nổ. Đám cao thủ vương cảnh ở hiện trường ai nấy đều sợ ngây người, mặt phấn khích. Vốn dĩ đám cao thủ thần cảnh đang ngồi ở hàng khách quý trên cùng lại bắt đầu đấu đá lẫn nhau. Bình thường họ không có cơ hội tận mắt chứng kiến trận đấu giữa cao thủ thần cảnh nhưng hôm nay lại được thấy cảnh 17 cao thủ thần cảnh đánh nhau. Quá mạnh, đến khi nào tôi mới đột phá cảnh giới bước vào thần cảnh đây? anh mới đột phá vương cảnh sơ kỳ mà đã mơ được đột phá thần cảnh sơ kỳ đang mơ hả chấm nhóm cao thủ vương cảnh đó kích động đến mức nói năng lộn xộn khi cao thủ thần cảnh của năm bên đang đấu nhau dương thanh đứng một mình giữa võ quán mắt đỏ rực mặt vặn vẹo vì đau đớn anh có thể cảm giác được liều thuốc hoàn mỹ lại điên cuồng xâm chiếm cơ thể anh cảm giác giống như khi black doctor mới cho anh dùng liều thuốc hoàn mỹ sự đau đớn xuyên tim đó làm anh sống không bằng chết liều thuốc hoàn mỹ vốn bị phùng tiểu uyển dùng huyệt vị phong ấn khống chế đang phá tan phong ấn tác dụng của liều thuốc hoàn mỹ đang tỏa ra liên tục một hơi thở điên cuồng từ từ lan tràn khắp cơ thể anh a à, anh chợt ngửa mặt lên trời thét tiếng gầm giận dữ này làm toàn bộ võ quán yên đô đều chấn động lưu lão quái đang cuộn tròn trong góc khá sợ hãi ban nãy có rất nhiều lần lão ta suýt chết trong tay dương thanh nếu không nhờ dương thanh không muốn giết lão ta có lẽ lão ta đã chết lâu rồi không xong rồi cậu ta sắp hoàn toàn mất khống chế mặt lưu lão quái trắng bệch ban nãy bị một chiêu của dương thanh đánh bay dường như lão ta đã mất sức chiến đấu cơ thể cũng bị thương rất nặng chỉ cần lão ta vẫn có thể bộc phát sức mạnh thần cảnh đỉnh phong thì sẽ tuyệt đối không trốn một góc run lẩy bẩy trong tình huống thế này một khi lão ta dám ra tay với dương thanh sợ rằng sẽ bị đánh bại trong nháy mắt bây giờ đã mất ưu thế Lão ta có muốn báo thù thì cũng sợ rằng không còn bất kỳ cơ hội nào nữa. Nhưng hôm nay lão ta đến đây, báo thù chỉ là một chuyện, có chuyện còn quan trọng hơn đó là có đủ máu tươi của cao thủ thần cảnh. Nghĩ đến đây, mắt lão ta đầy điên cuồng. Đánh đi, đánh đi, chờ hai bên đều thảm hại thì cũng là lúc tôi thu hoạch máu tươi của các người. Mắt lưu lão quái đầy phấn khích, kích động nói, chắc cổ trùng được nuôi bằng máu của các người sẽ rất mạnh nhỉ. Chỉ cần có máu tươi của bốn cao thủ thần cảnh tôi có thể phá vỡ xiềng xích của thần cảnh đỉnh phong, trở thành cao thủ siêu phàm chân chính. Đến lúc đó, khắp thế giới này, gia tộc cổ võ không ra mặt, ai dám đấu với tôi. Lão ta nhìn 10 cao thủ thần cảnh đang chiến đấu kịch liệt, cảm giác hơi thở từ từ dồn dập. Hiện trường đã hỗn loạn lắm rồi nhưng vẫn chưa đủ, lão ta muốn nó càng hỗn loạn hơn nữa. Lão ta nhìn Dương Thanh, khóe miệng cười mỉa mai, chắc cậu của bây giờ không thể thấy máu đúng không? Nếu đã vậy thì tôi giúp cậu một tay rút lời, lão ta giơ 10 ngón tay đập mạnh về phía trước, 10 con cổ trùng bay thẳng về phía 10 cao thủ vương cảnh đứng gần Dương Thanh nhất. 10 tên cao thủ vương cảnh đang nhìn cao thủ thần cảnh chiến đấu kịch liệt, chưa kịp phản ứng thì tự dưng cảm giác tim mình tê dần. Dây tiếp ầm ầm ầm, đòn tấn công của 10 tên cao thủ vương cảnh cùng dồn lên người Dương Thanh. Ầm, ừ, trong nháy mắt này, một hơi thở kinh khủng làm người ta phải giật mình bùng nổ trên người Dương Thanh. Chỉ thấy mặt đất dưới chân hóa thành bột mịn, Khí thế kinh khủng lan tràn khắp bốn phương tám hướng. Phụt phụt phụt, trong nháy mắt, 10 cao thủ vương cảnh hóa thành xương máu. Cả võ quán yến đô đều ngập mùi máu tươi. Ầm, ừ, võ quán to như vậy lại yên tĩnh không một tiếng động, ngay cả những cao thủ thần cảnh đang chiến đấu cũng dừng tấn công. Ánh mắt của tất cả mọi người đều dồn lên người Dương Thanh. Dương Thanh của bây giờ giống như một người máu, quần áo đã bị máu thấm đẫm, đây là máu tươi của 10 tên cao thủ vương cảnh. Mắt anh cũng đỏ rực, một luồng khí thế vượt xa thần cảnh đỉnh phong toát ra từ người anh. Mặc dù là cao thủ mạnh nhất trong số nhóm cao thủ thần cảnh như Hoa Anh Kiệt cũng cảm nhận được sự đàn áp đến cực đỉnh, sắc mặt vô cùng nghiêm túc. Còn về các cao thủ vương cảnh trên khán đài, họ chỉ thấy như có một ngọn núi đang đè lên người mình làm họ không thể thở nổi. Cơ thể run rẩy không ngừng, mắt ánh lên vẻ sợ hãi. Ban nãy bọn họ tận mắt thấy người tên cao thủ vương cảnh bao vây Dương Thanh bị hóa thành xương máu trong nháy mắt thậm chí họ còn không thấy Dương Thanh đã ra tay như thế nào. Trong số những cao thủ vương cảnh có vài người là vương cảnh đỉnh phong và bán bộ thần cảnh. Nhưng lại bị giết trong vòng một giây, lưu lão quái đang trốn cách đó không xa cũng trợn mắt, ánh mắt đầy kinh hãi, run rẩy nói, cậu ta, cậu ta đã bước vào siêu phàm cảnh thật rồi. Anh Thanh, mã siêu sực tỉnh từ cơn sợ hãi, thét về phía Dương Thanh. Nhưng giọng của anh ta không hề có tác dụng gì, dương thanh vẫn đứng tại chỗ trong đôi mắt đỏ như máu đó chỉ có ý muốn giết người không những thế hơi thở điên cuồng trên người anh vẫn đang tăng vọt tất cả mọi người rời khỏi võ quán yến đâu ngay thượng quan nhu chợt hét lên đến bây giờ các thế lực đứng đầu mới biết tại sao ban nãy nhóm mã siêu cứ ép họ phải rời khỏi nơi này bởi vì sau khi dương thanh bùng nổ sẽ rất đáng sợ người của hoàng tộc họ diệp rời khỏi võ quán yến đâu ngay Diệp Sung ra lệnh rồi dẫn đầu đưa cao thủ hoàng tộc họ Diệp chạy ra khỏi võ quán Yến Đô. Thấy cao thủ hoàng tộc họ Diệp cũng chạy trốn, đám cao thủ vương cảnh ngồi trên ghế quan sát mới ý thức được nếu còn ở lại đây nữa sẽ nguy hiểm đến mức nào. Hoàng tộc họ đoàn rút lui, hoàng tộc họ Long rút lui, hiệp hội võ thuật rút lui, ngoài hoàng tộc họ thượng quan, bốn thế lực đứng đầu khác đều đưa cao thủ trong gia tộc mình đi. Cô chủ, chúng ta cũng đi nhanh thôi, bên phía hoàng tộc họ thượng quan một cao thủ thần cảnh khuyên thượng quan nhu thượng quan nhu lo lắng bỗng nhìn sang mã siêu hỏi chúng tôi có thể giúp được gì mắt mã siêu đỏ bừng cắn răng nói bây giờ ngoài bản thân anh thanh ra thì không ai giúp được cả nhân lúc anh thanh còn tia lý trí cuối cùng các người rời khỏi đây nhanh đi vậy các người thì sao thượng quan nhu lại hỏi mã siêu từ chối cắn răng nói dù chỉ có một tia hy vọng tôi cũng muốn đánh thức anh thanh dứt lời anh ta lại nhìn vương chiến đỏ mắt nói ông chiến ông cũng đi nhanh đi vương chiến lắc đầu vẻ mặt không sợ gì cả nói to mạng sống của vương chiến này do cậu thanh cứu bây giờ cậu ấy gặp nguy sao tôi có thể bỏ cậu ấy mà đi được ông chiến mã siêu cực kỳ kích động anh ta muốn để vương chiến đi nhưng còn chưa nói xong đã bị vương chiến ngắt lời mã siêu cậu không cần nói nhiều dù có rời đi thì cậu mới là người nên đi lão ta nhìn mã siêu chằm chằm nghiêm túc nói xét về thiên phú võ thuật tôi không bằng cậu nếu hôm nay cậu thanh có thể vượt qua cửa ải này thì thôi nhưng nếu cậu ấy gặp bất chắc gì sau này mong cậu hãy báo thủ cho cậu thanh đừng quên cậu cũng có gia tộc vợ cậu đã mang thai mấy tháng rồi xem như vì đứa nhỏ cậu không thể ở lại đây đi đi cho tôi vương chiến hét lên không mã siêu cắn răng hai tay nắm chặt gân xanh hẳn trên cánh tay hét lên giận dữ anh thanh đã cứu mạng ông cũng đã cứu mạng tôi nếu không nhờ anh ấy tôi đã chết không biết bao nhiêu lần rồi bảo tôi bỏ anh ấy mà đi tôi không làm được lúc này dương thanh vẫn đứng tại chỗ nhưng mắt anh đỏ rực hơi thở điên cuồng trên người cứ tăng vọt không ngừng mặt anh méo mó như thể đang chịu đựng cơn đau nào đó rất khủng khiếp cốt 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 cho tôi bỗng nhiên giọng nói cực kỳ đau khổ của dương thanh vang lên anh thanh mắt mã siêu đỏ bừng hét một tiếng đau xé lòng Đương nhiên anh ta biết rõ Dương Thanh sắp không kiểm soát được mình nên mới bảo họ cút. Vương Chiến cũng kích động vô cùng, hét lên với Mã Siêu, "Cút. Cút đi ngay, chỉ có cậu mới có thể báo thù cho cậu Thanh, cút cho tôi." Vương Chiến hét lên giận dữ, hơi thở thần cảnh trung kỳ chợt bùng nổ đập thẳng vào ngực Mã Siêu làm cơ thể Mã Siêu bay đến cổng võ quán. Thượng Quan Nhu chưa rời đi thấy cảnh tượng này, mắt đỏ bừng, nước mắt lăn dài. Tình anh em giữa Dương Thanh và Mã Siêu làm cô ta cảm động và sự trung thành của vương chiến cũng làm cô ta cảm động cô thượng quan phiền cô đưa cậu nhóc này đi vương chiến chợt nhìn sang thượng quan nhu nở nụ cười nói lúc trước mã siêu đã bị thương nặng rồi mà bản thân thượng quan nhu lại là cao thủ thần cảnh sơ kỳ lúc này mang mã siêu đã bị thương nặng đi không phải là chuyện gì khó còn ông thì sao thượng quan nhu nhìn vương chiến hỏi vương chiến nở nụ cười thật tươi lão ta chợt nhìn dương thanh kiên quyết nói nhất định tôi sẽ làm cậu thanh tỉnh táo lại mặc dù thượng quan nhu không rõ vương chiến có thể dùng cách gì để làm dương thanh tỉnh táo lại nhưng cô ta cảm nhận được sự kiên quyết trên người vương chiến ông yên tâm tôi sẽ dẫn cậu ấy đi thượng thượng quan nhu liếc nhìn dương thanh một lần cuối ánh mắt chứa đầy tiếc thương sau đó quay đầu rời khỏi nơi này vào lúc này trong võ quán yến đô rộng lớn chỉ còn lại dương thanh và vương chiến giờ khắc ấy dương thanh đã bị hơi thở cuồng bạo khủng bố bao phủ đôi mắt đỏ như máu chỉ còn sót lại lạnh lẽo dáng vẻ hung ác của anh chẳng khác nào một ác ma vừa bò lên từ địa ngục. Đôi mắt đỏ rực của anh bỗng rơi xuống chỗ vương chiến, chân nhấc lên, bước từng bước về phía đó. Mỗi bước đi, võ quán lại chấn động kịch liệt, mặt đất dưới chân anh nháy mắt hóa thành bột mịn. Đi mau, dương thanh bước vài bước, cuối cùng dừng lại, đôi mắt đỏ như máu nhìn chầm chầm vào vương chiến, giận dữ rống lên. Anh có thể cảm nhận được, mình của lúc này đã hoàn toàn như nỏ mạnh hết đà, chỉ còn cách thời khắc triệt để vỡ vụn một sợi chỉ nữa thôi hiện tại anh đã trở nên vô cùng khát máu chỉ muốn giết sạch tất cả những người xung quanh nếu vương chiến không chịu rời khỏi đây rất có thể dây tiếp theo anh sẽ không khống chế được bản thân tự tay giết lão ta mất vương chiến không đi lão ta nhìn về phía dương thanh đáy mắt bình lặng trầm mặc một hồi lão ta bỗng lên tiếng tiểu huyền là một cô gái rất rất tốt trong lòng tôi con bé như cháu gái tôi vậy bản thân con bé có y thuật siêu phàm nếu một ngày y thuật của nó bị lộ ra chỉ e sẽ bị rất nhiều thế lực hàng đầu để mắt tới tôi hy vọng cậu có thể bảo vệ chu đáo cho con bé tuyệt đối đừng để nó gặp phải bất cứ tổn thương gì vương chiến đột nhiên nói những lời như thể đang dặn dò hậu sự dương thanh vốn đang đứng bên bờ vực phát cuồng lòng chợt nảy lên một dự cảm chẳng lành đi mau tôi cầu xin ông đi mau sắc mặt dương thanh vặn vẹo vì thống khổ anh gào thét từng lời anh không biết Vương Chiến muốn gì, nhưng anh biết, Vương Chiến đang trăng chối. Bình tĩnh lại, tỉnh táo lại cho tôi. Dương Thanh ôm đầu, gào giống đau đớn. Anh dốc toàn bộ sinh lực để mình chấn tĩnh lại, nhưng liều thuốc hoàn mỹ trong người anh có dược hiệu quá mạnh, không cách nào chấn định nổi. Không chỉ có thế, luồng hơi thở điên cuồng tàn bạo trong anh đã càng thêm mãnh liệt. A, à, anh bỗng hét lớn một tiếng, dậm mạnh bước chân xuống đất. Ầm ầm, toàn bộ võ quán Yến Đô đều chấn động kịch liệt hơi thở cực mạnh đã phóng về bốn phía khiến toàn bộ những thứ trong võ quán quanh anh đều hóa thành bột mịn đúng lúc này trong tay vương chiến bỗng xuất hiện một ống thuốc thủy tinh lão ta ngửa đầu dốc ống thuốc vào miệng trong khoảnh khắc hơi thở võ thuật trên người lão ta tăng lên vùn vụt thần cảnh trung kỳ thần cảnh hậu kỳ thần cảnh đỉnh phong bán bộ siêu phàm siêu phàm sơ kỳ chỉ trong mấy tích tắc ngắn ngủi hơi thở võ thuật trên người vương chiến đã tăng vọt từ thần cảnh trung kỳ vượt qua bốn cảnh giới, tiến vào siêu phàm sơ kỳ. Không ai hay biết, thân thể vương chiến lúc này đang phải chịu đựng nỗi đau đớn và áp lực khủng khiếp cỡ nào. Đến đi, cảm thụ luồng sức mạnh khủng bố tràn ngập thân thể, vương chiến hét lên một tiếng. Đời này, mặc dù lão ta đã không còn cơ hội tiến vào siêu phàm cảnh nhưng trước khi chết lại có thể cảm thụ đôi chút cảm giác của siêu phàm cảnh, hơn nữa, còn là chết vì dương thanh, cũng coi như có thể yên tâm nhắm mắt. Chấm dòng thời gian quay ngược lại một giờ trước, khi lão ta còn chưa tới võ quán Yến Đô. Như mọi ngày, vương chiến tới phòng khám ái dân thật sớm. Nhưng khi lão ta còn chưa vào phòng khám ái dân, một người đàn ông trung niên đột nhiên xuất hiện sau lưng lão ta, ông Vương, xin dừng bước. Giọng nói kia đột ngột vang lên, khiến vương chiến giật mình toát mồ hôi lạnh. Lão ta quay đầu nhìn, thấy đó là một gã đàn ông trung niên ăn mặc rất mộc mạc, đeo một cặp kính viền đen rất dày, đang cười híp mắt nhìn mình. Cậu là ai? Vương Chiến Cảnh giác hỏi. Lão ta hoàn toàn không cảm nhận được chút hơi thở võ thuật nào trên người gã đàn ông trung niên này, nhưng đối phương lại có thể lặng yên xuất hiện sau lưng lão ta, quả thực làm người ta không thể tưởng tượng nổi. Kể cả là một người thường không hề có võ thuật xuất hiện sau lưng, lão ta cũng không thể không có chút cảm giác nào như vậy được. Nhưng người đàn ông trung niên này xuất hiện khi nào, lão ta thực sự không hề nhận ra. Vương Chiến chỉ có thể cảm nhận được một cảm giác cực kỳ đáng sợ từ người này mà thôi ông có thể gọi tôi là black doctor người đàn ông trung niên hơi mỉm cười nói black doctor sắc mặt phương chiến lập tức thay đổi kịch liệt đương nhiên là lão ta biết rất rõ cái tên này trước đây khi dương thanh tới chiến trường ngoài biên giới cứu mã siêu trở về lão ta đã nghe anh nhắc tới cái tên này có thể nói dương thanh trở nên cuồng bạo như vậy chính bởi gã black doctor này đã cho anh uống liều thuốc hoàn mỹ gì đó một thứ nguy hiểm đến nỗi ngay cả phùng tiểu uyển cũng không thể loại trừ ra khỏi cơ thể dương thanh khốn kiếp cậu dám thò mặt tới đây à vương chiến nghiến răng ken két quát vừa dứt lời chân lão ta thoáng di chuyển xông thẳng về phía black doctor nhưng lão ta vừa di động thì lập tức phát giác cổ mình đã bị người ta nắm chặt thân thể bị nhấc bổng lên không trung lão ta khiếp sợ nhận ra kẻ đột nhiên xuất hiện trước mặt mình một tay tóm cổ nhấc cả người mình lên lại chính là tay black doctor kia tôi tìm ông không phải là để giết ông tôi chỉ muốn giao cho ông một nhiệm vụ Black Doctor Bình Thản nói, "Không dối gạt ông, cuộc đấu võ tranh ngôi vương của Yến Đô chính là một ván cờ do tôi bày ra, tất cả đều vì Dương Thanh. Đến khi đó, tôi sẽ kích thích liều thuốc hoàn mỹ trong cơ thể Dương Thanh để nó phát huy công dụng. Lúc ấy, cậu ta sẽ dần mất lý trí, trước khi cậu ta hoàn toàn mất lý trí, chỉ có ông mới có cơ hội cứu cậu ta. Đây là liều thuốc siêu phàm do tôi nghiên cứu điều chế ra, bất kể cao thủ thần cảnh nào dùng nó." cảnh giới võ thuật sẽ tăng vọt lên siêu phàm cảnh chỉ trong vài tích tắc. Nhưng, một khi đã dùng liều thuốc siêu phàm này, ông chỉ còn sống được 10 phút. Điều tôi cần ông làm là, ngay khi Dương Thanh sắp mất lý trí hoàn toàn, hãy dùng thứ thuốc này, sau đó dùng thực lực siêu phàm cảnh của mình để đấu với Dương Thanh một trận. Chỉ khi luồng sức mạnh cuồng bạo trong cơ thể Dương Thanh được phát tiết ra ngoài, cậu ta mới có thể bình tĩnh trở lại, hiểu chứ? Dứt lời, Black Doctor buông tay, Vương Chiến rơi xuống đất, đáy mắt tràn đầy khiếp sợ. Đợi khi lão ta khôi phục tinh thần, Black Doctor đã biến mất, trong tay lão ta xuất hiện một ống thủy tinh đựng thứ thuốc được gọi là liều thuốc siêu phàm kia. Ban đầu lão ta còn cho rằng có lẽ không cần dùng đến liều thuốc này, nhưng thật không ngờ, hiện giờ đã thật sự phải dùng đến nó. Sau khi uống liều thuốc siêu phàm kia, thực lực của lão ta đã tăng vọt lên siêu phàm cảnh trong nháy mắt, giờ khắc này, toàn thân lão ta đã đỏ lưỡng như nhuộm, mạch máu dưới da cũng nổi cả lên thoạt trong võ quán Yến Đô vừa xảy ra chuyện gì vậy nhỉ? Sao tôi lại cảm nhận được hai luồng hơi thở võ thuật vượt trên thần cảnh đỉnh phong? Một người là Dương Thanh, vậy cao thủ siêu phàm cảnh còn lại là ai? Bên ngoài võ quán, đám cao thủ thần cảnh kia đều biến sắc. Lúc này bọn họ đã tránh xa võ quán chừng trăm mét, nhưng ở khoảng cách xa như vậy lại vẫn cảm nhận được hai luồng hơi thở khủng bố kia vừa va chạm nhau. Mã siêu vừa rời khỏi võ quán Yến Đô cũng trợn to mắt, vẻ không thể tin nổi, người còn lại, chẳng lẽ chính là ông Chiến? Vừa rồi Vương Chiến đuổi anh ta ra nhưng bản thân lại ở lại. Ban đầu anh ta còn không biết Vương Chiến muốn ở lại để làm gì, nhưng hiện tại hình như anh ta đã hiểu ra. Có điều, Vương Chiến chẳng phải chỉ mới tới cảnh giới thần cảnh trung kỳ sao. Dù có biện pháp tặng mạnh cảnh giới võ thuật trong thời gian ngắn thì cũng không thể nào tăng điên cuồng đến nỗi chỉ mấy tích tắc đã vọt lên siêu phàm cảnh chứ. Thượng Quan Nhu là người cuối cùng rời khỏi võ quán, dĩ nhiên cô ta cũng biết rõ, trong võ quán lúc này chỉ có Dương Thanh và Vương Chiến. Lúc này, có hai luồng uy lực vượt xa thần cảnh đỉnh phong từ võ quán truyền ra, vậy chỉ có thể chứng minh, Vương Chiến cũng đã bước vào siêu phàm cảnh. Sao, sao có thể như vậy được? Thượng Quan Nhu Kinh hãi thốt lên, một cao thủ thần cảnh trung kỳ làm sao có thể dùng bí pháp để đẩy cảnh giới võ thuật vượt qua khỏi thần cảnh đỉnh phong. Dù là người có thiên phú võ thuật cao nhất hoàng tộc họ Thượng Quan như cô ta cũng chưa từng nghe nói đến chuyện như vậy nhưng sự thật chính là thế đó trong võ quán chỉ có dương thanh và vương chiến như vậy hai luồng hơi thở vượt trên thần cảnh đỉnh phong này chỉ có thể thuộc về bọn họ ông chiến ông làm thế nào vậy mã siêu cắn răng lẩm bẩm anh ta hoàn toàn không hiểu vương chiến đã gặp phải chuyện gì nhưng anh ta biết đột phá từ thần cảnh trung kỳ lên tận siêu phàm cảnh chỉ trong thời gian ngắn như vậy hậu quả chắc chắn cực kỳ nghiêm trọng nghĩ đến lúc vương chiến buộc mình rời khỏi đó bản thân lão ta lại không ra ngoài mã siêu mới nhận ra khi vương chiến muốn đuổi mình ra, lão ta đã nghĩ tới biện pháp giúp đỡ Dương Thanh. Luồng hơi thở điên cuồng trong cơ thể Dương Thanh cần được phát tiết ra ngoài, nhưng với cảnh giới võ thuật của anh, khắp thế giới này căn bản không có mấy người có thể đối địch. Trừ khi lại xuất hiện một cao thủ siêu phàm cảnh nữa, bằng không, cuối cùng cơ thể Dương Thanh sẽ nổ tung vì luồng hơi thở điên cuồng kia không thể chút ra ngoài được. Ý anh là, người còn lại chính là tiền bối vương chiến. Thượng quan Nhu Kinh ngạc hỏi. Mắt mã má siêu đã đỏ bừng, anh ta nhìn chằm chằm về phía võ quán cắn răng nói nhất định là ông ấy nhưng thực lực của ông ấy chỉ mới tới thần cảnh trung kỳ mà sao có thể đột phá tới siêu phàm cảnh được thượng quan nhu lộ vẻ không thể tin nổi tuy cô ta cũng biết người còn lại hẳn là vương chiến nhưng khi mã siêu nói cho cô ta biết kết luận này cô ta vẫn không thể tiếp thu nổi dẫu sao trước ngày hôm nay cô ta còn chưa biết trên thần cảnh còn có siêu phàm cảnh mà nay nơi này bỗng xuất hiện hai cao thủ siêu phàm cảnh không chỉ Thượng Quan Nhu mà cả các cao thủ thần cảnh của các thế lực hàng đầu khác cũng dại mặt ra. Phía bên Hiệp hội Võ Thuật, sắc mặt Hoa Anh Kiệt đã tái nhợt như tờ giấy, bản thân lão ta chính là cao thủ thần cảnh đỉnh phong, kiến thức dĩ nhiên cũng rộng hơn người khác. Nhận thấy có đến hai cao thủ siêu phàm cảnh liên tục xuất hiện, lão ta vô cùng không cam lòng. Bao nhiêu năm rồi? Lão ta một mực bôn ba ở nước ngoài nhằm tìm kiếm các loại biện pháp đột phá khỏi thần cảnh đỉnh phong, nhưng trước sau vẫn không hề có tác dụng gì. Lão ta thậm chí còn có ảo giác, thân cảnh đỉnh phong dường như đã là bậc cao nhất trong thành tựu võ thuật đời mình, đồng thời cũng là gông cùm mà đời này lão ta không thể đánh vỡ. Nếu chưa từng gặp cao thủ siêu phàm cảnh thì cũng thôi, nhưng hôm nay, lão ta lại gặp được, điều quan trọng hơn cả là một người trong đó mới chỉ 28 tuổi. Bên phía hoàng tộc họ Long, đám người cầm quyền của hoàng tộc đều lộ vẻ không thể tin nổi. Sao, sao lại như thế được? Vương Chiến đã từng là một cao thủ của hoàng tộc họ Long chúng ta khi đó, ông ta mới chỉ có thực lực thần cảnh sơ kỳ, mặc dù ngày nay đã đột phá lên đến thần cảnh trung kỳ nhưng sao có thể nháy mắt tiến vào siêu phàm cảnh như vậy. Long Khoa thốt lên, mặt tỏ vẻ không tin được. Điện hạ, ngài không cần quá lo lắng. Đúng lúc này, một cao thủ thần cảnh của hoàng tộc họ Long lên tiếng, dù hiện tại thực lực của vương chiến thực sự lên tới siêu phàm cảnh nhưng đây chắc chắn là sức mạnh không thuộc về ông ta. Nhất định ông ta đã dùng thứ thuốc gì đó có thể nháy mắt tăng mạnh thực lực, cho nên mới có thể đột phá siêu phàm cảnh chỉ trong thời gian ngắn như vậy. Thân thể của cao thủ siêu phàm cảnh phải gánh chịu một uy lực võ thuật vượt xa cao thủ thần cảnh, một kẻ chỉ mới có thực lực thần cảnh trung kỳ làm sao có thể chịu nổi sức mạnh của siêu phàm cảnh. Tôi dám cam đoan, không lâu nữa, Vương Chiến sẽ biến thành một thi thể thôi. Long Khoa kinh ngạc, vội vàng hỏi, ông nói thật đấy à? Cao thủ thần cảnh kia gật đầu, sắc mặt nghiêm nghị nói, trong gia tộc cổ võ có một loại thuốc có thể nháy mắt tăng mạnh thực lực như vậy có lẽ vương chiến đã uống thứ thuốc kia, cho nên mới đột ngột trở nên mạnh như thế, nhưng tác dụng phụ của nó chính là phải chết. Nghe lão ta nói vậy, Long Khoa mới thấy dễ chịu hơn. Dù sao, vương chiến cũng từng là một cao thủ của hoàng tộc họ Long, nếu quả thật lão ta có thực lực siêu phàm cảnh thì đây đúng là một tổn thất cực lớn của hoàng tộc họ Long. Không chỉ vương chiến, ngay cả tên Dương Thanh kia, thực lực siêu phàm cảnh của cậu ta cũng không thuộc về bản thân cậu ta, hẳn là do dùng biện pháp gì đó cưỡng chế tăng lên. Cao thủ thần cảnh của hoàng tộc họ Long còn nói, nếu cậu ta thật sự mạnh như vậy, có lẽ đã giết sạch chúng ta từ lâu, nhưng cậu ta không làm vậy mà lại một mực khống chế ý định giết người của mình. Cả người anh em tốt của cậu ta là mã siêu cùng với vương chiến đều từng ngăn cản cậu ta ra tay giết người. Kết quả là, có 10 cao thủ vương cảnh tấn công cậu ta, trong nháy mắt, cậu ta đã giết sạch đám cao thủ này, sau đó đã hoàn toàn mất khống chế. Nếu tôi đoán không lầm thì thân thể cậu ta nhất định đã xuất hiện vấn đề gì rất nghiêm trọng, không thể sử dụng võ thuật, một khi sử dụng sẽ mất khống chế ngay, đồng thời thực lực sẽ tăng mạnh. Lúc này, bên phía hoàng tộc họ Diệp cũng có một cao thủ thần cảnh lên tiếng, đúng thế, Dương Thanh căn bản chẳng phải cao thủ siêu phàm cảnh gì, thực ra thân thể cậu ta có vấn đề gì đó rất nghiêm trọng. Có lẽ hiện tại cậu ta đã hoàn toàn không thể khống chế được, một thời gian ngắn nữa thôi sẽ phải chết. Cao thủ của hoàng tộc họ Long và hoàng tộc họ Diệp liên tiếp nói thế, bấy giờ đám cao thủ thần cảnh khác mới cảm thấy dễ chịu hơn, bớt đi sự không cam lòng. Giấu bên trong không gian cực rộng của võ quán Yến Đô, hai cao thủ đã bước vào siêu phàm cảnh là Dương Thanh và Vương Chiến đang điên cuồng tấn công nhau. Thực lực thần cảnh đỉnh phong đã có thể khiến võ quán bị hủy diệt, huống chi là hai cao thủ đã tiến vào siêu phàm cảnh. Oing oing oing, những chiêu tấn công cực kỳ mạnh mẽ khiến tất cả mọi thứ trong võ quán này điêu tàn mặt đất vốn bằng phẳng rắn chắc này đã biến thành gồ ghề lùi lõm dưới những lần va chạm của hai luồng sức mạnh khổng lồ, lộ ra cả cốt thép bên dưới lớp bê tông cực dày. Gư. Dương Thanh nổi giận gầm rú, hơi thở điên cuồng trên người càng lúc càng đậm, hơi thở siêu phàm cảnh vô cùng khủng bố quét ra tám hướng, cuốn đi tất cả. Uinh uinh uinh, lập tức, những bức tường dày bốn phía võ quán yến đô hùng vĩ ầm ầm đổ xuống. Trời đất, võ quán bị đánh sập luôn, các cao thủ của những thế lực đứng đầu đã rút lui rất xa đều trợn to mắt nhìn, vẻ mặt không sao tin nổi. Mặt Mã Siêu đã vặn vẹo đi một cách dữ tợn, hai nắm tay siết chặt lại, móng tay đâm rách lòng bàn tay, nhưng anh ta dường như không cảm nhận được. Tình hình chiến đấu trong võ quán càng kịch liệt thì càng chứng tỏ tình cảnh của Dương Thanh và Vương Chiến lúc này càng thảm thiết. Bất kể là ai trong hai người, một khi đã trúng vết thương chí mạng thì đều sẽ trở thành đả kích cực kỳ lớn với anh ta. Anh Thanh, ông Chiến hai người nhất định phải vượt qua được. Mã siêu cắn răng lầm bẩm Thượng quan nhu tới bên cạnh mã siêu, an ủi, cậu yên tâm đi, bọn họ nhất định sẽ không sao đâu. Ha ha! Đúng lúc này, một tiếng cười châm biếm vang lên, Long Khoa đang dẫn theo các cao thủ của hoàng tộc họ Long đi tới gần. Ông ta cười ha hả nói, cô thượng quan nhu này, chỉ sợ cô đã nghĩ nhiều rồi. Hai người bọn họ, một kẻ đã hoàn toàn mất lý trí, một kẻ thì phải dùng biện pháp gì không rõ liều lĩnh tăng thực lực từ thần cảnh trung kỳ lên đến siêu phàm cảnh cô cho rằng trong tình huống này dù bọn họ có thể tỉnh táo lại thì tỷ lệ sống sót được đến bao nhiêu nghe long khoa nói thế sắc mặt thượng quan nhu sa sầm xuống cô ta nghiến răng nói bây giờ ông lớn lối như vậy chẳng lẽ không sợ nhớ đâu trong bọn họ có người sống sót vượt qua được à long khoa liếc nhìn về phía võ quán nơi đó bụi đã tung mù mịt thân thể bất chợt co quắp lại nếu hai người kia thật sự có một kẻ sống sót được thì đúng là bi kịch của hoàng tộc họ Long. Hừ, Long Khoa lạnh lùng nói, hai người bọn họ sẽ không ai sống sót được. Bộp, một bóng người xẹt qua trong nháy mắt, xuất hiện trước mặt Long Khoa, tóm chặt cổ ông ta, lập tức thân thể Long Khoa bị nhấc bổng lên. Buông điện hạ ra ngay. Đám cao thủ của hoàng tộc họ Long ngây ra vì kinh sợ, sau đó vội vã quát lớn. Thượng quan Nhu cũng kinh ngạc, Cô ta không ngờ chỉ lời qua tiếng lại một chút, Mã Siêu liền ra tay với Long Khoa luôn. Lúc này, đôi mắt Mã Siêu đã chỉ còn một màu đỏ máu, bên dưới đó cất giấu một khát khao giết người cực kỳ nồng đậm. Anh ta nhìn chằm chằm vào Long Khoa, gần giọng, ông tha thiết muốn chết đến vậy à? Tuy anh ta đã bị thương nặng nhưng lúc này vẫn có thể bộc phát ra hơi thở vượt xa cảnh giới thần cảnh trung kỳ. Long Khoa vốn chỉ là một cao thủ thần cảnh trung kỳ mà thôi, đúng là không đủ khả năng chống trả lại Mã Siêu các cao thủ hoàng tộc họ Long đều nổi giận, buông lời đe dọa, tên khốn kia, thả điện hạ ra mau. Kẻ nào dám sủa càn thêm một tiếng, tôi sẽ giết tên rác rưởi này. Đôi mắt đỏ như máu của mã siêu đảo qua các cao thủ hoàng tộc họ Long một lượt, lạnh lùng nói. Đồng thời, bàn tay đang chộp lấy cổ Long Khoa đột nhiên tăng lực siết mạnh. Long Khoa lập tức trợn trắng mắt, biên độ giấy rụa càng ngày càng nhỏ. Các cao thủ hoàng tộc họ Long đều sợ hãi ngây người, nhưng chỉ dám tức tối chừng mắt nhìn mà không dám nói gì, cứ thế trơ mắt xem Long Khoa bước dần đến chỗ thần chết. Huyệt! Ngay khi Long Khoa sắp tắt thở, Mã Siêu vung mạnh tay, ném ông ta ra xa, thân thể Long Khoa văng xa chục mét, đập thẳng vào một gốc đại thụ. Ông ta học ra một ngụm máu tươi, hơi thở võ thuật trên người nháy mắt đã yếu ớt hẳn. Mày muốn chết à? Vài tên cao thủ của hoàng tộc họ Long đều nổi giận, lăm lăm muốn ra tay. Dừng lại. Long Khoa cố nén cơn đau, Quát lớn một tiếng, loạn choạng bò dậy, nhìn về phía Mã Siêu, sắc mặt cực kỳ tức giận, nhưng bên dưới lớp vỏ giận dữ đó còn cất chứa đôi phần sợ hãi. Vừa rồi, ông ta thật sự cảm nhận được, Mã Siêu muốn giết mình. Dựa vào thực lực Mã Siêu vừa bộc lộ ra, ông ta hoàn toàn không phải đối thủ của kẻ này, dù các cao thủ của hoàng tộc họ Long liên hợp lại cũng chưa chắc có thể đối phó với Mã Siêu. Nếu có thể đối phó được thì không nói, nhưng nếu không đánh thắng được thì sao? Mã Siêu nhất định sẽ giết ông ta. Ông ta không dám đánh cược phen này. Cho nên, ông ta chỉ có thể ngăn đám cao thủ hoàng tộc họ Long lại, không cho bọn họ tấn công Mã Siêu. Mã Siêu lạnh lẽo lướt nhìn Long Khoa một cái, sau đó lại nhìn về phía võ quán, ánh mắt tràn đầy lo lắng. Các thế lực khác còn đang định châm chọc đôi câu, nhưng khi thấy Mã Siêu mạnh mẽ đến thế, không ai dám lên tiếng nữa. Trước kia, Mã Siêu từng phát huy được thực lực võ thuật ở cảnh giới thần cảnh đỉnh phong, Bọn họ đã tận mắt chứng kiến, tuy lúc này Mã Siêu đã bị thương nhưng ai dám bảo đảm anh ta không thể phát huy thực lực thần cảnh đỉnh phong một lần nữa. Không một ai còn dám chọc vào Mã Siêu lần nữa. Thượng Quan Nhu liếc nhìn Mã Siêu, cô ta tự kiêu vì bản thân đã 30 năm, nhưng trước mặt Dương Thanh và Mã Siêu, cô ta không cách nào kiêu ngạo nổi. Diệp Sung vốn cũng là một nhân vật nổi bật trong giới trẻ của bốn hoàng tộc lớn, nhưng cũng chỉ có thực lực bán bộ thần cảnh so sánh với Dương Thanh và Mã Siêu, đúng là chẳng đáng để nhắc tới. Anh ta cực kỳ không cam lòng nhưng đành bất lực, chỉ có thể âm thầm cầu khẩn trong lòng, hy vọng Dương Thanh sẽ mất mạng trong trận chiến này. Bấy giờ, bên phía võ quán đã biến thành một mớ hỗn độn. Thời điểm cao thủ siêu phàm cảnh đánh nhau, các cao thủ thần cảnh căn bản không thể nhìn rõ bóng dáng bọn họ, chỉ có thể cảm nhận được từng luồng hơi thở điên cuồng cực mạnh khuếch tán về bốn phương tám hướng. Võ quán Yến Đô đã hoàn toàn biến thành một đống đổ nát, Dương Thanh và Vương Chiến đều đã tiến vào trạng thái mạnh nhất. Không một ai hay, lúc này thân thể Vương Chiến đang phải chịu đựng một áp lực lớn cỡ nào, sức mạnh đang cuồn cuộn không ngừng tăng lên bên trong cơ thể như đang muốn làm nổ tung lão ta. Lão ta vẫn gắng gượng chống đỡ, mặc dù mắt, mũi, tay, miệng đều đã đổ máu nhưng vẫn dốc toàn lực chịu đựng, bởi vì lão ta biết, một khi mình không chịu nổi nữa, Dương Thanh sẽ thực sự xong đời. Thời điểm này đã cách lúc lão ta uống thuốc chừng 7, 8 phút lão chỉ còn chừng 2, 3 phút nữa là tới thời khắc cuối cùng. Nhưng đến bây giờ, Dương Thanh vẫn chưa hề có bất kỳ dấu hiệu tỉnh táo nào, luồng hơi thở điên cuồng bạo liệt trong người anh vẫn đang liên tục tăng lên, điều này làm lão ta lo lắng vô cùng. Cậu Thanh, vì vợ con cậu, vì bạn bè, người thân quanh cậu, cậu nhất định phải vượt qua được. Vương Chiến tung một quyền cực mạnh, quát lớn, cậu Thanh, mau tỉnh táo lại. Vương Chiến vừa gào giống kêu gọi, vừa điên cuồng công kích Dương Thanh. Lúc này, hơi thở võ thuật của Dương Thanh đã vượt xa lão ta, dù lão ta có dốc toàn lực cũng không thể gây thương tổn cho Dương Thanh, chỉ khi để Dương Thanh phát tiết tất cả ra ngoài thì anh mới. Mặc dù đứng cách rất xa nhưng mỗi cử động của Dương Thanh đều khiến con tim mỗi người có mặt ở đây phải run rẩy. Cậu ta muốn làm gì? Long Khoa nhíu mày, đáy mắt tiết lộ đôi phần sợ hãi. Diệp Sung cũng khẩn trương ra mặt, trước đây, khi Thượng Quan Nhu đưa ra đề nghị liên hợp đối phó với Lưu lão quái, anh ta không đồng ý đoàn vô nhai cũng lo lắng lắm tuy trước đó ông ta đã lựa chọn đứng về phía thượng quan nhu giúp dương thanh một tay nhưng tình trạng hiện giờ của dương thanh như thế ai biết anh muốn làm gì bên phía hiệp hội võ thuật hoa anh kiệt cũng trao mày sắc mặt cũng lộ vẻ lo lắng anh thanh anh định làm gì thế anh đừng làm em sợ mã siêu căng thẳng tột cùng gọi dương thanh dương thanh lúc này như thể đã biến thành một người khác ngay cả mã siêu cũng cảm thấy vô cùng xa lạ thượng quan nhu đứng cạnh đó gương mặt xinh đẹp đã tràn đầy sợ hãi. Vèo, ngay dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, Dương Thanh đột nhiên biến mất tại chỗ. Đâu rồi, mọi người lập tức trợn mắt nhìn. Một người có tốc độ mau đến đâu thì chỉ ít những cao thủ thần cảnh cũng nên cảm nhận được mới phải. Nhưng lần này, Dương Thanh như thể vừa dịch chuyển tức thời, bọn họ căn bản không hề cảm nhận được Dương Thanh di chuyển về phía nào. Có điều, nỗi sợ hãi Dương Thanh mang tới cho bọn họ vẫn chưa dừng lại ở đó mỗi người đều lộ vẻ lo âu, chỉ sợ khi Dương Thanh xuất hiện trở lại, sẽ dừng chân trước mặt mình. Quỳnh, đúng lúc này, một tiếng động lớn vang lên, một bóng người bị ném văng tới như quả bóng cao su, rơi thật mạnh xuống đất, đồng thời kẻ đó cũng hộp một ngụm máu tươi. Lưu lão quái, khi thấy rõ kẻ bị ném xuống đất hộp máu chính là lưu lão quái, tất cả mọi người đều trợn tròn mắt lên. Cho đến giờ, bọn họ mới nhớ tới, còn có lưu lão quái ở đây. Trước đó, Dương Thanh bỗng nhiên trở nên điên cuồng, mất lý trí, bọn họ hoảng hốt mà quên mất sự tồn tại của Lưu lão quái này. Nhưng hiện giờ, một cao thủ thần cảnh đỉnh phong như Lưu lão quái lại bị người ta quật xuống đất như một con chó. Xin cậu thanh tha mạng, Lưu lão quái quỳ trên mặt đất, lớn tiếng cầu xin. Sắc mặt lão ta tràn đầy sợ hãi. Là Dương Thanh, đám người ở đây rốt cuộc cũng nhận ra, kẻ nào vừa tìm thấy và lôi cổ Lưu lão quái ra, đồng thời còn khiến lão ta trọng thương. Uy giây tiếp theo, thân thể lưu lão quái lại bay vèo ra như một quả bóng cao su, nặng nề nện xuống phía tích võ quán yến đô. quỳnh 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 nhưng chuyện này còn chưa kết thúc, ngay sau đó, thân thể của lưu lão quái lại bị nện xuống đất thật mạnh như đạn pháo. không ai có thể thấy rõ bóng dáng dương thanh di chuyển, nhưng bọn họ đều biết người đang ra tay hành hạ lưu lão quái nhất định là dương thanh. vài giây ngắn ngủi trôi qua, lưu lão quái đã nằm liệt trên mặt đất, khắp người dính đầy máu tươi mặt đất thì đã lởm chởm những chiếc hố hình người dương thanh cùng mái tóc bạc rốt cuộc xuất hiện trong tầm mắt mọi người anh bước từng bước lại gần lưu lão quái gương mặt góc cạnh như được chạm khắc ra hoàn toàn không hề có chút giận dữ nào mà lại hết sức bình thản chết đi mọi người chợt nghe thấy một tiếng quát như tiếng tử thần gọi giây tiếp theo dương thanh giơ một chân nhắm thẳng đầu lưu lão quái đạp thật mạnh xuống tất cả đều khẳng định rằng nếu một cước này hạ xuống đầu lưu lão quái chắc chắn sẽ nát như thấy chân dương thanh đã sắp hạ xuống đến nơi, lưu lão quái tuyệt vọng trợn to mắt, nhưng ngay trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc này, một hơi thở võ thuật khủng bố chợt bao phủ toàn bộ chốn này. Uỳnh, giây tiếp theo, một tiếng động lớn vang lên, dưới một quyền này, dương thanh bị đẩy lùi lại phía sau, hai chân trượt dài trên mặt đất ba, bốn mét mới dừng lại được. Trước mặt lưu lão quái lúc này vừa xuất hiện một gã đàn ông cao to lực lưỡng, chiều cao chừng 1m9, hơi thở võ thuật trên người kẻ này vô cùng khủng bố, cao thủ siêu phàm cảnh. Đồng tử của Hoa Anh Kiệt đột nhiên co rút lại, nhìn kẻ vừa tới, vẻ không thể tin nổi. Tính cả Dương Thanh và Vương Chiến thì đây là cao thủ siêu phàm cảnh thứ ba lão ta nhìn thấy trong ngày hôm nay. Lão ta hoàn toàn không hề nghi ngờ chuyện gã đàn ông lực lưỡng kia đã tiến vào siêu phàm cảnh, dầu gì bản thân lão ta cũng đã là cao thủ thần cảnh đỉnh phong, nhưng uy lực toát ra từ gã đàn ông cao lớn kia lại vẫn khiến lão ta khó thở. Loại uy lực này chắc chắn phải xuất phát từ người của cao thủ siêu phàm cảnh mã siêu thoáng di động thân mình nhào tới đứng bên cạnh dương thanh cảnh giác nhìn gã đàn ông cao lớn đó tha được thì nên tha đi lưu lão quái tôi mang đi bỗng nhiên gã đàn ông trung niên đó lên tiếng giọng điệu của ông ta cực kỳ ngang nhiên như thể ông ta muốn mang ai đi thì không kẻ nào có thể ngăn cản nổi lão già này phải chết rốt cuộc dương thanh cũng lên tiếng anh nhìn về phía người trung niên cao lớn kia ý chí chiến đấu bắt đầu hừng hực hừ người trung niên cao lớn lạnh lùng nói cậu chỉ vừa bước một chân vào siêu phàm cảnh mà đã dám lớn lối như vậy à nếu thật sự tiến vào siêu phàm cảnh chẳng phải sẽ càng kiêu ngạo hay sao nếu đã vậy dĩ nhiên tôi đây không thể tha cho cậu được rồi lời vừa dứt gã trung niên cao lớn kia thoáng di động nháy mắt đã xuất hiện trước mặt dương thanh ông ta vung một cánh tay nắm tay to lớn đấm thẳng về phía trái tim dương thanh trong chớp mắt ngay chính dương thanh cũng cảm nhận được một hơi thở khủng khiếp không thể ngăn cản ánh mắt anh tràn ngập lạnh lẽo, một hơi thở gần như ngang cỡ siêu phàm sơ kỳ bùng nổ từ cơ thể anh. Giết, anh vung tay chém một quyền. Chỉ là một quyền dứt khoát, không có động tác hoa mỹ nào, nhưng không gian xung quanh như thể bị sức mạnh đi kèm quyền này của anh xé rách toạc. Quỳnh, nắm đấm của hai người đối đầu trong giây lát. Thân thể Dương Thanh bỗng bị đẩy lùi bảy, tám bước, mà gã trung niên cao to kia chỉ phải lùi lại ba, bốn bước. Dù vậy, điều này cũng đã khiến ông ta thoáng lộ vẻ khiếp sợ ông ta có thể cảm nhận được, cảnh giới võ thuật của Dương Thanh vẫn chưa bước vào siêu phàm cảnh, chính xác là thì hẳn đang là bán bộ siêu phàm cảnh. Tuy cách siêu phàm sơ kỳ chỉ nửa bước thôi nhưng chỉ có cao thủ siêu phàm cảnh mới biết, nửa bước tranh lệch này lớn cỡ nào. Vậy mà Dương Thanh lại có thể chống lại chiêu tấn công của ông ta, đồng thời chỉ lùi lại 7, 8 bước, mà chính mình cũng đã phải lùi lại 3, 4 bước. Từ bao giờ mà cao thủ siêu phàm cảnh của Miêu Thành cũng dám đặt chân vào yến đô thế này? Ngay lúc này, một giọng nói từ trên trời giáng xuống, tựa như âm thanh của thần, làm chấn động cả đất trời. Đồng thời, một uy lực võ thuật khủng bố tràn xuống, đè lên toàn bộ khu vực này. Bịch, bịch, chấm, dưới uy lực kinh khiếp đó, những cao thủ có cảnh giới dưới thần cảnh hậu kỳ đều quỳ phịch hai gối xuống đất. Chỉ một luồng uy lực đã khiến các cao thủ dưới cảnh giới thần cảnh hậu kỳ phải quỳ xuống, có thể đoán được chủ nhân của giọng nói kia mạnh cỡ nào. Gã trung niên cao to vừa nghe thấy giọng nói này, lập tức mặt mũi trắng bệch ra mắt lộ vẻ sợ sệt khủng khiếp như thể vừa thấy được một nhân vật đáng sợ tột cùng đồng thời thân thể ông ta cũng bị đầy lùi vài bước đợi khi ông ta dừng lại được khóe miệng đã ứa máu tươi cảnh tượng này khiến mỗi người có mặt ở đây đều rúng động cả tâm can ngay cả dương thanh cũng tỏ ra hết sức căng thẳng bởi vì chính anh cũng không thể cảm nhận được chủ nhân giọng nói kia hiện đang ở đâu cốt sau dương thanh lau vết máu nơi khóe miệng ánh mắt điên cuồng nhìn thẳng vào gã đàn ông kia Nghiến Giang nói, lưu lão quái phải chết. Vẫn là câu nói này, đã thế thì dù tôi giết cậu, hẳn vị kia cũng sẽ không nhúng tay đâu nhỉ?" Gã đàn ông trung niên lạnh lẽo nói. Ông ta nói vậy là đang muốn thử ý vị kia, đối phương vẫn chẳng nói thêm gì, ra vẻ không định nhúng tay vào chuyện này. "Anh Thanh, quân tử báo thù, 10 năm không muộn." Mã siêu cắn răng hô. Anh ta cũng phía đối thủ. "Uinh uinh uinh, Dương Thanh lại bắt đầu một vòng tấn công mãnh liệt gã đàn ông trung niên kia." những đòn tấn công lần này lại mạnh hơn lần trước khá nhiều gã trung niên cao to kia cũng nhận ra thực lực của dương thanh lại tăng mạnh vài phần sắc mặt lập tức âm trầm cực kỳ nếu cứ tiếp tục như thế nữa chẳng phải thực lực của dương thanh sẽ có lúc vượt qua ông ta sao nghĩ tới đây ông ta kinh sợ toát mồ hôi lạnh danh con mày muốn chết hả ông ta vung mạnh cánh tay một luồng sức mạnh đáng sợ từ từ ngưng tụ trong lòng bàn tay sau đó đột một chụp về phía dương thanh Dương Thanh lập tức nắm tay, công kích về phía lòng bàn tay ông ta. Uyên, một tiếng động lớn vang lên, dưới ánh mắt khiếp sợ của tất cả mọi người, Dương Thanh bị đẩy lùi về sau 7, 8 bước, gã đàn ông cao lớn kia cũng bị đẩy lùi 7, 8 bước. Lần sau chiêu này, sức mạnh của hai người đã ngang nhau. Sao có thể như vậy được? Long Khoa trợn to mắt hô lên, không thể tin nổi. Diệp Sung và Hoa Anh Kiệt cũng kinh ngạc tột cùng, gã đàn ông trung niên kia chính là cao thủ siêu phàm cảnh, Vậy mà lần sau chiêu này, Dương Thanh lại có thể ngang sức với ông ta. Cảnh tượng này khiến bọn họ tưởng mình đang nằm mơ. Một hơi thở mờ mịt như có như không chợt tràn ra từ trên người Dương Thanh. Cảm nhận được hơi thở quen thuộc này, gã đàn ông trung niên lập tức căng thẳng nhìn, bởi vì lúc này, hơi thở võ thuật của Dương Thanh đã bước vào siêu phàm cảnh. Ông ta không thể xác định, đây là sức mạnh thuộc về thực lực chân chính của Dương Thanh hay chỉ là sức mạnh mượn tạm từ thứ thuốc tăng cường thực lực hoặc bí pháp nào đó. Nhưng bất kể thế nào, chỉ cần có thể giúp một cao thủ võ thuật trở nên mạnh mẽ thì sức mạnh đó vẫn thuộc về thực lực của người này. Ngay cả chính ông ta cũng chưa từng nghe nói tới một người trẻ tuổi như vậy có thể đạt tới siêu phàm cảnh. Rốt của cậu là ai? Giờ khắc này, ông ta không muốn tiếp tục tấn công Dương Thanh nữa mà chỉ nghiêm sắc mặt hỏi anh. Ông ta không tin một thiên tài võ thuật cỡ này lại là một cao thủ trong thế gian. Người như thế nhất định phải có lai lịch cực lớn. Ban đầu ông ta còn cho rằng, khi ông ta muốn ra tay đánh chết dương thanh vị cao thủ thần bí kia xuất hiện là vì bất mãn chuyện ông ta bước vào thế gian nhưng giờ xem ra việc này có lẽ không đơn giản như vậy sự xuất hiện của vị cao thủ thần bí kia có lẽ là vì dương thanh mới đầu vị đó xuất hiện để ngăn cản mình giết dương thanh nhưng hiện tại vì sao lại không nhúng tay vào nữa là bởi vì trước đó thực lực của dương thanh chưa đủ mạnh nhưng lúc này dương thanh đã có thực lực ngang với cảnh giới siêu phàm cảnh sơ kỳ rồi đối với ông ta chỉ ít cũng không dễ dàng bị giết chết nữa tôi là ai có gì quan trọng sao sắc mặt dương thanh tràn ngập ý muốn giết người tôi chỉ muốn lấy mạng lưu lão quái nếu không phải tại ông ta ông chiến đã không phải chết gã đàn ông trung niên cho rằng dương thanh sẽ không nói cho ông ta biết thân phận chân thật của mình nhưng ông ta không biết ngay chính bản thân dương thanh cũng không rõ thân phận của mình ra sao anh vốn cho rằng gia tộc vũ văn ở yến đô là nhà của mình Vũ Văn Cao Dương người đứng đầu gia tộc đó chính là bố mình. Nhưng sau này, anh mới biết, Vũ Văn Cao Dương không phải bố đẻ của anh, năm ấy mẹ anh kết hôn với Vũ Văn Cao Dương thì đã mang thai anh rồi. Hừ, gã đàn ông trung niên kia hừ lạnh một tiếng, đồ không biết lượng sức mình. Vừa dứt lời, hơi thở võ thuật trên người ông ta đột nhiên mạnh thêm, ông ta ngạo nghễ nhìn Dương Thanh, nói, "Danh con, tuổi còn trẻ đã có thực lực võ thuật cỡ này đúng là không dễ." nhưng muốn cướp lưu lão quái trong tay tôi thì tuyệt đối không có khả năng dương thanh chẳng buồn dài dòng thêm nữa chân anh thoáng di động một lần nữa lao về phía ông ta như muốn nhất quyết giết bằng được lưu lão quái uy 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 hai người điên cuồng so chiêu uy lực võ thuật của họ gần như đã bao trùm cả yến đô đám người cầm quyền của các thế lực lớn đang đứng cách bọn họ cả trăm mét ai nấy đều hết sức căng thẳng sức mạnh của dương thanh đã vượt xa tưởng tượng của họ bọn họ còn cho rằng dù không chết nhưng dương thanh cũng sẽ bị người đàn ông trung niên kia đánh trọng thương nhưng thật bất ngờ dương thanh không chỉ không bị thương trái lại càng đánh càng mạnh chuyện này rốt cuộc là sao chẳng phải dương thanh đã dốc kiệt sức rồi cơ mà vì sao còn có thể phát huy thực lực mạnh cỡ đó bọn họ càng xem càng bối rối bọn họ còn đang chờ xem dương thanh bị giết nhưng kết quả lại thấy dương thanh càng mạnh hơn tôi lại đang muốn đợi xem lát nữa các cao thủ đứng đầu của các vị đấu với cậu thanh thế nào Đoàn vô nhai châm chọc nói. Thượng quan nhu cũng nở nụ cười, thần cảnh đấu với siêu phàm cảnh, cháu chưa thấy bao giờ. Chú cũng chưa được thấy bao giờ, nhưng hôm nay có lẽ sẽ được mở mang kiến thức đôi chút đấy. Đoàn vô nhai cười nói, chỉ có điều, chú đang thắc mắc, cao thủ thần cảnh có thể chống đỡ cao thủ siêu phàm cảnh được bao lâu nhỉ? Cháu đoán, chắc chừng 10 giây. Thượng quan nhu nói, đoàn vô nhai lắc đầu, quá lâu, một giây cũng đã là quá lâu cuộc hội thoại của hai người lọt tới tai đám người hoàng tộc họ long và hoàng tộc họ diệp cùng đám cao thủ của hiệp hội võ thuật sắc mặt bọn họ trở nên khó coi tột đỉnh nếu dương thanh thật sự có thể đánh bại gã đàn ông trung niên cao to kia thì dù không đạt tới cảnh giới siêu phàm cảnh sức chiến đấu của anh cũng đã ngang ngửa cao thủ siêu phàm cảnh trừ khi cao thủ thần cảnh bên họ cực đông đông đến mức chết vài người cũng không thành vấn đề nếu không bọn họ có điên mới để cao thủ thần cảnh nhà mình đấu với dương thanh như vậy khác nào tự sát mã siêu đang thấp thỏm lo sợ nay thấy thế cũng đã thở ra nhẹ nhõm nhưng đáy mắt vẫn tràn đầy âu lo tình trạng của dương thanh cực kỳ không bình thường anh ta không biết có phải thân thể dương thanh đã xảy ra vấn đề gì chăng hiện giờ thực lực của anh thanh rốt cuộc là sức mạnh thuộc về chính anh ấy hay là do cưỡng chế tăng lên nếu như là do cưỡng chế tăng mạnh thì dù có thể giữ lưu lão quái lại sau đó dương thanh sẽ thế nào lúc này các cao thủ của hoàng tộc và hiệp hội võ thuật đều đang chăm chú trông mong dương thanh bị thương cút, gã nháy mắt hóa thành bột mịn. Không ổn rồi, lùi lại mau. Đám cao thủ của hoàng tộc và hiệp hội võ thuật đang đứng cách đó cả trăm mét đột một kinh hãi tột độ, vội vàng lùi lại phía sau. Tuy đã cách rất xa nhưng bọn họ vẫn cảm nhận được một mối nguy hiểm cực lớn, chỉ sợ chút dư âm của cuộc chiến tiếp theo đó cũng có thể khiến bọn họ trọng thương. Chỉ sau vài tích tắc, các cao thủ hàng đầu của hoàng tộc và hiệp hội võ thuật lại lùi về phía sau vài trăm mét. Lúc này ở chiến trường, trên người gã trung niên cao to kia lại bùng nổ một hơi thở cực khủng bố, đá sỏi bốn phía cũng phải nảy khỏi mặt đất. Bấy giờ, Dương Thanh cũng nghiêm nghị hẳn. Anh biết, người này đang phát huy trạng thái mạnh nhất, lần này ông ta thật sự muốn lấy mạng anh. Nhưng anh vẫn không hề sợ hãi, chỉ ánh mắt trở nên tập trung hơn. Anh tự biết rất rõ tình hình của bản thân mình, dù gã đàn ông trung niên này có mạnh hơn nữa thì cũng rất khó lòng mà giết được anh không một ai hay, anh nhất quyết muốn giữ lưu lão quái lại không phải chỉ để báo thù mà còn vì bất ngờ trước cảnh giới võ thuật của gã đàn ông cao lớn kia. Siêu phàm cảnh không phải là trình độ có thể cố gắng là vươn tới được, thực lực của anh đã đạt tới trình độ như ngày hôm nay, muốn tăng mạnh hơn nữa chỉ có thể so đấu với cao thủ siêu phàm cảnh khác. Danh cánh tay Dương Thanh Xẹt, chân Dương Thanh trượt về sau hơn chục mét. Anh cảm thấy xương cánh tay mình gần như gãy ra, anh không kịp nghĩ nhiều, chân phải đạp mạnh xuống mặt đất, mượn lực này đẩy mình lao về phía trước gã đàn ông trung niên kia cau mày nhìn ông ta không ngờ dương thanh có thể đỡ được chiêu vừa rồi thậm chí còn có thể tiếp tục tấn công mình lần nữa điều này làm ông ta có cảm giác mình đang bị khiêu khích hừ ông ta quát lạnh một tiếng nhìn dương thanh đang lao về phía mình tấn công tay chém ra một đòn thật mạnh uynh 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 trong khoảnh khắc đòn tấn công của hai người chạm nhau sức mạnh đáng sợ của nó khiến phía tích dưới chân hai người lập tức tan thành cho bụi nền đường lõm xuống thật sâu. Quỳnh, gã đàn ông trung niên chém ra một quyền nữa, chúng giữa ngực Dương Thanh. Lần này, Dương Thanh không thể tránh né, anh hộc máu tươi, thân thể bay ngược ra sau như diều đứt dây. Bay ra xa mấy chục mét, anh nặng nề rơi xuống mặt tuyết. Hơi thở võ thuật của anh trước mắt đã biến biến mất. Anh bị trọng thương nhưng gã đàn ông trung niên kia cũng không khá hơn là bao, ông ta cũng bị trúng một đòn cuối cùng của Dương Thanh. Bị đẩy lùi bẩy, Tám bước, ông ta nhìn Dương Thanh trật vật không bỏ dậy nổi, cảm thấy hơi thở võ thuật trong người mình đột nhiên trở nên cực kỳ hỗn loạn. Hai người đứng cách nhau một khoảng xa, nhìn thẳng vào nhau, nhưng không ai tiếp tục ra chiêu tấn công. Khổ khổ, một hồi lâu sau, gã đàn ông trung niên kia không thể khống chế thương tích của mình nữa, ho khan mấy cái, hơi thở võ thuật trên người cũng yếu đi rất nhiều. Danh con, cậu mạnh đấy, ông ta nghiêm nghị nói. Ánh mắt Dương Thanh lạnh lẽo như băng. Lần này anh không nhắc lại chuyện muốn giữ Lưu lão quái nữa mà chỉ hỏi, nói cho tôi biết ông là ai. Một ngày nào đó, tôi sẽ đến tìm ông. Gã trung niên cao lớn của xưởng sốt, ngay sau đó liền hiểu ý Dương Thanh, anh đã quyết định tha cho Lưu lão quái lần này. Hoàng Tiến, thuộc khu vực số 9 của Miêu Thành, ông ta nhanh chóng thông báo lai lịch của mình. Quả nhiên đúng là cao thủ của Miêu Thành, trong 13 khu vực của Miêu Thành, ông ta là cao thủ của khu vực số 9, nhất định phải là nhân vật hàng đầu của khu vực này. Tôi chờ cậu, Hoàng Tiến nói xong bèn quay đầu rời đi, ngang qua lưu lão quái, ông ta sách lão lên mang theo. Mãi đến khi bóng dáng Hoàng Tiến biến mất hẳn, Dương Thanh mới ho thật mạnh, anh nhanh nhẹn nuốt ngay một viên thuốc mà Phùng Tiểu Uyển đã đưa cho mình. Vừa rồi, khi đối đầu với Hoàng Tiến, ông ta đã khiến anh bị thương rất nặng, nhưng với năng lực khôi phục hiện nay của anh thì chẳng bao lâu là có thể trở về trạng thái tốt nhất rồi. Trận chiến vừa rồi khiến anh hiểu được rất nhiều đúng là anh vẫn chưa bước vào siêu phàm cảnh nhưng cũng đã cách cảnh giới này không bao xa anh có thể cảm nhận được mình đã rất rất gần siêu phàm cảnh có lẽ chẳng bao lâu nữa anh thật sự có thể tiến vào cảnh giới này mối thù ngày hôm nay anh sẽ tự tay bắt lưu lão quái trả lại đầy đủ anh thanh đúng lúc này mã siêu chạy tới thấy hơi thở của dương thanh đã hỗn loạn anh ta lo lắng ra mặt cậu thanh cậu thanh thượng quan nhu và đoàn vô nhai cũng đi tới cạnh dương thanh Nhìn anh, ánh mắt cực kỳ phức tạp. Đoàn Vô Nhai vốn là người thừa kế của hoàng tộc họ Đoàn, thân phận địa vị đều hiển hách, trước giờ cực kỳ cao ngạo. Nhưng nay, trước mặt Dương Thanh, ông ta không hề lộ vẻ ngạo mạn, ánh mắt nhìn Dương Thanh chỉ còn kính trọng, đó là ý tôn kính dành cho kẻ mạnh hơn. Dương Thanh khẽ lắc đầu, tôi không sao." Dứt lời, anh liếc nhìn Thượng Quan Nhu, lại nhìn Đoàn Vô Nhai, chân thành nói, "Cảm ơn hai vị đã trợ giúp nhiều như vậy, ân huệ hôm nay tôi xin ghi nhớ." thượng quan nhu và đoàn vô nhai vội lắc đầu cậu thanh quá lời rồi chúng tôi cũng chưa làm được gì trái lại còn được nương uy phong của cậu nếu không lưu lão quái kia mạnh cỡ đó chỉ sợ chúng tôi đã chết sạch trong tay lão ta rồi đoàn vô nhai nói thượng quan nhu lo âu hỏi cậu thanh không biết tình hình cậu bây giờ ra sao dương thanh hơi nhíu mày không rõ ý thượng quan nhu hỏi thượng quan nhu vội giải thích Hoàng tộc họ Long và Hoàng tộc họ Diệp cùng với Hiệp hội Võ Thuật đang tính tiếp tục cuộc đấu võ tranh ngôi vương của Yến Đô, tôi lo bọn họ sẽ gây khó dễ cho cậu. Hừ, Dương Thanh cười nhạt, nếu bọn họ muốn chết thì cứ nhầm vào tôi đi. Tuy nay anh đang bị thương nặng nhưng không đến mức không còn sức đánh một trận, chỉ ít lúc này anh vẫn có thể duy trì thực lực thần cảnh đỉnh phong. Trong số các cao thủ ở đây, chỉ có Hoa Anh Kiệt, người của Hiệp hội Võ Thuật có được thực lực thần cảnh đỉnh phong nhưng chỉ một gã hoa anh kiệt mà muốn giết anh thì còn xa mới đủ. Dương Thanh, không ngờ mạng của cậu lớn thật, đấu với cao thủ siêu phàm cảnh mà còn có thể sống sót. Bỗng một giọng nói châm chọc vang lên, Long Khoa dẫn theo đám cao thủ của hoàng tộc họ Long đi tới. Võ thuật của anh Thanh đây cực mạnh, thật làm người ta khiếp sợ. Diệp Sung cũng cười nói, mang đám cao thủ của hoàng tộc họ Diệp bước lại. Hoa Anh Kiệt cùng các cao thủ của Hiệp hội Võ Thuật bước đến, tuy không lên tiếng nhưng ánh mắt lão ta nhìn về phía dương thanh tràn đầy ý chí chiến đấu các vị hẳn đã rõ cuộc đấu võ tranh ngôi vương của yến đô hôm nay chỉ là một cái bẫy nay võ quán yến đô đã bị hủy diệt cuộc đấu lần này coi như kết thúc mời các vị quay về đi thôi dương thanh đưa mắt nhìn lướt qua đám người ở đây lạnh lùng nói anh vẫn luôn không một ai ngờ hoa anh kiệt sẽ ra tay với mã siêu tuy mã siêu có thể bộc phát được thực lực tương đương thần cảnh đỉnh phong nhưng cũng phải phá giải phong ấn sức chiến đấu còn phải uống thuốc tăng sức mạnh mới làm được. Vừa rồi anh ta đã bị thương nặng, bây giờ đến cả thần cảnh sơ kỳ còn không thể phát huy nổi, càng đừng nói tới thần cảnh đỉnh phong. Bản thân Hoa Anh Kiệt đã là cao thủ thần cảnh đỉnh phong. Mã siêu trúng một đòn này lập tức phun máu bay ngược ra ngoài, vết thương càng thêm nghiêm trọng. Ông muốn chết hả? Dương Thanh nổi giận thoát cái xuất hiện trước mắt Hoa Anh Kiệt, tung đấm ra. Hừ, Hoa Anh Kiệt hừ lạnh, cánh tay vung lên, ngưng tụ một luồng khí tức võ thuật khủng khiếp. Bịch, tiếng nổ ầm vang, hai người va chạm vào nhau. Dưới ánh mắt khiếp sợ của mọi người, Hoa Anh Kiệt lùi lại 7 tám bước, Dương Thanh cũng phải lùi về sau ba bốn nước. Chuyện này, cao thủ xung quanh đều khiếp sợ. Bọn họ không ngờ Dương Thanh có thể đánh lui Hoa Anh Kiệt 7 tám bước. Mặc dù trước đó Dương Thanh đã có thực lực đấu với cao thủ siêu phàm cảnh, nhưng đó không phải thực lực của bản thân anh. Hơn nữa, dương thanh cũng bị thương nặng khi đấu với hoàng tiến vậy mà anh vẫn có thể khiến hoa anh kiệt lùi lại bảy tám bước chỉ với một đòn tấn công quả thực quá khủng bố sắc mặt hoa anh kiệt vô cùng khó coi nhìn chằm chằm dương thanh chỉ một đòn đã có thể phân thắng bại rồi sao anh thanh tuy mã siêu lại bị thương nặng nhưng cũng biết rõ hiện giờ dương thanh đã tốn quá nhiều sức lực có lẽ đã nỏ mạnh hết đà anh ta nhìn ra được vì dương thanh không một đòn giết luôn hoa anh kiệt sợ bệnh tình của anh lại chuyển biến xấu bèn vội vàng ngăn cản. Anh Thanh, hôm nay bỏ đi. Một ngày nào đó em sẽ tự tay lấy mạng lão già chó chết này. Mã siêu liếm vết máu trên khóe miệng, vẻ mặt dữ tợn nhìn chằm chằm hoa anh Kiệt. Mày chết đi, Tổng chi hội trưởng Hồng đứng cạnh hoa anh Kiệt lập tức cả giận nói, mày dám sỉ nhục hội trưởng của bọn tao, đúng là không biết sợ. Mã siêu không thèm để ý với ông ta, chỉ nhìn chằm chằm hoa anh Kiệt. Hoa anh Kiệt nhíu mày, dường như nhìn thấy ý muốn giết người mãnh liệt cuồn cuộn trong mắt mã siêu vậy thì tôi càng không thể tha mạng cho cậu hoa anh kiệt nheo mắt nói bỗng trên người lão ta bộc phát khí tức võ thuật vô cùng mạnh mẽ hội trưởng hoa ông làm vậy hơi quá đáng rồi đấy đoàn vô nhai đột nhiên bước tới lạnh nhạt nói cậu thanh vừa đấu với cao thủ siêu phàm cảnh bị thương nặng ông đang định thừa cơ cậu ấy suy yếu để ra tay sao thượng quan nhu cũng không do dự tiến lên một bước lạnh lùng nhìn hoa anh kiệt hội trưởng hoa cuộc đấu võ giành ngôi vương của yến đô hôm nay đã không còn ý nghĩa gì nữa mọi người vẫn nên trở về đi ngày khác tổ chức lại sau hôm nay vốn là ngày tổ chức cuộc đấu võ giành ngôi vương của yến đô chẳng qua là sàn đấu bị hủy thôi ai quy định không có sàn đấu thì không thể tiếp tục đấu võ diệp sung cười nói lúc nào anh ta cũng trưng ra vẻ mặt tươi cười giả dối long khoa cũng lên tiếng không sai hôm nay chúng ta tập trung ở đây vốn là để đấu võ giành ngôi vương của yến đô vậy thì nhất định phải tiến hành đấu võ tiếp đến khi chọn được vương của yến đô mới thôi hoa anh kiệt lạnh lùng nhìn đoàn vô nhai và thượng quan nhu hít mắt hỏi hoàng tộc họ đoàn và hoàng tộc thượng quan định đối địch với hiệp hội võ thuật sao ông tự đánh giá cao mình quá đấy đoàn vô nhai cười lạnh nói đúng là hiệp hội võ thuật rất mạnh nhưng đừng quên ở đây là chiêu châu một thế lực nước ngoài chưa có tư cách khoa chân múa tay đâu ông tưởng hoàng tộc họ đoàn chúng tôi sợ hiệp hội võ thuật của ông à. Đối dịch với các ông thì đã sao, thượng quan nhu cũng không hề e ngại, ông nghĩ hoàng tộc thượng quan dễ ức hiếp hả. Dù có chiến một trận chúng tôi cũng không sợ đâu, được, được lắm, hoa anh kiệt tức điên lên, nghiến răng nói, vậy thì đừng trách tôi không khách sáo. Đợi tôi đoạt được đế thôn sẽ bắt hoàng tộc họ đoàn và hoàng tộc thượng quan các người ra xử lý đầu tiên. Hoa Anh Kiệt không thèm che giấu tham vọng với đế thôn, cao giọng uy hiếp. Nghe vậy, Sắc mặt đám cao thủ của bốn hoàng tộc đều trở nên khó coi, nhất là Long khoa và Diệp Sung. Bọn họ vốn định mượn tay hiệp hội võ thuật làm suy yếu hoàng tộc họ Đoàn và hoàng tộc Thượng Quan, nhưng hiện giờ xem ra, chưa chắc lão ta sẽ liên thủ với họ. Hoa Anh Kiệt quá mạnh, cũng quá kiêu ngạo, tựa như đã chạm được tới đế thôn. Hội trưởng Hoa yên tâm, dù hoàng tộc Thượng Quan và hoàng tộc họ Đoàn đối đầu với hiệp hội võ thuật, hoàng tộc họ Long chúng tôi cũng sẽ không trở thành kẻ địch với các ông long khoa cười nói dù sao hoa anh kiệt cùng từng được hoàng tộc họ long giúp đỡ nếu lão ta thật sự có thể khiến hoàng tộc thượng quan và hoàng tộc họ đoàn suy yếu hoàng tộc họ long không ngại tạm thời hợp tác với hiệp hội võ thuật diệp sung cũng cười nói hoàng tộc họ diệp cũng sẽ không đối địch hiệp hội võ thuật hoa anh kiệt lại ngó lơ bọn họ chỉ lạnh lùng nhìn đoàn vô nhai và thượng quan nhi tôi cho các người cơ hội cuối cùng lập tức cút khỏi yến đô tôi có thể tha cho hai hoàng tộc các người các cao thủ của hoàng tộc họ đoàn và hoàng tộc thượng quan đều xa sầm mặt. Hoa Anh Kiệt quá ngông cuồng, không hề coi bọn họ ra gì. Ông muốn chết hả, đoàn vô nhai gầm lên, khí tức thần cảnh hậu kỳ chợt bộc phát. Mấy cao thủ thần cảnh của hoàng tộc họ đoàn sau lưng ông ta cũng thể hiện khí thế mạnh nhất. Cao thủ của hoàng tộc thượng quan cũng bộc phát khí thế, chuẩn bị giao đấu với hiệp hội võ thuật. Dương Thanh lạnh lùng quan sát, không hề nhúng tay, chỉ tập trung khôi phục thực lực thật nhanh. Mặc dù giao đấu với cao thủ siêu phàm cảnh giúp anh rèn luyện nhưng lại mất sức quá nhiều, còn khiến anh bị thương không nhẹ. Bây giờ, nếu hiệp audio điện tử võ tấn bền các người quyết định muốn liên thủ với thế lực nước ngoài đấu với chúng tôi sao? Đoàn vô nhai híp mắt hỏi. Tính ra, bốn hoàng tộc của Chiêu Châu mới là một phe, lẽ ra phải liên thủ cùng trấn áp hiệp hội võ thuật mới đúng. Vậy mà hiện giờ hoàng tộc họ Long và hoàng tộc họ Diệp lại lựa chọn về phe của hiệp hội võ thuật đoàn vô nhai đừng có nói nhảm sao lại nói là liên thủ với thế lực nước ngoài long khoa cười lạnh nói hiệp hội võ thuật vốn là thế lực của chiêu châu hội trưởng hoa cũng là người chiêu châu trở về tổ quốc sao lại là thế lực nước ngoài tuy diệp sung không lên tiếng nhưng vẻ mặt tươi cười giả dối kia cũng tỏ thái độ đồng tình với long khoa trong mắt hoa anh kiệt lóe lên tia khinh thường lạnh giọng nói hôm nay các thế lực tập hợp là để thi đấu giành ngôi vương của yến đô chuyện đến nước này Tốt nhất các thế lực cùng phái người ra đấu, người chiến thắng cuối cùng chính là vương của Yến Đô, thế nào? Lão ta không chờ nổi nữa, chỉ muốn mau chóng kế thừa đế thôn. Cao thủ của hoàng tộc họ Long và hoàng tộc họ Diệp đều bực bội. Bọn họ đã tỏ ý muốn liên thủ với Hoa Anh Kiệt, chỉ cần thành công liên thủ, hoàng tộc họ Đoàn và hoàng tộc Thượng Quan sẽ tổn thất nặng nề, còn bị loại bỏ hoàn toàn. Thế nhưng bây giờ, Hoa Anh Kiệt lại đề nghị năm thế lực lớn nhất đồng thời giao chiến phân thắng bại chẳng phải nghĩa là bọn họ cũng phải đối phó lẫn nhau sao hội trưởng hoa tôi đề nghị vẫn nên giải quyết hoàng tộc họ đoàn và hoàng tộc thượng quan trước sau đó chúng ta lại thương lượng tổ chức cuộc đấu giành ngôi vương sau long khoa lên tiếng diệp sung cũng nói tôi cũng thấy nên giải quyết hoàng tộc họ đoàn và hoàng tộc thượng quan trước câm miệng hoa anh kiệt quát lớn ánh mắt lạnh lẽo quét qua đám cao thủ hoàng tộc họ long và hoàng tộc họ diệp các người tưởng tôi không biết các người đang có ý đồ gì sao các người dám tính toán sau lưng tôi, muốn chết hả? Dứt lời, toàn thân lão ta toát ra khí thức thần cảnh đỉnh phong. Sắc mặt đám cao thủ của hoàng tộc họ Long và hoàng tộc họ Diệp đều trở nên trắng bệch. Long Khoa và Diệp Sung lại càng giận méo mặt. Bọn họ chủ động lấy lòng hiệp hội võ thuật, kết quả lại bị người ta ghẻ lạnh. Hội trưởng Hoa, ông hiểu lầm rồi. Chúng tôi không hề có ý định lợi dụng ông, mà là... Long Khoa vội vàng giải thích nhưng lại bị Hoa Anh Kiệt chen ngang, tôi có nói các người muốn lợi dụng tôi đâu hay là các người vốn muốn lợi dụng hiệp hội võ thuật đối phó hoàng tộc họ đoàn và hoàng tộc thượng quan cho các người hoa anh kiệt lạnh giọng chất vấn tôi tôi long khoa hốt hoảng lắp bắp nói không nên lời diệp sung thầm mắng đồng đội heo nhưng ngoài mặt vẫn tươi cười nói nếu hội trưởng hoa đã muốn các thế lực đồng thời giao đấu hoàng tộc họ diệp đồng ý diệp sung không dám không đồng ý sợ bị hoa anh kiệt nhằm vào hơn nữa dù các thế lực cùng giao đấu như hoa anh kiệt nói cũng chẳng khác gì bọn họ liên thủ đối phó hoàng tộc họ đoàn và hoàng tộc thượng quan trước chỉ là họ vốn chỉ muốn hiệp hội võ thuật ra tay đàn áp hoàng tộc họ đoàn và hoàng tộc thượng quan đồng thời cũng có thể mượn tay cao thủ của hai hoàng tộc này đối phó hoa anh kiệt nếu ý đồ này đã bị hoa anh kiệt nhìn ra được vậy thì có gì khác biệt với đề nghị của lão ta nói không chừng vẫn còn hy vọng hoa anh kiệt không thèm nhìn diệp sung quay sang hỏi đoàn vô nhai dám không đoàn vô nhai và thượng quan nhu đều đang rất do dự bọn họ tự biết dù cao thủ đứng đầu hai nhà bọn họ liên thủ cũng không đánh lại hoa anh kiệt nếu bọn họ đồng ý chắc chắn ba thế lực lớn kia sẽ liên thủ đối phó bọn họ trước nhưng nếu từ chối đối phương vẫn sẽ ra tay với họ dường như đồng ý hay không đã không còn quan trọng nữa vậy thì chiến đi đoàn vô nhai liếc nhìn thượng quan nhu rồi đáp tốt hoa anh kiệt bỗng đạp mạnh xuống đất vô số đá vụn bay lên. Phập phập phập, những viên đá vụn kia cứ như đạn bắn ra mặt đất xung quanh. Sau đó, mặt đất xuất hiện một hình tròn đường kính khoảng 20 mét. Dùng đường tròn này làm ranh giới sàn đấu. Người nào bước ra đều bị loại, mọi người có ý kiến gì không? Hoa Anh Kiệt lạnh giọng hỏi. Đám người đồng loạt lắc đầu. Đến giờ phút này, bọn họ làm gì có cửa nêu ý kiến? Hiệp hội võ thuật có bốn cao thủ thần cảnh, hoàng tộc họ diệp có hai cao thủ thần cảnh ba hoàng tộc còn lại mỗi nhà có ba cao thủ thần cảnh nhưng tất cả đều biết rõ tạm thời hiệp hội võ thuật sẽ liên thủ với hoàng tộc họ long và hoàng tộc họ diệp bởi vậy phe của hoa anh kiệt sẽ có chín cao thủ thần cảnh còn hoàng tộc họ đoàn và hoàng tộc thượng quan chỉ có sáu cao thủ thần cảnh ngoài ra chỉ còn lại dương thanh và mã siêu mã siêu bị thương nặng không còn sức đấu tiếp chỉ còn dương thanh vẫn có thể đấu nếu mọi người đều không có ý kiến cuộc đấu võ giành ngôi vương của yến đô sẽ tiếp tục dứt lời hoa anh kiệt lao thẳng tới chỗ dương thanh gần như cùng lúc cao thủ thần cảnh của các thế lực đều ra tay quả nhiên vừa bắt đầu cao thủ của hoàng tộc họ diệp hoàng tộc họ long và hiệp hội võ thuật đều nhằm vào người của hoàng tộc họ đoàn và hoàng tộc thượng quan ánh mắt dương thanh trở nên lạnh lẽo tuy anh vẫn chưa khôi phục hoàn toàn nhưng cũng đã có chút sức lực hoa anh kiệt khó có thể đánh bại anh đến đúng lúc lắm dương thanh lạnh giọng nói giơ tay ra đòn vọt lên nghinh chiến bịch 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 dương thanh và hoa anh kiệt pha chạm năng lượng khủng bố như xé rách cả bầu trời các cao thủ khác cũng lao vào chiến đấu đoàn vô thượng quan nhu cảm thấy may mắn vì đã thoát chết trong lòng khiếp sợ cao thủ của hoàng tộc họ diệp kia có thực lực thần cảnh trung kỳ người có thể giết ông ta chỉ bằng một đòn là cao thủ kinh khủng cỡ nào cô ta bỗng nghĩ đến một người vô thức nhìn sang. Quả nhiên Hoa Anh Kiệt giận giữ nghiến răng nghiến lợi nói, danh con, đấu với tôi còn dám phân tâm. Cậu tưởng tôi dễ bắt nạt lắm hả? Dương Thanh cười lạnh, muốn trách chỉ có thể trách ông không đủ thực lực. Khốn kiếp, cậu chết đi. Hoa Anh Kiệt bị chọc giận, khí tức trên người càng mãnh liệt hơn, càn quét về phía Dương Thanh. Mặc dù cuộc nói chuyện giữa hai người không rõ ràng lắm nhưng Thượng Quan Nhu đã biết người vừa giết cao thủ thần cảnh trung kỳ của hoàng tộc họ Diệp chính là Dương Thanh diệp sung cũng biết được chân tướng vẻ mặt khó coi lần này đến yến đô chỉ có hai cao thủ thần cảnh hộ tống anh ta bây giờ một người đã chết tuy chỉ chết một người nhưng lại gây ra tổn thất cực lớn cho hoàng tộc họ diệp số lượng cao thủ thần cảnh của bọn họ vốn không nhiều mất một người cũng khiến thực lực của hoàng tộc họ diệp bị suy giảm diệp sung thượng quan nhu căm tức nhìn chằm chằm diệp sung sao cậu dám sai cao thủ của mình giết tôi cậu muốn gây chiến giữa hoàng tộc thượng quan và hoàng tộc họ diệp sao Diệp Sung vội vàng phủ nhận, chị đừng có vụ oan cho tôi. Tôi thừa nhận là cao thủ hoàng tộc họ Diệp ra tay với chị, nhưng chuyện này không hề liên quan tới tôi. Hơn nữa, ai nói ông ta đánh chị vì muốn lấy mạng chị? Cái này phải để tôi hỏi chị mới đúng. Chị dám âm thầm cấu kết với Dương Thanh giết hại cao thủ thần cảnh của hoàng tộc họ Diệp, món nợ này phải tính thế nào? Thượng quan nhu bị sự vô sỉ của Diệp sung chọc tức. Nếu không vì đang bị thương nặng, đến cả nền tảng võ thuật cũng có thể bị ảnh hưởng, cô ta chắc chắn sẽ tự tay tiêu diệt tên khốn dối trá vô liêm sỉ này. Cậu đừng nói bậy. Tôi mới quen biết cậu Thanh chưa lâu, sao lại nói chúng tôi cấu kết giết cao thủ của hoàng tộc họ Diệp các cậu. Thượng quan nhu giận dữ nói, hơn nữa, tôi vốn bị cao thủ thần cảnh hậu kỳ của các cậu đánh bị thương nặng, vốn đã nguy hiểm lắm rồi. Các cậu còn ra tay với tôi ở ngoài vòng chiến, không phải muốn dồn tôi vào chỗ chết thì là gì. Cậu thì hay rồi, bây giờ lật lỏng vu oan cho tôi và cậu thanh cấu kết giết cao thủ của hoàng tộc họ diệp nhà cậu trước mặt cậu thanh cao thủ thần cảnh trung kỳ còn chẳng có tư cách xác dày cho cậu ấy đáng để cậu ấy phải cấu kết với tôi để giết sao đương nhiên cậu cứ cho rằng tôi cấu kết với cậu thanh tiêu diệt cao thủ của hoàng tộc họ diệp nhà cậu cũng được muốn đấu thì đấu hoàng tộc thượng quan có gì phải sợ hoàng tộc họ diệp các cậu thượng quan nhu nổi giận nói diệp sung bỗng thấy bối rối Tuy lời thượng quan nhu nói không có chứng cứ xác thực nhưng các hoàng tộc nhất định sẽ nhìn ra được chân tướng. Thượng quan nhu là người có thiên phú võ thuật mạnh nhất hoàng tộc thượng quan, lại được thượng quan hoàng cưng chiều hết mực. Nếu lão ta biết Diệp Sung sai người giết thượng quan nhu, rất có thể sẽ nổi trận lôi đình giết tới tận cửa hoàng tộc họ Diệp. Nghĩ tới đây, anh ta thấp thỏm lo sợ. Trong bốn hoàng tộc, thực lực của hoàng tộc họ Diệp tương đối yếu. Nếu hoàng tộc thượng quan muốn khai chiến với hoàng tộc họ Diệp, hoàng tộc họ diệp sẽ không có phần thắng quan trọng là hôm nay thượng quan nhu đã tạo dựng quan hệ với dương thanh cao thủ của hoàng tộc họ diệp định giết cô ta cũng bị dương thanh đoạt mạng nếu hai hoàng tộc khai chiến nhất định dương thanh cũng sẽ tham gia bây giờ dương thanh bị thương nặng vẫn có thể đấu với hoa anh kiệt chẳng phải nghĩa là thực lực của dương thanh ít nhất cũng phải ngang bằng người đứng đầu hoàng tộc sao diệp sung càng nghĩ càng hoảng loạn chị thượng quan đúng lúc này Mã Siêu đi tới bên cạnh Thượng Quan Nhu, lấy một bình xứ đổ ra một viên thuốc màu đen. Anh Thanh bảo tôi đưa cho chị uống. Nếu chị tin chúng tôi thì mau uống đi, thuốc này rất có ích với vết thương của chị. Mã Siêu đưa thuốc cho Thượng Quan Nhu. Cô ta không hề do dự, lập tức uống vào khiến Mã Siêu rất bất ngờ. Cảm ơn cậu, Thượng Quan Nhu chân thành nói. Mã Siêu hiếm khi nở nụ cười, đừng khách sáo. Thượng Quan Nhu hào sảng khiến anh ta có thiện cảm, hai bên quen biết chưa lâu nhưng cô ta lại không hề nghi ngờ viên thuốc này sẽ hại mình diệp sung cậu cứ đợi hoàng tộc thượng quan trả thù đi thượng quan nhu uống thuốc xong nhìn diệp sung hăm dọa ánh mắt tràn đầy sát khí mã siêu cũng lạnh lùng nhìn anh ta tôi chưa từng gặp được kẻ nào dối trá như anh sau này anh đổi tên thành sung dối trá luôn đi ha ha thượng quan nhu không nhịn được cười phá lên phối hợp nói đề nghị của cậu siêu không tệ chết tiệt sao mày dám sỉ nhục tao diệp sung giận giữ nghiến răng nghiến lợi chất vấn đồ vô dụng ông đang chửi mày đấy mày làm gì được ông mã siêu không hề e sợ dù đang bị thương nặng với tình hình hiện giờ gặp phải cao thủ thần cảnh có lẽ anh ta sẽ gặp nguy hiểm nhưng muốn đánh bại diệp sung còn chưa bước vào thần cảnh lại dễ như trở bàn tay nếu không phải sợ trở thành gánh nặng cho dương thanh anh ta đã tham gia quyết chiến rồi sau khi uống thuốc của phùng tiểu uyển anh ta cảm thấy vết thương đỡ hơn nhiều Thực lực cũng đang không ngừng khôi phục. Mày, 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 Diệp Sung chỉ vào Mã Siêu, lắp bắp mãi không nói ra lời. Anh ta chỉ có thực lực bán bộ thần cảnh, Mã Siêu và Thượng Quan Nhu đều là thần cảnh sơ kỳ. Nếu Mã Siêu đánh hết sức còn có thể tương đương sức chiến đấu của cao thủ thần cảnh đỉnh phong. Dù hai người họ đều bị thương nặng, anh ta cũng không phải đối thủ. Mày cái gì, bảo mày vô dụng còn khó chịu à?" Mã Siêu châm chọc nói, "Khó chịu thì tới giết tao đi." không phải vừa nãy mày hống hách lắm sao còn ra lệnh cho cao thủ thần cảnh trung kỳ của hoàng tộc họ diệp ra tay với chị thượng quan đang bị thương cơm mà sao bây giờ lại sợ rồi mày là đàn ông thì đến giết tao đi nhưng tốt nhất mày phải nghĩ cho kỹ tao sẽ không nương tay đâu dù sao anh thanh cũng đã giết một cao thủ thần cảnh trung kỳ của hoàng tộc họ diệp rồi tao giết thêm một thiên tài của hoàng tộc họ diệp như mày cũng chẳng sao diệp sung vốn đang dục dịch ra tay với mã siêu lập tức tỉnh táo lại ánh mắt tràn đầy kiêng kỵ mày cứ kêu căng đi đợi dương thanh bị hội trưởng hoa giết rồi tao xem mày còn kêu căng kiểu gì diệp sung nghiến răng nghiến lợi nói bịch ngay sau đó hoa anh kiệt bị dương thanh đấm phun máu bay ra khỏi vòng quyết chiến diệp sung trợn tròn mắt vẻ mặt bàng hoàng khó tin mã siêu và thượng quan nhu đều nở nụ cười mã siêu nhìn về phía diệp sung hài hước nói điều mày muốn nhìn thấy có lẽ cả đời này cũng không thể thấy được đâu thượng quan nhu cũng nở nụ cười diệp sung cậu Thanh là cao thủ từng giết chết một cao thủ thần cảnh trung kỳ của hoàng tộc họ Diệp, người nổi bật thế hệ thứ ba của hoàng tộc họ Diệp là cậu không có ý định báo thù rửa hận cho cao thủ của hoàng tộc họ Diệp sao? Lời của Mã Siêu và Thượng Quan Nhu khiến sắc mặt Diệp Sung cực kỳ khó coi, chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Đồng thời, Diệp Sung còn cảm thấy vô cùng sợ hãi. Hoa Anh Kiệt là cao thủ thần cảnh đỉnh phong cũng bị Dương Thanh đánh bại, như thế chẳng phải chứng minh thực lực của Dương Thanh tương đương với Diệp Hoàng sao thực lực của thượng quan hoàng cũng là như thế. Nếu hoàng tộc họ thượng quan khai chiến với hoàng tộc họ Diệp, với hai người Dương Thanh và thượng quan hoàng, e rằng có thể càn quét cả hoàng tộc họ Diệp cũng không chừng. Đương nhiên nếu hoàng tộc họ Diệp dám nhằm vào cậu Thanh, hoàng tộc họ thượng quan tôi chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn mình cậu Thanh chịu trận, có lẽ ông nội tôi sẽ rất sẵn lòng đến hoàng tộc họ Diệp một chuyến cùng cậu ấy đấy. Thượng quan nhu cười híp mắt nói. Diệp sung vốn dĩ sợ nhất kết quả như vậy, lúc này thượng quan nhu lại nhắc đến khiến hai chân anh ta mềm nhún quỳ phịch xuống đất thượng quan nhu tôi biết lỗi rồi tôi không nên nảy sinh ý đồ giết chị xin chị rộng lòng tha thứ cho tôi lần này sau này tôi không dám làm thế nữa đâu diệp sung lộ vẻ thấp thỏm lo âu không phải anh ta mềm yếu mà là vì dương thanh quá mạnh nếu hoàng tộc họ thượng quan thật sự khai chiến với hoàng tộc họ diệp hoàng tộc họ diệp vì sợ thua trận nhất định sẽ giao anh ta cho hoàng tộc họ thượng quan xử lý dù thiên phú võ thuật của anh ta là mạnh nhất trong lớp trẻ của hoàng tộc họ diệp nhưng so sánh với sự an toàn của cả hoàng tộc hoàng tộc họ diệp chắc chắn sẽ hy sinh anh ta cho nên anh ta nhất định phải xin thượng quan nhu tha thứ thượng quan nhu phì cười một tiếng tôi cũng không có năng lực lớn như vậy cũng không thể quyết định được việc hoàng tộc họ thượng quan có muốn ra tay với hoàng tộc họ diệp hay không cậu vẫn nên cầu nguyện đi nhìn diệp sung quỳ trước mặt mình thượng quan nhu cảm thấy cực kỳ dễ chịu thậm chí còn không hề nhận ra tình trạng thương tích của mình đã ổn định rồi. Diệp Sung lập tức mặt xám như cho tàn, anh ta biết mình thật sự sắp xong đời rồi. Cùng lúc đó trong vòng quyết chiến, Hoa Anh Kiệt bị một đòn tấn công mạnh của Dương Thanh làm đánh bay ra ngoài, phun máu, khí thế trên người lập tức yếu đi. Cảnh này khiến tất cả mọi người đều sửng sốt, những cao thủ thần cảnh khác cũng vô thức dừng chiến đấu, trợn mắt há mồm nhìn Hoa Anh Kiệt rơi ra khỏi vòng quyết chiến. Không ngờ Hoa Anh Kiệt lại thua. Thay vì nói đây là một trận đại chiến giữa các thế lực hàng đầu, không bằng nói là trận chiến của Dương Thanh và Hoa Anh Kiệt thì đúng hơn. Hoa Anh Kiệt cũng thua rồi, còn ai là đối thủ của Dương Thanh đây? Hay lắm! Đoàn vô nhai lập tức cười to, vẻ mặt cực kỳ kích động. Bắt đầu từ khi ông ta quyết định muốn làm thân với Dương Thanh thì cũng đã từ bỏ việc tranh giành ngôi vương của Yến Đô rồi, có Dương Thanh ở đây, ai có thể đấu với anh chứ? Cao thủ của hoàng tộc họ thượng quan và hoàng tộc họ đoàn đều tỏ vẻ kích động ngược lại hoàng tộc họ diệp và hoàng tộc họ long và cả cao thủ của hiệp hội võ thuật thì đều tái hết cả mặt trong vòng quyết chiến bây giờ hoàng tộc họ đoàn còn lại một mình đoàn vô nhai hoàng tộc họ thượng quan thì toàn quân bị diệt về phía thế lực liên minh do hoa anh kiệt đứng đầu ngoài hoàng tộc họ diệp toàn quân bị diệt vì ưu thế về số lượng cao thủ hoàng tộc họ long và hiệp hội võ thuật vẫn còn đủ thành viên ngoại trừ hoa anh kiệt vừa bị loại bên phe dương thanh còn lại hai người Bên phe Hoa Anh Kiệt thì vẫn còn 6 người. Nhưng cao thủ bên phe của Hoa Anh Kiệt lại không có ai dám ra tay nữa. Dương Thanh. Hoa Anh Kiệt bò dậy từ dưới đất, vô cùng tức giận, đôi mắt hoàn toàn đỏ ngầu, lúc nhìn về phía Dương Thanh, trong mắt tràn đầy sát khí. Cũng không phải lão ta không còn sức để tiếp tục chiến đấu nữa, mà là bị Dương Thanh dùng một đòn đánh bay ra khỏi vòng quyết chiến rồi. Theo quy tắc đã đưa ra trước đó, lão ta đã thua. Vòng quyết chiến là ông đề ra bây giờ thua rồi ông lại không chịu nhận à. Đoàn vô nhai nhìn chằm chằm Hoa Anh Kiệt, tức giận chất vấn. Hoa Anh Kiệt không đáp lại, vẫn nhìn chằm chằm Dương Thanh bằng đôi mắt đỏ như máu, chỉ muốn lột ra rút gân Dương Thanh. Dương Thanh bình tĩnh, anh hờ hững nhìn về phía Hoa Anh Kiệt, niệm tình Hoa Anh Kiệt cũng là người của Chiêu Châu, chỉ cần lão ta không tự tìm đường chết, anh có thể tha cho lão ta một con đường sống. Nhưng nếu Hoa Anh Kiệt tìm đường chết thì đừng trách anh ra tay giết người. Hơi thở võ thuật trên người Hoa Anh Kiệt vô cùng rối loạn, lão ta cứ nhìn chằm chằm Dương Thanh như thế, dường như cũng đang do dự, không biết có nên tiếp tục ra tay không. Kéo dài đến 3 phút, hơi thở võ thuật trên người Hoa Anh Kiệt mới dần biến mất. Rõ ràng lão ta chịu thua rồi. Dương Thanh, coi như tôi thua, nhưng trong vòng quyết chiến vẫn còn 6 cao thủ thần cảnh của hiệp hội võ thuật và hoàng tộc họ Long. Cậu vốn dĩ đã bị thương nặng, còn đấu với tôi, tốn rất nhiều sức lực tôi rất muốn xem cậu có thể đối phó với sự vây công của sáu cao thủ thần cảnh hay không đấy. Hoa Anh Kiệt cắn răng nghiến lợi nói. Dương Thanh Hờ hứng nhìn Hoa Anh Kiệt một cái, cũng không đáp lời, đảo mắt nhìn về phía cao thủ còn ở trong vòng quyết chiến, lạnh lùng hỏi, các người chắc chắn vẫn còn muốn tiếp tục chứ. Đoàn vô nhai đứng bên cạnh anh, trên người phát ra hơi thở thần cảnh hậu kỳ, lạnh lùng nhìn về phía đối thủ, chỉ cần Dương Thanh ra tay, ông ta sẽ lập tức nhằm vào kẻ thù sắc mặt của những cao thủ còn lại đều cực kỳ khó coi. Dù khi nãy Hoa Anh Kiệt đã tiết lộ một tin tức vô cùng quan trọng với bọn họ, Dương Thanh đã bị thương nặng, tốn nhiều sức lực, đã nỏ mạnh hết đà rồi. Nhưng vừa nãy, lúc Dương Thanh đấu với Hoa Anh Kiệt, thực lực anh bộc phát ra đã khiến bọn họ phải khiếp sợ. Ở trong bọn họ, người có thực lực mạnh nhất cũng chỉ là thần cảnh hậu kỳ, sao có thể đấu một trận với Dương Thanh có sức chiến đấu thần cảnh đỉnh phong chứ? Sợ cái gì? Long Khoa chợt nghiến răng nói, hội trưởng Hoa đã khiến tên danh con này bị thương nặng rồi, cũng làm cho thực lực cậu ta giảm mạnh, như thế chẳng lẽ sáu cao thủ thần cảnh chúng ta vẫn không thể đánh bại cậu ta à? Đúng thế, dù cậu ta có mạnh hơn nữa cũng đã thế suy sức yếu rồi, chỉ cần chúng ta hợp tác với nhau, cậu ta chỉ có con đường chịu thua thôi, một cao thủ thần cảnh hậu kỳ bên hiệp hội võ thuật cũng lên tiếng. Ngay cả tổng chi hội trưởng Hồng và Kim Cương cũng đứng hai bên trái phải người nọ, đủ để chứng minh địa vị của người nọ trong hiệp hội võ thuật gần như chỉ đứng dưới hoa anh kiệt mà thôi. Không biết điều, ánh mắt dương. Lần này, đoàn vô nhai hoàn toàn bộc phát sức mạnh, không còn giữ lại chút gì. Dương Thanh nói anh không đấu tiếp được nữa, ông ta chỉ có thể dựa vào chính mình. Đáng chết, cao thủ hoàng tộc họ Long đằng đằng sát khí, mạnh mẽ đá ra. Đây là đòn mạnh nhất của ông ta, dồn sức ở mũi chân, trên mũi giày còn có lưỡi dao sắc bón nếu bị trúng đòn đoàn vô nhai không chết cũng thành tàn phế ông ta lại lao vọt về phía đoàn vô nhai sau trận chiến này ông ta đã ý thức được tranh lệch thực lực giữa đoàn vô nhai và long khoa lớn cỡ nào nếu đoàn vô nhai chết đi sẽ giảm bớt một uy hiếp cho long khoa giết cao thủ hoàng tộc họ long gầm lên mũi chân tức thì đạp tới vị trí tim của đoàn vô nhai trong lúc ngàn cân treo sợi tóc đoàn vô nhai như cảm giác được sát khí của đối phương không còn cứng rắn chống đỡ mà nghiêng người tránh né. Phập, ông ta vừa tránh ra đã nghe thấy tiếng lưỡi dao đâm vào cơ thể người. Đến khi ông ta đứng vững, quay lại nhìn mới phát hiện vì mình tránh kịp nên cú đá của cao thủ hoàng tộc họ Long kia trúng vào lưng cao thủ thần cảnh trung kỳ của Hiệp hội Võ Thuật, đâm thẳng vào tim. Tất cả đều sợ ngây người. Mặc dù cuộc đấu tranh ngôi vương của Yến Đô không có quy tắc cụ thể nhưng mỗi cao thủ tham gia thi đấu đều lựa chọn đấu võ, vậy mà mũi chân của cao thủ hoàng tộc họ long lại giấu một lưỡi dao, bịch cao thủ thần cảnh trung kỳ của hiệp hội võ thuật kia ngã lăn ra đất, chết không nhắm mắt. ông ta không thể ngờ được cao thủ hàng đầu của hiệp hội võ thuật như mình lại vô duyên vô cớ bị giết, còn bị cao thủ hoàng tộc họ long mà ông ta liên thủ lấy mạng. mày đáng chết, cao thủ còn lại duy nhất của hiệp hội võ thuật lập tức trợn trừng mắt, đằng đằng sát khí nhìn cao thủ của hoàng tộc họ long, sắc mặt hoa anh kiệt cũng xa sầm hung dữ nhìn Long Khoa đang trợn mắt há mồm bên cạnh. Hoàng tộc họ Long dám giết cao thủ thần cảnh của hiệp hội võ thuật. Các người giỏi lắm, Hoa Anh kiệt nghiến răng nghiến lợi nói. Hội trưởng Hoa, nhất định là hiểu lầm, Long Khoa hốt hoảng nói, ông thấy mà, tại đoàn vô nhai chết tiệt kia né tránh nên cao thủ của hiệp hội võ thuật mới chết. Tất cả đều tại đồ khốn đoàn vô nhai, nếu không người của ông đã không bị giết. Hội trưởng Hoa, bây giờ không phải lúc chúng ta xích mích nội bộ đâu cứ giết đoàn vô nhai rồi nói tiếp, được không? Bây giờ ngoài Dương Thanh và đoàn vô nhai, trong vòng quyết chiến chỉ còn lại hai cao thủ thần cảnh hậu kỳ của Hiệp hội Võ Thuật và Hoàng tộc Họ Long. Sức chiến đấu đoàn vô nhai thể hiện quá mạnh mẽ, lúc trước sáu cao thủ thần cảnh liên thủ cũng không đánh bại được. Nếu hai cao thủ thần cảnh hậu kỳ của Hiệp hội Võ Thuật và Hoàng tộc Họ Long quay ra đánh nhau, chắc chắn đoàn vô nhai sẽ là người thắng lợi cuối cùng. Dù là Hoàng tộc Họ Long hay Hiệp hội Võ Thuật cũng đều không muốn nhìn thấy kết cục này. Tôi, tôi không cố ý đâu. Cao thủ của hoàng tộc họ Long trong vòng quyết chiến cũng sợ hãi thanh minh. Hoa Anh Kiệt là cao thủ thần cảnh đỉnh phong. Ông ta đã giết người của Hoa Anh Kiệt, nếu Hoa Anh Kiệt muốn giết ông ta thì ông ta sẽ chỉ còn đường chết. Cao thủ thần cảnh hậu kỳ của hiệp hội võ thuật nhìn Hoa Anh Kiệt dò xét như đang đợi lệnh. Hoa Anh Kiệt hít sâu một hơi, cắn răng nói, giết người của hoàng tộc họ Đoàn trước. Vâng, cao thủ của hiệp hội võ thuật vội vàng đáp. Hoa Anh Kiệt cũng hiểu một khi bọn họ đấu đá lẫn nhau, đoàn vô nhai chắc chắn sẽ giành được quán quân. Vậy nên chỉ có thể tạm thời buông bỏ hận thù, giải quyết đoàn vô nhai trước. Cả Hoa Anh Kiệt và Long Khoa đều không thèm che dấu ý đồ của mình, dõng dạc tuyên bố muốn giết đoàn vô nhai. Sắc mặt đoàn vô nhai cũng cực kỳ khó coi, trong lòng chưa hết hoảng sợ. Nếu vừa rồi ông ta không tránh kịp, người chết sẽ là ông ta giết, cao thủ của Hiệp hội Võ Thuật và Hoàng tộc Họ Long không cho ông ta cơ hội thở dốc đã lại vào tới. Đoàn vô nhai đã gần kiệt sức, nhưng ông ta biết nếu không chống đỡ nổi sẽ chỉ còn đường chết. Giết, ông ta hét lớn một tiếng, dùng hết sức bình sinh sông lên ninh chiến. Long Khoa, Hoàng tộc Họ Long các người quá hèn hạ, dám dùng ám khí. Thượng quan nhu sa sầm mặt chất vấn Long Khoa. Long Khoa hừ lạnh đáp trả, ai quy định trong cuộc đấu võ này không được dùng ám khí chỉ có thể nói là vì các người quá ngu xuẩn, có bị giết sạch cũng đáng đời. Thượng quan Nhu bị sự mặt dày của Long Khoa đánh bại, không biết phải gì nói, đành cắn răng nói, ác giả ác báo, cứ chờ đi. Hừ, Long Khoa tự biết mình đối lý, cũng không lắm lời, trong lòng tràn đầy lo lắng. Dù cao thủ thần cảnh của hiệp hội võ thuật bị người của hoàng tộc họ Long giết chỉ là ngộ sát nhưng vẫn không thay đổi được sự thật. Nếu hoàng tộc họ Long có thể giành được thắng lợi cuối cùng, kế thừa đế thôn ông ta không cần sợ hiệp hội võ thuật. nhưng nếu người thắng chung cuộc là hiệp hội võ thuật thì sao? cao thủ của hoàng tộc họ long ngộ sát đã đủ để hoa anh kiệt ra tay với hoàng tộc họ long. đến khi đó, có lẽ ông ta cũng phải bỏ mạng ở đây. bịch, lúc này đoàn vô nhai không kiên trì nổi nữa, sức lực trong người biến mất như thủy triều rút, bị hai cao thủ thần cảnh của hoàng tộc họ long và hiệp hội võ thuật đánh chúng cùng lúc. ông ta bị đánh bay ra ngoài vòng quyết chiến như con diều đứt dây. Tốt, Long Khoa kích động hô lên. Vẻ lo lắng trong mắt Hoa Anh Kiệt cũng biến mất. Đoàn Vô Nhai quá mạnh, lão ta cứ lo hoàng tộc họ Long và hiệp hội võ thuật liên thủ cũng không đánh bại nổi. Rốt cuộc đoàn Vô Nhai cũng đã bị loại. Cuộc đấu võ giành ngôi vương của Yến Đô chỉ còn lại hai người. Nếu hoàng tộc họ Long đồng ý nhận thua, tôi sẽ bỏ qua chuyện cao thủ của các người giết cao thủ của hiệp hội võ thuật. Hoa Anh Kiệt bỗng lên tiếng uy hiếp. Long Khoa đang vui sướng nghe thấy vậy lập tức méo mặt ai cũng muốn thắng cuộc đấu giành ngôi vương của Yến Đô. Hoa Anh Kiệt nói một câu đã muốn hoàng tộc họ Long bỏ quyền tranh đấu sao. Thế nhưng hiện giờ trong vòng quyết chiến, người của Hoa Anh Kiệt mạnh nhất. Nếu Long Khoa không chịu, nếu cao thủ của hoàng tộc họ Long thua, sợ là Hoa Anh Kiệt sẽ tính sổ vụ ngộ sát vừa rồi trước tiên. Nhưng nếu hoàng tộc họ Long thắng, có thể kế thừa đế thôn thì Hoa Anh Kiệt sẽ không dám làm gì ông ta. Long Khoa vô cùng do dự. Thượng quan Nhu châm chọc nói, liên minh của các người giải tán nhanh vậy à cô cầm miệng cho tôi long khoa quát ầm lên sau khi đoàn vô nhai uống thuốc mã siêu đưa vết thương cũng đã đỡ hơn ông ta đằng đằng sát khí nhìn long khoa hoàng tộc họ long các ông dám dung túng cho người giết tôi tưởng hoàng tộc họ đoàn là dễ ức hiếp à ông cứ chờ hoàng tộc họ đoàn khai chiến với hoàng tộc họ long các ông đi sắc mặt long khoa lại càng trở nên khó coi đoàn vô nhai là người thừa kế của hoàng tộc họ đoàn cũng là người có thiên phú võ thuật mạnh nhất. Nếu ông ta chết thì thôi, nhưng nếu còn sống, chắc chắn hoàng tộc họ Đoàn sẽ vì ông ta đối đầu với hoàng tộc họ Long. Vừa rồi Long khoa đã chứng kiến thực lực mạnh mẽ của Đoàn Vô Nhai, nói Đoàn Vô Nhai vô địch dưới thần cảnh đỉnh phong cũng không ngoa. Cộng thêm Đoàn Hoàng có thực lực thần cảnh đỉnh phong, sức mạnh của hoàng tộc họ Đoàn thực sự rất khủng bố. Một khi khai chiến, hoàng tộc họ Long không có cửa thắng. Ngoại trừ hoàng tộc họ Đoàn còn có hiệp hội võ thuật cũng đang rình rập dù sao cao thủ của hoàng tộc họ long cũng đã giết một cao thủ thần cảnh trung kỳ của bọn họ giờ đây dường như chỉ có thể kế thừa đế thôn mới thay đổi được tình hình của hoàng tộc họ long hội trưởng hoa vô cùng xin lỗi ông hoàng tộc họ long chúng tôi cũng muốn đoạt được đế thôn long khoa bỗng nhìn hoa anh kiệt nghiêm túc nói nghe thấy thế sắc mặt hoa anh kiệt tối sầm lại cậu có từng nghĩ nếu hoàng tộc họ long thất bại sẽ nhận hậu quả gì không long khoa gật đầu Chính vì biết rõ nên tôi mới buộc phải tranh với hiệp hội võ thuật. Hừ, Hoa Anh Kiệt lạnh mặt nói, đồ ngu xuẩn, bọn họ đang khích bác cậu, cố ý để hoàng tộc họ Long và hiệp hội võ thuật đối đầu. Tôi có thể cam đoan, chỉ cần hoàng tộc họ Long đồng ý từ bỏ trận đấu này, giúp hiệp hội võ thuật kế thừa được đế thôn, tương lai chúng tôi nhất định sẽ hợp tác với các cậu. Đương nhiên, tôi cũng biết cậu không có quyền quyết định chuyện này. Tôi cho cậu cơ hội hỏi ý Long hoàng. Mặc dù Hoa Anh Kiệt tự tin cao thủ của hiệp hội võ thuật sẽ giành chiến thắng nhưng cao thủ của hoàng tộc họ Long cũng là thần cảnh hậu kỳ, nhỡ thất bại thì sao? Long Khoa gật đầu, "Được, tôi sẽ liên hệ với bố tôi." Dứt lời, Long Khoa lập tức gọi điện cho Long Hoàng báo cáo mọi chuyện, bao gồm cả việc cao thủ hoàng tộc họ Long muốn giết Đoàn Vô Nhai, cuối cùng lại ngộ sát cao thủ của hiệp hội võ thuật. "Chết tiệt, ai cho chúng mày gan chó dám giết cả người thừa kế của hoàng tộc họ Đoàn?" Long Hoàng nghe xong nổi giận đùng đùng giết được đoàn vô nhai thì còn được, lũ vô dụng chúng mày lại giết hụt, còn giết nhầm cao thủ của hiệp hội võ thuật. Chúng mày thích tự đâm đầu vào chỗ chết thế à? Long Khoa đã đoán trước được, Long Hoàng sẽ rất tức giận. Chờ Long Hoàng mắng đủ, Long Khoa mới rẻ giặt hỏi, con biết sai rồi, bây giờ chúng ta có nên từ bỏ trận đấu không? Lần này, Long Hoàng không nổi giận, im lặng một lúc mới lên tiếng, đế thôn chỉ có thể thuộc về hoàng tộc họ Long. Vâng, Long Khoa đã hiểu. Thế nào, hoa anh kiệt thấy long khoa cúp máy lạnh giọng hỏi mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía long khoa ông ta lắc đầu đáp rất xin lỗi hội trưởng hoa bố tôi quyết định tiếp tục chiến đấu hoàng tộc họ long đã muốn chết như vậy tôi sẽ cho các người toại nguyện ánh mắt hoa anh kiệt ngập tràn sát khí lão ta là hội trưởng của hiệp hội võ thuật trước giờ chưa từng sợ ai nếu lão ta có thể kế thừa đế thôn trở thành kẻ địch của bốn hoàng tộc chiêu châu cũng chẳng sao long khoa rất sợ nhưng chỉ có thể làm theo mệnh lệnh của long hoàng hội trưởng hoa điện hạ long các người quên trong vòng quyết chiến vẫn còn một người rồi đúng lúc này diệp sung bỗng lên tiếng mọi người đồng loạt nhìn sang dương thanh vẫn đang ung dung quan sát khi nhìn thấy bộ dạng bình tĩnh còn có chút xíu cợt của dương thanh bọn họ chợt ý thức được điều gì đó dương thanh cậu mất sức chiến đấu rồi còn ở trong vòng quyết chiến làm gì cậu định tự cút ra hay phải để người khác đánh ra hoa anh kiệt hít mắt nhìn dương thanh không biết tại sao lão ta lại cảm thấy uy lực lúc ẩn lúc hiện trên người dương thanh giống như dương thanh không hề bị thương ngược lại còn mạnh hơn lúc trước long khoa cũng nói hội trưởng hoa còn phí lời với cậu ta làm gì hai cao thủ của hiệp hội võ thuật và hoàng tộc họ long cứ liên thủ loại cậu ta khỏi vòng quyết chiến rồi mới đấu được không được hoa anh kiệt cũng không dám chủ quan bèn đồng ý giết không đợi hoa anh kiệt và long khoa ra lệnh hai cao thủ thần cảnh hậu kỳ đã lao về phía dương thanh dương thanh vẫn bình tĩnh đứng im tại chỗ như không biết đối thủ của mình là hai cao thủ thần cảnh hậu kỳ dù có là cao thủ thần cảnh đỉnh phong bình thường cũng chưa chắc có thể đối phó được kẻ địch như vậy huống hồ là dương thanh đã bị thương nặng hoa anh kiệt thầm nghĩ trong lòng lại lo lắng lạ thường cao thủ của hoàng tộc thượng quan và hoàng tộc họ đoàn cũng lo sợ nhìn theo đương nhiên bọn họ hy vọng dương thanh sẽ thắng giết chết đi cho tao thoát cái, hai cao thủ thần cảnh hậu kỳ xuất hiện ở hai bên Dương Thanh, đồng loạt ra đòn tấn công mạnh nhất. Khi cao thủ hoàng tộc họ Long còn cách Dương Thanh vài mét đã nhảy vọt lên, mũi chân dầu ám khí nhắm thẳng vào đầu Dương Thanh. Ông ta muốn một đòn lấy mạng anh, cao thủ của hiệp hội võ thuật cũng dồn sức vào nắm đấm bên phải nhắm thẳng tim của Dương Thanh. Anh Thanh cẩn thận, Thượng Quan Nhu Hốt hoảng hét lên. Đoàn Vô Nhai cũng nắm chặt hai tay. Ông ta không biết Dương Thanh có còn sức chiến đấu hay không nhưng trông bộ dạng rất có thể là không còn nếu hiệp hội võ thuật hoặc hoàng tộc họ long đoạt được đế thôn các hoàng tộc còn lại đều gặp phải nguy cơ to lớn cậu thanh đoàn vô nhai lo lắng gọi chỉ mình mã hai cao thủ thần cảnh hậu kỳ đứng gần dương thanh nhất chỉ cảm thấy bầu trời trên đầu mình đã bị anh phong ấn lùi lại hai người phản xạ có điều kiện định lùi ra sau nhưng bọn họ lại không thể động đậy tinh thần hoảng hốt chuyện này hai người đưa mắt nhìn nhau cơ thể vô thức run rẩy Bọn họ không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết bản thân muốn lùi lại nhưng không thể nhúc nhích. Một luồng sức mạnh khủng bố như bàn tay vô hình đè bọn họ xuống đất. Tuyết tháng 6 đã ngừng rơi từ lâu, trên mặt đất vẫn còn một lớp tuyết động thật dày. Lúc này, lớp tuyết ấy đột nhiên bay múa giữa trời. Cậu ta, cậu ta không bị sao, Long khoa sợ run người, lắp bắp nói. Sắc mặt hoa anh Kiệt cũng cực kỳ khó coi nhìn chầm chầm dương thanh. Lão ta có thể cảm nhận được, ký thức võ thuật trên người anh mạnh hơn thần cảnh đỉnh phong rất nhiều. chẳng lẽ cậu ta đột phá siêu phàm cảnh rồi sao? lão ta chợt nghĩ tới gì đó, vẻ mặt khó tin. thượng quan nhu vốn đang lo lắng cho dương thanh cũng trợn mắt há mồm. hai cao thủ thần cảnh, một người đấm vào ngực dương thanh, người còn lại giơ chân giấu lưỡi dao nhắm thẳng đầu anh mà đá. sợ là cao thủ thần cảnh bình thường cũng phải chết dưới hai đòn tấn công kinh khủng như vậy. thế nhưng bọn họ lại không làm gì được dương thanh giết giọng nói lạnh lẽo bỗng vang lên dưới ánh mắt khiếp sợ của mọi người hai cao thủ thần cảnh hậu kỳ đang đứng trước mặt dương thanh đột nhiên biến mất bịch bịch hai tiếng và đập nặng trịch đồng loạt vang lên đến khi mọi người bình tĩnh lại cao thủ thần cảnh hậu kỳ của hiệp hội võ thuật rơi xuống chân hoa anh kiệt còn cao thủ của hoàng tộc họ long lại ngã xuống dưới chân long khoa cả hai cao thủ thần cảnh hậu kỳ đều mất mạng chết chết rồi sao Long Khoa chết xứng nhìn cao thủ nhà mình chết không nhắm mắt dưới chân, tim đập thình thịch. Một cao thủ thần cảnh ở trong hoàng tộc nào cũng có thực lực gần bằng người đứng đầu hoàng tộc. Bây giờ cả hai lại bị một người lấy mạng cùng lúc. Mặt hoa anh kiệt trắng bệch, không thể chấp nhận sự thật một người mới 28 tuổi mạnh hơn cả mình. Tốt, đoàn vô nhai kích động giống lên. Sau khi khiếp sợ, trong mắt thượng quan nhu chỉ còn sự kính nể. Dù Mã Siêu đã đoán Dương Thanh có thể dễ dàng lấy mạng hai cao thủ thần cảnh hậu kỳ nhưng vẫn bị sức mạnh của anh làm kinh hãi. Anh ta nắm chặt hai tay, kiên định nói, thực lực của anh Thanh lại tăng lên rồi. Mình nhất định phải cố gắng hơn nữa, nếu không sẽ không còn cơ hội đuổi kịp anh ấy nữa. Tuyết tháng 6 đã ngừng rơi, gió lốc cũng ngừng gào thét. Mây đen trên trời tản ra, ánh mặt trời trói lọi chiếu xuống. Mặt đất vốn đang bị tuyết nhuộm trắng xóa, sau khi ánh nắng xuất hiện tuyết liền tan thành nước. Dương Thanh đầu tóc bạc trắng đứng chắp tay giữa vòng quyết chiến. Dương Thanh, Hoa Anh Kiệt gần giọng gọi tên anh. Dương Thanh thản nhìn nhìn lão ta, cau mày hỏi, ông không phục à? Chỉ dựa vào cậu cũng dám đòi tôi khâm phục. Hoa Anh Kiệt ngạo nghễ nói, dù biết thực lực của Dương Thanh rất khủng bố nhưng vẫn giữ thái độ kiêu ngạo. Không phục thì đã sao? Kẻ thua vẫn là ông. Ánh mắt Dương Thanh vô cùng tĩnh lặng, sâu trong đáy mắt giống như một hồ nước động yên ả. À. Nếu cậu không dùng thủ đoạn hèn hạ. Sao tôi lại bị đánh ra khỏi vòng quyết chiến?" Hoa Anh Kiệt giận dữ hét. Khí thế thần cảnh đỉnh phong trên người lão ta bộc phát, ý chí chiến đấu bùng lên. "Hội trưởng Hoa không dám chịu thua sao?" Đoàn Vô Nhai cười lạnh nói, "Tất cả mọi người đều chứng kiến cuộc chiến giữa ông và cậu Thanh. Tôi nghĩ bản thân ông rất rõ ràng, cậu Thanh có dùng thủ đoạn hèn hạ hay không." "Không dám chịu thua lại còn lấy cớ." Thượng Quan Nhu cũng lên tiếng, "Không ngờ hội trưởng của hiệp hội võ thuật lại không dám chịu thua." ông không sợ chuyện này truyền ra ngoài sẽ bị mọi người cười chê à. Vẻ mặt hoa anh kiệt cực kỳ dữ tợn, lời nói của đoàn vô nhai và thượng quan nhu càng chọc giận lão ta. Nếu là trước kia, có lẽ Diệp Sung và Long Khoa sẽ còn nhầm vào Dương Thanh. Nhưng lúc này cả hai đều câm như hến, trốn ở phía xa sợ bị anh phát hiện, chứ đừng nói là tiếp tục nhầm vào anh. Hội trưởng, Kim Cương sợ hoa anh kiệt kích động lại đấu với Dương Thanh. Một khi lão ta ra tay, chắc chắn chuyện hôm nay sẽ bị truyền ra ngoài sau này hiệp hội võ thuật sẽ trở thành trò cười cho các thế lực lớn khác cao thủ của hiệp hội võ thuật cũng không ngóc đầu lên được đương nhiên quan trọng nhất là kim cương cũng cảm thấy dương thanh quá mạnh hoa anh kiệt mà đấu sẽ có khả năng bỏ mạng ở đây hiệp hội võ thuật có thành tựu như hôm nay phần lớn là nhờ thiên phú võ thuật siêu phàm của hoa anh kiệt nếu lão ta chết thực lực của hiệp hội võ thuật sẽ sụt giảm nghiêm trọng bất kỳ cao thủ nào của hiệp hội võ thuật cũng không muốn nhìn thấy điều này hoa anh kiệt nhìn chằm chằm dương thanh toàn thân hừng hực ý chí chiến đấu lão ta vẫn đang do dự không biết có nên đánh tiếp hay không tôi tuyên bố cuộc đấu võ giành ngôi vương của yến đô chính thức kết thúc dương thanh bỗng cao giọng nói dựa vào đâu mà cậu nói kết thúc là kết thúc hoa anh kiệt tức giận chất vấn dương thanh nhíu mày một kẻ bại trận cũng có tư cách nói này nói nọ trước mặt tôi sao nếu cậu chết vương của yến đô sẽ là tôi phải không hoa anh kiệt chợt hỏi ánh mắt dương thanh dần lạnh xuống ông muốn giết tôi à cậu phải chết hoa anh kiệt nghiến răng nói lôi ra một lọ thuốc thủy tinh liều thuốc hoàn mỹ dương thanh giật mình hoảng hốt anh là cao thủ duy nhất từng uống liều thuốc hoàn mỹ đương nhiên biết rõ hoa anh kiệt đang cầm cái gì không ngờ cậu lại biết đây là thuốc gì chắc là cậu cũng biết tôi uống thuốc này sẽ mạnh đến mức nào rồi chứ hoa anh kiệt cười nham hiểm lão ta uống hết liều thuốc trước mắt mọi người ầm um, thoáng chốc một luồng khí tức hủy diệt bộc phá trong người lão ta. Mặt đất dưới chân lão ta lập tức dạn nứt. Mọi người mau lùi lại nghìn mét, Dương Thanh cảm nhận được khí tức cuồng bạo trong người Hoa Anh Kiệt, vội vàng hô lên. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều sững sờ. Hơi thở phát ra từ Hoa Anh Kiệt đã vượt quá thần cảnh đỉnh phong, hai mắt lão ta cũng dần dần nhuốm màu đỏ rực như một con thú dữ dằn. Đi mau, thấy những người khác còn thần người ra đó, Dương Thanh giận dữ quát. Anh Thanh, phải cẩn thận đấy. Mã siêu dặn dò rồi không trần trừ nữa, dậm chân một cái nháy mắt đi thật xa. Đi thôi. Thượng quan Nhu và đoàn vô nhai cũng nhanh chóng mang các cao thủ trong gia tộc rời khỏi đây. Các cao thủ của hoàng tộc họ Diệp và hoàng tộc họ Long thấy vậy cũng không dám nán lại, hối hả kéo nhau chạy đi. Nơi đây chỉ còn lại Dương Thanh, Hoa Anh Kiệt, Kim Cương và Tổng chi hội trưởng Hồng. Hội trưởng, Kim Cương và Tổng chi hội trưởng Hồng không biết chuyện gì xảy ra, chỉ thấy Hoa Anh Kiệt lúc này thật đáng sợ. Cút nhanh đi, không là chết đấy." Dương Thanh nhìn về phía hai người kia, mất kiên nhẫn lớn tiếng nói. "Sở dĩ anh bắt tất cả mọi người cách nơi này thật xa không phải vì quan tâm đến sự sống chết của các cao thủ hoàng tộc kia, mà vì họ đều quá yếu so với Hoa Anh Kiệt. Ai uống liều thuốc hoàn mỹ thì tâm trí sẽ luôn trong trạng thái căng thẳng tột độ, tính tình trở nên hết sức nóng nảy, nếu giết người thì càng mất kiểm soát hơn, có lẽ vào một giây phút nào đó sẽ hoàn toàn mất đi lý trí." Dương Thanh cũng đã dùng liều thuốc hoàn mỹ nên biết rất rõ người uống sẽ có những biến đổi gì. Lúc này, hơi thở trên người Hoa Anh Kiệt đã vượt qua thần cảnh đỉnh phong, hiển nhiên là đã đạt đến siêu phàm cảnh trong truyền thuyết. Nghe thấy tiếng hét của Dương Thanh, Kim Cương và Tổng Chi hội trưởng Hồng không đi mà lạnh lùng nhìn anh, chất vấn, cậu là cái thá gì mà dám ra lệnh cho chúng tôi? Sợ chúng tôi ở lại đây hợp sức với hội trưởng giết cậu sao? Dương Thanh nghe hai người nói vậy thì hai mắt đằng đằng sát khí, như vậy thì tôi sẽ giết hai ông trước. Bộp, anh chưa kịp hành động thì thấy Hoa Anh Kiệt đột nhiên giơ tay tóm lấy cổ của tổng chi hội trưởng Hồng. Cơ thể ông ta lập tức lơ lửng trên không trung. Hội trưởng, sắc mặt kim cương biến đổi, không hiểu tại sao Hoa Anh Kiệt lại ra tay với tổng chi hội trưởng Hồng. Tổng chi hội trưởng Hồng cũng bàng hoàng, trên mặt đầy sự sợ hãi vì cảm nhận được sức mạnh đáng sợ đến từ tay của lão ta. Trong đôi mắt đỏ ngầu của Hoa Anh Kiệt, ông ta chỉ thấy sát ý đến lúc này tổng chi hội trưởng hồng mới nhận ra hoa anh kiệt muốn giết mình Xác xác, tiếng xương gãy thanh thúy vang lên tổng chi hội trưởng hồng bị hoa anh kiệt vặn gãy cổ ầm um, lần này là một tiếng động lớn hơn cơ thể ông ta bay thẳng ra ngoài mười mấy mét nện vào võ quán yến đô hoang tàn không ổn rồi ông ta đã mất khống chế mặt dương thanh lúc trắng lúc xanh trước đó đánh nhau với cao thủ siêu phàm cảnh đến từ miêu thành đã làm anh bị thương nặng mất sức rất nhiều sau đó lại đối đầu với Hoa Anh Kiệt, thể lực lại càng sụt giảm. Mặc dù bây giờ thực lực đã khôi phục được phần nào nhưng Dương Thanh vẫn không hề có niềm tin sẽ chiến thắng một người đã mất kiểm soát như Hoa Anh Kiệt. Kim Cương ngơ ngác nhìn người đồng hành của mình bị Hoa Anh Kiệt vặn gãy cổ rồi đá bay, không ai cứu sống nổi. Ngu xuẩn, còn đứng ngây ra đó làm gì? Chạy nhanh lên. Thấy Kim Cương còn đang ngẩn người, Dương Thanh tức tối gầm lên. Bị tiếng giống giận của anh làm cho bừng tỉnh, ông ta ngổn ngang cảm xúc nhìn anh rồi nhanh chóng xoay người bỏ chạy. Uinh! Nhưng ngay khi Kim Cương nhấc chân lên thì bị Hoa Anh Kiệt nhìn tròng chọc với đôi mắt đỏ ngầu, tiến lại gần. Hội trưởng! Cảm giác được cái chết đang đến gần, Kim Cương cực kỳ tuyệt vọng, nhưng lão hội trưởng mà ông ta đang gọi đã hoàn toàn mất lý trí, không nhận ra được người đối diện là ai. Thấy Hoa Anh Kiệt vỗ một trưởng về phía đầu mình. Kim Cương rất chắc chắn cái đầu của mình sẽ như trái dưa hấu nổ tan tành ngay khi cái trưởng này đập xuống muốn chạy trốn nhưng vì quá sợ hãi nên hai chân kim cương run lẩy bẩy không nhúc nhích nổi chỉ biết mở to mắt nhìn bàn tay của hoa anh kiệt càng lúc càng gần ầm um, ngay lúc này dương thanh xuất hiện thân thể của hoa anh kiệt thình lình bị đâm ra ngoài cốt anh quát với kim cương bấy giờ ông ta mới lấy lại tinh thần xoay người bỏ chạy như điên sau khi bị đánh bay hoa anh kiệt tức tốc xông về phía dương thanh ầm um, ầm um, ầm um. anh không còn lựa chọn nào khác chỉ có thể dùng hết sức chiến đấu. Tiếng va chạm dữ dội vang lên đinh tai nhức óc. Các cao thủ thần cảnh còn lại của các hoàng tộc dù đã lùi ra ngoài phạm vi hàng nghìn mét nhưng vẫn có thể rõ ràng cảm giác được sức mạnh kinh người đến từ Hoa Anh Kiệt và Dương Thanh. Mạnh quá! Thượng quan nhu cực kỳ ngạc nhiên. Đôi mắt đoàn vô nhai cũng phát sáng, ông ta là một cao thủ thần cảnh hậu kỳ, trước đây được Dương Thanh yêu cầu một mình đấu với sáu cao thủ thần cảnh để rèn luyện nên lúc này đã cách thần cảnh đỉnh phong không còn xa. Đối với Đoàn Vô Nhai, chịu đựng áp lực của siêu phàm cảnh cũng là một loại rèn luyện. Ông ta nắm chặt hai quả đấm, lòng thầm thề nhất định phải bước vào cảnh giới vĩ đại này. Mã Siêu cũng có suy nghĩ như vậy, mặc dù chỉ mới bước vào thần cảnh nhưng sau khi phá giải phong ấn và uống thuốc mà Phùng Tiểu Uyển cho, anh ta có thể phát ra thực lực của một cao thủ thần cảnh đỉnh phong. Nhìn Dương Thanh phải một mình chiến đấu với Hoa Anh Kiệt đang trong trạng thái điên cuồng, Mã Siêu vô cùng tự trách nếu như anh ta không yếu đến thế này thì sao có thể để Dương Thanh một mình đối mặt với mọi chuyện chứ? Nét mặt của những cao thủ trong hoàng tộc họ Long và hoàng tộc họ Diệp cũng cực kỳ khó coi. Cho đến lúc này, dù ai thắng cũng là tin xấu đối với bọn họ. Hai cao thủ thần cảnh của hoàng tộc họ Diệp đã bị Dương Thanh giết một còn một. Ba cao thủ thần cảnh của hoàng tộc họ Long cũng bị Dương giết đi một cao thủ trong nháy mắt, chỉ còn lại Long Khoa và một cao thủ thần cảnh khác. Hoàng tộc họ Thượng Quan và hoàng tộc họ Đoàn thì ngược lại, không chết một cao thủ thần cảnh nào. Dù không có Dương Thanh thì cao thủ của hai hoàng tộc này vẫn có thể chống lại hoàng tộc họ Diệp và họ Long. "Chúng ta đi." Long khoa ra lệnh, xoay người bỏ đi, nếu tiếp tục ở lại đây thì sẽ càng nguy hiểm thêm nữa. "Thấy ông." Hai cao thủ có thực lực ngang ngửa siêu phàm cảnh đồng thời lao về phía đối phương, tất cả chỉ xảy ra trong chớp mắt. "Ầm," ừ, Dương Thanh và Hoa Anh Kiệt va chạm vào nhau đột nhiên sóng năng lượng mang tính hủy diệt lan ra từng gợn sóng như tảng đá rơi ầm xuống biển, lan ra bốn phương tám hướng. Uinh uinh uinh, mấy căn nhà không người xung quanh võ quán yến đô nháy mắt sụp đổ. Mặt đất rung chuyển dữ dội như đang có một trận động đất. Đây, đây chính là thực lực của cao thủ siêu phàm cảnh ư. Các cao thủ thần cảnh đứng ngoài hàng km nhưng vẫn bị sức mạnh kinh khủng này ép lùi lại mấy bước, ai nấy đều bàng hoàng. Mã siêu siết chặt nắm đấm, trong mắt đầy vẻ lo âu. Sóng năng lượng khủng bố này đủ để chứng minh tình hình cuộc chiến kịch liệt đến thế nào mới tạo ra cơn động đất lớn như vậy. Cuộc chiến càng kịch liệt chứng tỏ tình cảnh của Dương Thanh càng nguy hiểm. Nếu có thể đến gần trung tâm chiến trường thì Mã Siêu đã xông vào từ lâu. Giờ đây, nơi giao chiến của hai người bụi mù tung bay, không thể thấy được bất cứ cái gì. Ở trung tâm chiến trường, Dương Thanh nằm trên đống hoang tàn, toàn thân tắm trong máu, cảnh tượng thê thảm không nỡ nhìn, máu liên tục trào ra khỏi miệng anh cảm giác mình đang dần mất đi ý thức không một ai biết đã có chuyện gì xảy ra sau khi dương thanh và hoa anh kiệt va chạm vào nhau chỉ có bản thân anh biết được cú va chạm ấy mạnh đến thế nào đòn công kích mạnh nhất của anh rơi vào trên người hoa anh kiệt đồng thời anh cũng bị đòn tấn công của lão ta đánh trúng hai người bị đẩy lùi về phía sau mấy chục mét cùng một lúc dương thanh không biết liệu hoa anh kiệt có còn sống hay không có thể đứng lên lần nữa hay không anh chỉ biết nếu lão ta còn đứng lên được thì đón chờ mình chính là cái chết Gió thoảng qua, cát bụi xung quanh bị thổi tan. Dương Thanh không cảm nhận được hơi thở của Hoa Anh Kiệt, cứ như đòn công kích vừa rồi đã khiến cho lão ta tan biến vậy. Nhưng anh hiểu rõ Hoa Anh Kiệt không thể nào hóa thành bụi phấn chỉ với cú tấn công vừa rồi được. Dù đã chết thì ít ra cũng phải còn thi thể. Nhưng Dương Thanh chờ thật lâu cũng không thấy lão ta xuất hiện. Chẳng lẽ chết thật rồi? Dương Thanh muốn đứng dậy để tìm kiếm Hoa Anh Kiệt nhưng toàn thân đều bị thương quá nặng, không đứng lên nổi không chỉ thế anh đang dần mất đi ý thức anh thanh đúng lúc này một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai mí mắt càng ngày càng nặng dương thanh chậm rãi nhắm mắt hôn mê bất tỉnh mã siêu chạy đến thấy anh nằm trong vũng máu thương tích khắp người thì nước mắt rơi như mưa anh thanh tỉnh lại đi anh hãy tỉnh lại đi đừng làm em sợ mà làm ơn đừng dọa em mã siêu khóc nước mắt rơi tí tách xuống đất đi theo dương thanh lâu như vậy chưa bao giờ anh ta thấy có lần nào anh bị thương nặng thế này. Thượng Quan Nhu và Đoàn Vô Nhai chạy đến, cũng sững sờ khi nhìn thấy Dương Thanh. Vừa rồi có chuyện gì xảy ra vậy? Sao cậu Thanh lại bị thương nặng thế này? Hoa Anh Kiệt đâu? Đoàn Vô Nhai rất nghi hoặc, trên mặt đầy vẻ lo lắng. Thượng Quan Nhu cắn chặt đôi môi đỏ mọng, không do dự lấy một cái lọ sứ ra đưa cho Mã Siêu, nói, đây là thuốc chữa thương cao cấp nhất của hoàng tộc họ Thượng Quan, chúng tôi lấy được từ gia tộc cổ võ nếu như cậu tin tôi thì cho cậu thanh uống nó đi thấy hành động này của cô ta sắc mặt của hai cao thủ thần cảnh sau lưng đều thay đổi cô chủ thưa cô chủ hoàng tộc họ thượng quan phải trả một cái giá rất đắt mới lấy được thuốc chữa thương cao cấp này từ gia tộc cổ võ toàn bộ gia tộc chỉ có một viên thôi chủ hoàng tộc cho cô để dùng vào thời điểm nguy cấp cơ mà đúng đấy cô chủ xin cô hãy nghĩ lại hai cao thủ thần cảnh vội lên tiếng ngăn cản câm miệng thượng quan nhu giận dữ quát Hai mắt đỏ hoe, cái mạng này của tôi là do cậu thanh cứu, cho cậu ấy một viên thuốc thì có làm sao? Thượng quan Nhu biết ơn Dương Thanh từ tận đáy lòng. Khi người của hoàng tộc họ Diệp muốn giết cô ta, Dương Thanh đã ném một cục đá đánh chết kẻ đó trong khi đang giao chiến kịch liệt nên cô ta mới còn sống đến bây giờ. Ngoài ơn cứu mạng, Thượng quan Nhu còn kính nể Dương Thanh. Một thiên tài võ thuật trẻ hơn cô ta 2 tuổi không thể chết như vậy được. Thấy Thượng quan Nhu lấy thuốc ra, Đoàn Vô Nhai cũng ngạc nhiên hai cao thủ hoàng tộc họ thượng quan nghe cô ta nói vậy thì không dám cản trở nữa mã siêu nhìn thượng quan nhu thật sâu không do dự nhận lấy thuốc và đút cho dương thanh long khoa và diệp sung đã chạy tới hoa anh kiệt biến mất dương thanh thì không rõ sống chết cơ hội sống sót của bọn họ đây rồi long khoa và diệp sung cực kỳ vui sướng theo lý mà nói thì dương thanh chính là quán quân cuộc đấu võ giành ngôi vương của yến đô dù sao thì hoa anh kiệt đã bị anh loại bỏ ngay từ ban đầu trong trận chiến cuối cùng này hoa anh kiệt sau khi bị loại trừ khỏi vòng quyết chiến mới bùng nổ sức mạnh đánh một trận với dương thanh dù vậy dương thanh vẫn được tính là người chiến thắng nhưng bây giờ quán quân này có thể sống sót được hay không vẫn còn là ẩn số chúng ta đi long khoa không nán lại cũng không dám nói gì thêm mang cao thủ thần cảnh còn sót lại của hoàng tộc họ long rời khỏi đây diệp sung cũng vội vàng đi theo lần này không ai cản trở tình trạng của dương thanh đang rất nguy kịch Bọn họ đều lo lắng cho anh. 20 phút sau, Mã Siêu mang Dương Thanh đến phòng khám ái dân trong thành Cửu Châu, lúc này họ chỉ có thể đặt niềm tin vào Phùng Tiểu Uyển. Anh Thanh, nhìn thấy Dương Thanh như tắm trong máu, Phùng Tiểu Uyển bật khóc, "Anh Thanh, sao lại thế này? Tiểu Uyển, em cứu anh Thanh với, anh ấy tuyệt đối không thể có mệnh hệ gì được." Mã Siêu van nài. Phùng Tiểu Uyển lau nước mắt, không dám lãng phí thời gian, lập tức bắt tay vào việc chữa trị cho Dương Thanh. Tạm thời Mã Siêu chưa dám nói chuyện Vương Chiến đã bị giết hại cho cô ta biết. Trong khoảng thời gian vừa qua, Vương Chiến luôn ở phòng khám ái dân, đối xử với Phùng Tiểu Uyển rất tốt, hai người thân thiết với nhau không khác gì ông cháu ruột thịt. Hiện giờ Dương Thanh Lâm vào trạng thái nguy kịch thế này đã là một cú đả kích cho Phùng Tiểu Uyển, nếu để cô ta biết Vương Chiến kính yêu của mình đã chết thì không biết liệu có thể chịu đựng nổi hay không. Mã Siêu đứng ngoài phòng khám ái dân trông chừng, Đoàn Vô Nhai và Thượng Quan Nhu cũng đứng ở hai bên họ không mong dương thanh gặp chuyện chút nào hai người đừng lo cậu thanh nhất định sẽ không sao đâu đoàn vô nhai nhìn thượng quan nhu và mã siêu nói một cách đầy kiên định thượng quan nhu gật đầu thật mạnh hai mắt đỏ hoe cậu thanh đã uống thuốc thần mà ông nội tôi lấy được từ gia tộc cổ võ rồi loại thuốc chữa thương này vô cùng quan trọng với họ nghe nói mang lại tác dụng rất lớn kể cả khi người dùng là cao thủ siêu phàm cảnh mã siêu sao thấy hai người đang tiến tới lòng mã siêu hết sức hốt hoảng nếu để tần thanh tâm và tiêu tiêu biết được tình hình hiện giờ của dương thanh thì có lẽ họ sẽ điên mất chào tiêu tiêu mã siêu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh đáp lại cô bé rồi nhìn về phía tần thanh tâm nói chị dâu chị tới đúng lúc quá em đang định đi tìm chị đây tìm tôi cô nghi hoặc hỏi lại nghe mã siêu nói tiếp là thế này anh thanh vừa nhận được nhiệm vụ bí mật từ chiến vực đã đi rồi gì cơ anh thanh đi rồi Tần thanh tâm hoang mang khó hiểu, cô biết trong 5 năm rời xa mình anh luôn ở chiến vực. Không phải Dương Thanh đã giải ngũ rồi ư, sao vẫn phải nhận nhiệm vụ nữa? Anh ấy nhận nhiệm vụ gì vậy? Có nguy hiểm không? Bao lâu nữa mới về được? Tần thanh tâm liên tục chất vấn, vẻ mặt hốt hoảng làm cho người khác nhìn mà xót xa. Mã siêu vội vàng nói, chị dâu, đừng nôn nóng, nhiệm vụ của anh Thanh không có gì nguy hiểm đâu, nhiều nhất một tháng là về rồi vì nhiệm vụ phải được bảo mật nên em không thể nói cho chị được mong chị thông cảm thượng quan nhu cũng đi tới thân mật kéo lấy tay của tần thanh tâm và nói em là vợ của cậu thanh đúng không đừng lo nhiệm vụ của cậu thanh tuyệt đối không có gì nguy hiểm đâu chị có thể đảm bảo với em thấy cô gái xinh đẹp và sang trọng này tần thanh tâm hỏi chị là trong mấy ngày cậu thanh không có ở đây bọn chị sẽ chịu trách nhiệm bảo vệ người nhà của cậu ấy nếu em đồng ý thì từ hôm nay hãy để chị ở cạnh em, như vậy được không? Hai mắt thượng quan nhu sáng ngời. Vừa rồi được tận mắt nhìn thấy sự mạnh mẽ của Dương Thanh, cô ta đã hạ quyết tâm nghĩ cách tạo mối quan hệ tốt với anh. Giờ đây, Dương Thanh đang bị thương nặng, trông có vẻ rất nguy kịch nhưng thượng quan nhu rất có lòng tin anh sẽ không sao. Hôm nay xảy ra nhiều chuyện như vậy, không ai có thể cam đoan người nhà của Dương Thanh sẽ an toàn, cô ta cùng với hai cao thủ của hoàng tộc họ thượng quan bảo vệ họ, anh nhất định sẽ nhớ cái ơn này. Tất nhiên là được rồi. Trong tiềm thức tần thanh tâm cho rằng thượng quan nhu cũng là đồng đội của Dương Thanh nên đồng ý ngay. Cô không muốn để anh lo lắng về mình, nếu có người bảo vệ cô thì Dương Thanh sẽ yên tâm hơn. Mã siêu hơi nhíu mày, nhưng nghĩ đến trước đó thượng quan nhu đã cho Dương Thanh cả thuốc chữa thương cao cấp duy nhất của hoàng tộc họ thượng quan, hẳn sẽ không hại anh nên cũng yên lòng. Đoàn Vô Nhai ẩn ý nhìn Thượng Quan Nhu, cô gái này quả thật rất có thủ đoạn, việc giúp đỡ bảo vệ người thân này nhất định sẽ làm Dương Thanh vô cùng biết ơn cô ta. Trong lúc cậu Thanh không có ở đây, người của hoàng tộc họ Đoàn chúng tôi cũng sẽ ở lại Yến Đô, hợp tác với người của hoàng tộc họ Thượng Quan để cùng nhau bảo vệ người nhà của cậu ấy. Ông ta cũng lên tiếng, tuy không biết hoàng tộc họ Đoàn là gia tộc gì nhưng từ cách ăn mặc của Đoàn Vô Nhai, Tần Thanh Tâm có thể thấy được ông ta là một người có thế lực. Vậy thì cảm ơn chú nhé. Tần Thanh Tâm cảm kích nói. Mã siêu thở phào nhẹ nhõm, lúc này mỗi người thượng quan nhu và đoàn vô nhai đều có hai cao thủ thần cảnh đi theo, tức là tổng cộng có sáu cao thủ thần cảnh bảo vệ người nhà của Dương Thanh. Đội ngũ này đã vượt qua bất kỳ một hoàng tộc nào, trừ khi các gia tộc võ thuật lánh đời ra mặt, nếu không thì không một ai có thể thương tổn đến người thân của Dương Thanh. Tần Thanh Tâm không ở lại lâu hơn, biết Dương Thanh đã đến chiến vực làm nhiệm vụ thì dẫn tiêu tiêu đi. Thượng Quan Nhu là phụ nữ duy nhất trong sáu cao thủ thần cảnh ở đây nên cũng cùng trở về dinh thự vân phong với cô. Ông đoàn, sau này làm phiền ông rồi. Sau khi Thượng Quan Nhu và Tần Thanh Tâm đi, mã siêu nặng nề lên tiếng. Đoàn vô nhai gật đầu, tôi lớn tuổi hơn cậu nhiều, nếu như cậu không chê thì có thể gọi tôi là chú đoàn. Chú đoàn bị hiệp hội võ thuật và những hoàng tộc khác gây sức ép mà vẫn bằng lòng đứng về phía anh Thanh, chúng cháu vô cùng biết ơn, sao dám chê chứ. Mã siêu cười nói, chú đoàn cứ gọi cháu là siêu được rồi ạ à. nghe anh ta đổi cách xưng hô đoàn vô nhai khẽ mỉm cười sau đó nghiêm túc nhìn về phía phòng khám ái dân trầm giọng nói không biết lúc nào cậu thanh mới tỉnh lại mã siêu cũng vô cùng sốt ruột tuy vậy vẫn đặt niềm tin vào dương thanh anh thanh nhất định sẽ không sao siêu cháu có biết chuyện gì đã xảy ra với hoa anh kiệt không đoàn vô nhai đột nhiên nghiêm giọng hỏi lúc đó hoa anh kiệt thình lình bộc phát ra sức chiến đấu vượt xa thực lực thần cảnh đỉnh phong của mình rõ ràng là đã mất kiểm soát đoàn vô nhai vẫn luôn thắc mắc về điều này có thân phận lớn như thế nhưng ông ta chưa từng nghe nói ai có thể bộc phát ra thực lực ngang ngửa cao thủ siêu phàm cảnh trong khi vẫn còn ở thần cảnh đỉnh phong mã siêu thoáng ngộ ra điều gì trước đây dương thanh uống liều thuốc hoàn mỹ cũng có biểu hiện như vậy chẳng qua sau cùng anh vẫn lấy lại được lý trí có lẽ trong những năm ở nước ngoài Lão ta lấy được loại thuốc gì có thể làm tăng thực lực nhưng có tác dụng phụ rất lớn. Sau một lúc im lặng, anh ta trả lời: "Nếu Liều thuốc Hoàn Mỹ bị bại lộ sẽ làm Dương Thanh bị liên lụy." Dù sao Đoàn Vô Nhai cũng là người thừa kế hoàng tộc họ Đoàn, không ai có thể cam đoan liệu ông ta có âm mưu gì với Dương Thanh sau khi biết được sự tồn tại của Liều thuốc Hoàn Mỹ hay không. Nhất quyết không được hại người khác, nhưng lòng đề phòng cũng phải có. Bây giờ Dương Thanh sống chết chưa rõ, Mã Siêu cũng bị thương nặng, trong khi đó Đoàn Vô Nhai là một cao thủ có thể so với thần cảnh đỉnh phong, nếu có ác ý thì anh ta không cách nào ngăn cản được. Đoàn Vô Nhai không nghi ngờ gì về lời nói của Mã Siêu, quả thật những năm qua hiệp hội võ thuật liên tục mở rộng quy mô ở nước ngoài, trong khi đó ở Chiêu Châu chỉ có một chi hội mà thôi. Thế giới rộng lớn, không bao giờ thiếu cái lạ, Hoa Anh Kiệt là hội trưởng của hiệp hội võ thuật, lấy được loại thuốc cưỡng chế tăng mạnh thực lực cũng không phải là không thể. Chỉ là, sau cuộc chiến thì cậu thanh bị thương nặng đến thế còn hoa anh kiệt thì sao? Tại sao không tìm ra được tung tích của ông ta? Đoàn vô nhai trầm trọng hỏi. Mã siêu cũng vô cùng sốt ruột, lắc đầu, mong là lão ta đã chết. Cùng lúc đó, tại một căn cứ ngầm ở ngoài ô Yến Đô, trên bàn thí nghiệm có một người đầy máu đang nằm. Nếu như Mã Siêu và đoàn vô nhai đều ở đây sẽ nhận ra người này chính là Hoa Anh Kiệt. Trên người lão ta cắm đầy ống dẫn nối đến đủ loại thiết bị. Một bác sĩ trung niên mặc áo blau trắng đang ngồi trước các thiết bị, kích động nhìn chằm chằm số liệu trên màn hình. Ngay lúc này, Hoa Anh Kiệt đang bị trói trên bàn thí nghiệm mở tròn mắt, điên cuồng giãy giụa, đôi mắt đỏ ngầu đầy cuồng loạn. Sắc sắc sắc, Hoa Anh Kiệt vùng vẫy quá dữ dội nên cái cùng hợp kim đang trói tay chân lão ta nháy mắt bị vỡ. Hoa Anh Kiệt đang hôn mê, không rõ sống chết thế nào lại đột nhiên giãy giụa kịch liệt làm cho những người trong phòng thí nghiệm giật cả mình. Black Doctor, chúng ta phải rời khỏi đây thôi, quá nguy hiểm một bác sĩ trẻ mặc blau trắng nói với người trung niên cầm đầu. Người trung niên này chính là Black Doctor. Vẻ hưng phấn thể hiện rất rõ trên khuôn mặt ông ta, hai mắt thì nhìn chằm chằm hoa anh Kiệt đang hóa rổ, kích động nói, đây chính là tác phẩm xuất sắc nhất của tôi. Black Doctor vừa dứt lời thì hoa anh Kiệt lao về phía ông ta. Black Doctor dậm chân xuống đất, nháy mắt xuất hiện trước mặt lão ta và tung một cú đấm. Bốp, một tiếng thật lớn vang lên, hoa anh Kiệt bị đánh cho lùi lại mấy bước. Ha ha, tuyệt vời. Black Doctor cười phá lên, tiếp tục nhảy đến gần lão ta. Bốp bốp bốp, trong sự ngỡ ngàng của các bác sĩ mặc áo blau trắng trong phòng nghiên cứu khoa học, Black Doctor chủ động lao vào đánh với Hoa Anh Kiệt. Ơ, ờ, đám chuyên viên nghiên cứu vô cùng ngạc nhiên, Black Doctor lợi hại thế sao? Các thành viên trong nhóm nghiên cứu khoa học đều nhận thấy thực lực lúc này của Hoa Anh Kiệt đã vượt trên thần cảnh đỉnh phong. Nói cách khác, hiện giờ lão ta tương đương với một cao thủ siêu phàm cảnh sơ kỳ trong truyền thuyết. Nếu ở bên ngoài thì không ai có thể chống lại Hoa Anh Kiệt, ngoại trừ gia tộc cổ võ. Nhưng đám chuyên viên tiếc một điều rằng Hoa Anh Kiệt lại mất đi ý thức, dự án nghiên cứu khoa học mà họ đang thực hiện chính là nghĩ cách khống chế lão ta. Dự án thí nghiệm này đã kéo dài được nhiều năm, bọn họ cũng đã thất bại vô số lần, gần như mọi đối tượng thí nghiệm đều không thoát được kết cục mất lý trí rồi nổ tanh bành. Nhưng Hoa Anh Kiệt là thí nghiệm thành công nhất từ trước đến nay của nhóm nghiên cứu khoa học bọn họ hoa anh kiệt không những không bị nổ tan xác mà còn có thể duy trì trạng thái cuồng bạo như vậy nhiệm vụ tiếp theo chính là nghĩ cách khống chế lão ta đương nhiên dương thanh không phải đối tượng của họ những nhóm nghiên cứu dưới chứng black doctor phân bố rộng rãi trên toàn thế giới những chuyên viên ở đây chỉ là một trong số những nhóm nghiên cứu ấy dừng lại black lời của đoàn vô nhai khiến mã siêu nhanh chóng bình tĩnh trở lại anh ta nhìn đoàn vô nhai một lúc lâu sau đó mới cất lời cháu tin tưởng được chú nhưng không thể tin tưởng hoàng tộc họ Đoàn. Đoàn Vô Nhai lập tức im lặng. Đương nhiên ông ta hiểu tình anh em giữa Mã Siêu và Dương Thanh sâu nặng bao nhiêu, bây giờ Dương Thanh hôn mê bất tỉnh, có thể tỉnh lại hay không cũng không thể đoán trước được. Nếu ông ta đưa Dương Thanh đến hoàng tộc họ Đoàn, ai có thể đảm bảo thần y của hoàng tộc họ Đoàn chịu ra tay cứu giúp hay không? Cho dù chịu, đoàn hoàng sẽ đồng ý sao? Dương Thanh có thể gặp nguy hiểm nữa không? Mã Siêu cũng không dám chắc được. Chú có thể đảm bảo với cháu nhất định sẽ không để cậu Thanh gặp nguy hiểm." Đoàn Vô Nhai nghiêm túc nói, sau đó tiếp tục, "Không giấu giếm gì cháu, chú bây giờ là người có thiên phú võ thuật mạnh nhất trong hoàng tộc họ Đoàn, cũng là người thừa kế hoàng tộc họ Đoàn. Có thể nói ở hoàng tộc họ Đoàn, ngoại bố chú Đoàn hoàng gia, mọi người đều phải nghe theo lệnh của chú, nếu cháu tin tưởng chú thì nên tin chú có thể bảo vệ được cậu Thanh." Mã Siêu có thể cảm nhận được Đoàn Vô Nhai thật sự muốn giúp đỡ Dương Thanh, nhưng anh ta hiểu rất rõ tình hình bây giờ thực lực Dương Thanh thể hiện ra lúc trước nhất định sẽ bị bốn hoàng tộc biết. Dương Thanh còn trẻ như vậy đã có thực lực đấu với cao thủ siêu phàm cảnh, chính là một tồn tại như kho báu với những gia tộc hàng đầu. Còn trẻ tuổi mà đã có thiên phú võ thuật đáng sợ như thế, chắc hẳn dù là cao thủ thần cảnh nào cũng muốn tìm hiểu bí mật trên người Dương Thanh. Dù đoàn vô nhai đáng tin tưởng, nhưng dẫu sao thời gian bọn họ quen biết còn quá ngắn, nhiều nhất chỉ mới có một ngày hôm nay thôi dù ai cũng không thể đảm bảo nếu để đoàn vô nhai đưa dương thanh đi sẽ xảy ra chuyện gì xin lỗi mã siêu ấy náy nói anh ta không dám lấy mạng sống của dương thanh ra mạo hiểm đoàn vô nhai còn muốn kiên trì siêu chú có thể hiểu nỗi lo lắng của cháu nhưng cháu cũng phải hiểu tình hình của cậu thanh bây giờ rất nguy hiểm rốt cuộc có thể tỉnh lại hay không đều không đoán trước được chậm trễ càng lâu cậu thanh sẽ càng nguy hiểm ngay cả thần y nhỏ cũng không thể cứu chữa chẳng lẽ cháu còn muốn đợi nữa sao nghe đoàn vô nhai nói xong mã siêu hơi dao động anh ta theo bản năng nhìn về phía phùng tiểu uyển trên khuôn mặt tái nhợt yếu ớt của phùng tiểu uyển tràn đầy vẻ không cam lòng còn nồng đậm đau thương anh siêu em đã cố gắng hết sức rồi thật sự không biết lúc nào anh thanh có thể tỉnh lại phùng tiểu uyển đỏ mắt nói với mã siêu mã siêu lập tức cảm thấy cực kỳ áp lực theo suy nghĩ của anh ta phùng tiểu uyển chính là người duy nhất có thể chữa khỏi cho dương thanh nhưng bây giờ dường như hy vọng duy nhất này đã tan vỡ rồi anh ta cũng không biết rốt cuộc hoàng tộc họ đoàn có thể chữa khỏi cho dương thanh không anh ta chỉ biết một khi dương thanh đi tới hoàng tộc họ đoàn tình cảnh sẽ cực kỳ nguy hiểm nhưng nếu không đến hoàng tộc họ đoàn tiếp tục chậm trễ nữa tình trạng của dương thanh có thể sẽ chuyển biến xấu đi không anh ta cảm thấy cực kỳ mâu thuẫn không muốn để dương thanh đến hoàng tộc họ đoàn lại muốn để dương thanh đến hoàng tộc họ đoàn đoàn vô nhai cũng không nói thêm gì nữa ông ta thật sự muốn để thần y của hoàng tộc họ đoàn chữa khỏi cho dương thanh trong cuộc đấu võ giành ngôi vương của yến đô trước đó dương thanh để ông ta một mình đối mặt với sáu cao thủ thần cảnh thật ra là vì rèn luyện võ thuật của ông ta bây giờ tuy ông ta chưa đột phá thần cảnh đỉnh phong nhưng ông ta có thể cảm nhận được mình đã cách thần cảnh đỉnh phong rất gần rồi nếu không có dương thanh sẽ không có ông ta bây giờ nói không chừng ông ta đã bị cao thủ của hoàng tộc họ long ám sát rồi ông ta cảm thấy dương thanh có ơn với mình cho nên ông ta không muốn dương thanh chết chỉ thế mà thôi được cháu đồng ý để chú đưa anh thanh đi một lúc lâu sau đó cuối cùng mã siêu cũng lên tiếng nếu không phải không còn sự lựa chọn nào khác sao anh ta có thể đồng ý được đoàn vô nhai cũng hơi bất ngờ không ngờ mã siêu lại thật sự đồng ý trong mắt còn có mấy phần cảm động rõ ràng là mã siêu đã tin tưởng ông ta mới có thể đưa ra quyết định như vậy cháu yên tâm cho dù chú có liều cái mạng này cũng nhất định sẽ không để bất cứ một ai làm hại đến cậu thanh đoàn vô nhai cực kỳ kiên định nói mã siêu gật đầu cháu tin tưởng chú cháu muốn đến hoàng tộc họ đoàn cùng chú không đoàn vô nhai bỗng nhiên hỏi thêm mã siêu lắc đầu không chút do dự chợt mỉm cười anh thanh không có ở đây cháu muốn bảo vệ người nhà của anh ấy thay anh ấy nếu anh thanh thật sự gặp nguy hiểm gì nói đến đây mã siêu chợt dừng lại sau khi im lặng hai giây trong mắt anh ta hiện lên ánh sáng hung ác cực kỳ cứng rắn nói nếu anh thanh xảy ra chuyện cháu sẽ không đi báo thù cháu sẽ trốn đi nghĩ cách khiến mình trở nên mạnh mẽ lời anh ta nói cực kỳ lạnh lẽo ngay cả đoàn vô nhai cũng cảm thấy lạnh sống lưng đương nhiên đoàn vô nhai hiểu không phải mã siêu đang uy hiếp mình mà là nói lời xuất phát từ đáy lòng thôi mã siêu lấy thực lực thần cảnh sơ kỳ dùng hết thủ đoạn sẽ có thể đấu một trận với cao thủ thần cảnh đỉnh phong quan trọng là anh ta còn rất trẻ thiên tài võ thuật như vậy nếu cho anh ta thời gian, nhất định có thể hơn cả thần cảnh đỉnh phong. Cháu yên tâm, chú nhất định sẽ không để xảy ra chuyện như thế đâu." Đoàn Vô Nhai nghiêm túc nói. Mã Siêu gật đầu, trong mắt mang theo chút cầu xin, thành khẩn nói, nhờ cả vào chú. "Được, Đoàn Vô Nhai gật đầu. Chuyện này không nên chậm trễ, bây giờ chú dẫn anh thanh đến hoàng tộc họ Đoàn ngay đi." Mã Siêu thúc giục. "Không thành vấn đề, bây giờ chú sẽ sắp xếp mọi chuyện để đảm bảo sau khi đến hoàng tộc họ Đoàn, cậu Thanh có thể được chữa trị ngay lập tức. Đoàn vô nhai dứt khoát lấy điện thoại ra, bắt đầu tự mình sắp xếp. Nhìn thấy đoàn vô nhai có lòng như vậy, Mã Siêu cũng yên tâm hơn. Sau đó, đoàn vô nhai đưa Dương Thanh đi, còn để hai cao thủ thần cảnh của hoàng tộc họ đoàn lại Yến Đô, âm thầm bảo vệ người nhà của Dương Thanh. Mã Siêu cũng không từ chối, dù sao tình hình Yến Đô bây giờ rất gay gâu, ai cũng không thể đảm bảo sau khi Dương Thanh không còn ở đây, Mấy con chuột trốn trong bóng tối sẽ không có ý đồ xấu với người nhà của Dương Thanh. Cùng lúc đó, một chiếc máy bay tư nhân chậm rãi đáp xuống tại sân bay quốc tế Yến Đô. Gần như chưa được bao lâu, lại có hai chiếc máy bay tư nhân đáp xuống. Bạch Vương, Mã Vương, Tiết Vương, trên mỗi một chiếc máy bay tư nhân đều có mấy cao thủ võ thuật đi xuống, sau khi nhìn thấy nhau thì đều cất tiếng chào hỏi. Ba nhóm người này là ba vị vương của liên minh vương tộc đích thân dẫn cao thủ trong gia tộc đến Yến Đô nhiều năm trôi qua, cuối cùng chủ vương tộc chúng ta cũng đến Yến đô một lần nữa rồi. Bạch Bạch Phương liên lạc với Lưu Lão Quái nhanh lên, chắc ông ta đã giết Dương Thanh rồi chứ? Mã Vương sốt ruột thúc giục. Lão ta mong chờ được nắm giữ đế thôn lắm rồi. Vương tộc đã chờ đợi ngày này tròn 100 năm. Tiết Phương kích động nói. Bạch Phương cũng vậy, cười thật to. Được, tôi sẽ liên lạc với Lưu Lão Quái ngay. Dứt lời, lão ta gọi điện thoại. Lần thứ nhất số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Lần thứ hai, không liên lạc được. Lần thứ ba vẫn không liên lạc được. Nụ cười trên mặt Bạch Vương tắt ngúm, lão ta cứng đờ nói, tại sao lưu lão quái không nghe máy tôi? Không hiểu sao Bạch Vương đột nhiên có dự cảm rất xấu. Mã Vương và Tiết Vương cũng có linh cảm không lành nhưng vẫn cố ghim sự thấp thỏm xuống. Chắc là ông ta bận, Mã Vương yếu ớt trả lời. Bạch Vương và Tiết Vương đều không nói gì, bây giờ mới rạng sáng, có thể bận gì được. Có lẽ là Lưu lão quái ngủ rồi. Sau một lúc im lặng, Bạch Phương tự an ủi mình. Tiết Phương cũng lý trí nói, ông đã hẹn trước với Lưu lão quái rồi thì đáng ra khi ông ta đến yến đô, dù muộn đến mấy cũng liên lạc được chứ không phải là không ai bắt máy như thế này. Nếu ông ta đang ngủ nên không nghe được điện thoại hay do tắt máy, điện thoại hết pin thì lời nhắc nhở cũng không nên là số máy vừa gọi không liên lạc được chứ. Nghe vậy, Bạch Phương và Mã Vương đều tái mặt. Lưu lão quái bảo chúng ta tìm cho ông ta bốn cao thủ thần cảnh, như vậy chắc chắn tự tin lắm, trừ khi người đứng đầu hoàng tộc tới, nếu không thì không ai có thể đánh bại lưu lão quái cả. Chưa kể bản thân ông ta chính là cao thủ thần cảnh đỉnh phong, lại còn tuân thuộc sử dụng cổ thuật, cao thủ thần cảnh đỉnh phong tầm thường không phải đối thủ của ông ta đâu. Cho dù hoàng chủ của hoàng tộc đến cũng chưa chắc đã chiếm ưu thế. Bạch Vương phân tích, chúng ta không biết tình hình của lưu lão quái thì nên hỏi thăm xem rốt cuộc ở Yến Đô đã xảy ra chuyện gì, Tiết Phương nghiêm mặt đáp, dứt lời, lão ta gọi điện thoại. Nhưng sau đó lại cúp máy rất nhanh, Tiết Phương nặng nề lên tiếng, thám tử của Vương tộc họ Tiết chúng tôi nói rằng trong lúc cuộc đấu võ giành ngôi vương của Yến Đô diễn ra, không hiểu sao Dương Thanh đột nhiên mất kiểm soát, suýt thì giết chết Lưu lão quái. Sau đó người của hoàng tộc lập tức đuổi toàn bộ cao thủ dưới thần cảnh ra khỏi võ quán Yến Đô, tiếp đến như thế nào thì không rõ. Nghe Tiết Phương nói vậy, Bạch Phương và Mã Vương đều ngỡ ngàng. Sao sao lại vậy được? bạch vương không tài nào tin nổi, lưu lão quái là cao thủ thần cảnh đỉnh phong cơ mà, sao lại suýt bị dương thanh giết được? mã vương cũng không tin, dương thanh có mạnh cách mấy cũng không thể cũng là cao thủ thần cảnh đỉnh phong chứ? tiết vương cũng không cách nào chấp nhận được chuyện này, nhưng thám tử của vương tộc họ tiết đâu thể lừa dối lão ta? chắc các ông cũng có thám tử chứ? hỏi bọn họ xem tình hình thế nào, tiết vương đề nghị. Bấy giờ Bạch Vương và Mã Vương mới sực nhớ ra mình cũng có thám tử ở Yến Đô, vội vàng liên lạc. Chẳng mấy chốc, hai người kết thúc cuộc gọi, nét mặt ai nấy đều trầm trọng, còn ẩn giấu sự sợ hãi. Hiển nhiên họ cũng nhận được báo cáo giống Tiết Vương, Dương Thanh đã suýt giết được Lưu Lão Quái và cũng không ai biết được chuyện xảy ra sau đó. Bạch Vương, bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Im lặng thật lâu, Tiết Vương mở miệng hỏi. Bạch Vương cắn chặt răng, tôi không tin Dương Thanh có thể giết được Lưu Lão Quái, tin tức chúng ta nhận được chỉ là cậu ta suýt giết thôi chứ chưa biết kết quả cuối cùng. Thế thì sao lại cho rằng người chết là lưu lão quái mà không phải Dương Thanh chứ? Nghe thấy những lời này của lão ta, Tiết Vương và Mã Vương như thấy được một tia hy vọng, cho dù mong manh nhưng vẫn đáng để trông đợi. Vậy thì chúng ta tiếp tục điều tra đi, Tiết Vương hỏi. Đúng, phải tiếp tục điều tra, Bạch Vương gật đầu đồng ý. Nhưng ngay lúc này, họ thình lình nhìn thấy một bóng người quen thuộc, nét mặt lập tức thay đổi khi ba người đưa mắt về phía đối phương, đối phương cũng đang nhìn họ. Nhưng người đó chỉ hờ hững liếc mắt rồi cất bước lướt qua. Dường như không nhận ra ba người. Nhưng điều làm bọn họ ngạc nhiên hơn là người đàn ông cao to có một cậu trai trẻ tuổi đang đi theo sau, cậu trai trẻ tuổi đó chính là Dương Thanh. Dương Thanh kìa, Mã Vương sửng sốt. Tiết Vương nhìn Bạch Vương, nặng nề hỏi, người thừa kế đoàn vô nhai của hoàng tộc họ đoàn lại mang Dương Thanh đi, rốt cuộc là sao? Bạch Vương trầm giọng đáp, có lẽ là Dương Thanh có bí mật gì nên đoàn vô nhai muốn mang về hoàng tộc họ đoàn. Nghe vậy, Mã Vương và Tiết Vương đều ngỡ ngàng. Chẳng lẽ người chiến thắng cuối cùng là hoàng tộc họ đoàn? Trên mặt Tiết Vương đầy vẻ nghi hoặc. Hay chúng ta thử đi thăm dò xem sao? Mã Vương nhanh nhỏ nói. Mặc dù họ là người đứng đầu của vương tộc nhưng vương tộc ngày nay lại chẳng là gì so với hoàng tộc. Ba người họ chỉ có thực lực bán bộ thần cảnh. Trong khi đó mỗi một người đứng đầu của hoàng tộc đều là cao thủ thần cảnh đỉnh phong ngay cả đoàn vô nhai vừa gặp cũng đã là thần cảnh hậu kỳ. Điện hạ đoàn, chào ngài, ba người hối hả tiến lên, cúi người chào đoàn vô nhai. Các ông là ai? Đoàn vô nhai nhíu mày nhìn những người trước mặt, do cảm thấy họ không phải người thường nên mới nhìn lâu hơn một chút. Không ngờ ba người này lại biết ông ta là người của hoàng tộc họ đoàn. Thưa điện hạ đoàn, tôi là Bạch Vương của vương tộc họ Bạch. Bạch Vương mau chóng trả lời. Mã Vương và Tiết Vương cũng lần lượt báo thân phận của mình. Đoàn vô nhai thế mới biết ba người này là ai, lạnh giọng hỏi, tìm tôi có chuyện gì. Là thế này, chúng tôi thấy ngài mang Dương Thanh đi, ngài muốn đưa cậu ta về hoàng tộc họ đoàn sao? Bạch Vương cẩn thận hỏi. Cút, đoàn vô nhai quát lớn rồi nhanh chóng rời đi, không thèm nhìn Bạch Vương và hai người còn lại lấy một lần. Sắc mặt của ba người trở nên khó coi, chỉ biết đứng nhìn ông ta mang Dương Thanh đi. Khốn kiếp, dám mặt nặng mày nhẹ với chúng ta, cho đến khi đoàn vô nhai mất bóng, Mã Vương mới nghiến răng nghiến lợi nói. Bạch Vương và Tiết Vương tái mặt, vội vàng quát, câm miệng. Ông cũng biết đoàn vô nhai là cao thủ thần cảnh hậu kỳ rồi mà, cho dù đã đi rất xa nhưng muốn biết ông nói gì cũng dễ thôi. Bạch Vương âm trầm nói. Mã Vương nghe vậy thì giật mình, mặt cắt không còn một giọt máu, sợ hãi giải thích, tôi không có ý gì đâu, chỉ là do được thấy điện hạ đoàn nên hơi kích động thôi. Nhưng đoàn vô nhai không có hứng thú nghe lén họ nói gì, lúc này đã đưa Dương Thanh lên máy bay tư nhân thẳng tiến về Hoàng Thành đoàn. Sau khi đến Yến Đô, ngoài việc Dương Thanh suýt xiết chết lưu lão quái ra thì ba vị vương của liên minh vương tộc không biết thêm được gì nữa. Điều này làm cho bọn họ bàng hoàng sợ hãi. Ai nói cho tôi biết sốt cuộc đã xảy ra chuyện gì đi. Bạch Vương không kìm được cơn tức giận, nghiến răng nghiến lợi nói, vì sao không có kết quả gì về cuộc đấu võ giành ngôi vương của Yến Đô cả, họ đã ở yến đô đến ngày thứ ba rồi mà vẫn không thu hoạch được gì nét mặt của tiết phương và mã vương cũng xa sầm hai người nhìn nhau đều thấy vẻ cay đắng của đối phương dương thanh đã bị hoàng tộc họ đoàn mang đi lưu lão quái thì mất liên lạc chúng ta chẳng có thông tin gì về những chuyện xảy ra vào hôm đó cả hay là đi về đi sau cùng tiết phương đề nghị lão ta hiểu rõ cứ tiếp tục ở lại yến đô cũng chẳng có ý nghĩa gì mấy ngày qua gặp được rất nhiều cao thủ vương cảnh điều này khiến họ nghi ngờ nhiều năm tu luyện của bọn họ có phải đã bị uổng phí rồi hay không hiện nay bất cứ ai trong yến đô cũng đều có thực lực vương cảnh thậm chí còn có không ít cao thủ vương cảnh đỉnh phong và bán bộ thần cảnh ba người rất không cam tâm nhưng cũng không thể làm gì được có lẽ truyền thuyết của vương tộc sẽ vĩnh viễn trở thành truyền thuyết thật rồi rất lâu sau bạch phương thở dài một hơi cô đơn nói về thôi dứt lời lão ta đi trước Tiết Vương và Mã Vương cũng theo sau. Sự xuất hiện của ba vị vương của liên minh vương tộc thế mà không dấy lên một ngọn sóng nào ở Yến Đô, cứ thế mà biến mất. Vào ba ngày trước khi cuộc đấu võ giành ngôi vương diễn ra, đông đảo cao thủ đến tham gia đều ở lại Yến Đô. Nhiều nhân vật lớn thấy cảnh này đều nhận ra Yến Đô đang có sự thay đổi. Trong một văn phòng ở tập đoàn Nhạn Thành, Tần Thanh Tâm ngồi trước bàn làm việc, trên tay là một tờ văn kiện nhưng hai mắt thẫn thờ, cô không biết trong văn kiện đang nói gì cả dương nhìn thấy người vừa đến sắc mặt đoàn vô nhai thay đổi nhíu mày khó chịu chất vấn đoàn vô viêm ai cho cậu vào đây ông ta cực kỳ tức giận biệt viện này nằm trong một góc hẻo lánh của hoàng phủ họ đoàn vị trí không tốt lắm nhưng đoàn vô nhai không cho phép bất cứ ai vào đây ngoại trừ mình và đoàn ngữ yên vì đây từng là nơi chung sống của ông ta và người vợ quá cố cũng là nơi đoàn ngữ yên chào đời Tuy bà ấy đã mất nhiều năm nhưng biệt viện này vẫn chứa đựng nhiều kỷ niệm tươi đẹp của hai người, đương nhiên đoàn vô nhai sẽ không cho phép người ngoài bước vào. Đoàn Hoàng có 5 người con trai, đoàn vô nhai xếp thứ hai, đoàn vô viêm xếp thứ năm, hai người chỉ hơn kém nhau 2 tuổi, Tu Vi cũng chỉ chênh lệch nhau một cảnh giới nhỏ. Ở hoàng tộc họ đoàn, đoàn vô viêm là người có thiên phú võ thuật chỉ đứng sau đoàn vô nhai. Nhưng hầu như ai cũng cho rằng thiên phú của đoàn vô viêm cao hơn, dù sao thì đoàn vô nhai cũng lớn hơn ông ta 2 tuổi. Thật ra, 5 năm, năm trước hai người đều ở cùng một cảnh giới, khi đó Đoàn Vô Viêm mới là người được vinh danh có thiên phú cao nhất hoàng tộc họ Đoàn, cho đến 2 năm trước Đoàn Vô Nhai đột phá vào thần cảnh hậu kỳ mới vượt qua Đoàn Vô Viêm. Trong hoàng tộc, chuyện gì cũng được quyết định dựa vào thực lực, không cần quan tâm các hoàng tử già hay trẻ, chỉ phân ra ai mạnh ai yếu. Anh trai, anh hẹp hòi quá rồi đấy." Đoàn Vô Viêm đùa cợt cười, "Chỉ là một biệt viện thôi mà, nếu anh thích thì tôi có thể tặng anh một biệt viện lớn hơn." cút ra ngoài cho tôi. Đoàn vô nhai lạnh lùng quát. Nơi này là cấm địa của ông ta, không ai được phép tự ý tiến vào, đoàn vô viêm cũng không được. Ánh mắt đoàn vô viêm trở nên sắc nhọn nhưng mặt vẫn tươi cười như cũ. Ông ta tùy ý đánh giá bên trong biệt viện, mỉm cười nói với hai tên tùy tùng sau lưng, biệt viện này hơi nhỏ nhưng dựa núi, phong thủy không tệ, tôi rất vừa lòng. Ngũ điện hạ, ngài thích thì để tôi hỏi ý nhị điện hạ nhường cho ngài nhé tên tùy tùng sau lưng đoàn vô viêm phối hợp đáp. Người đàng hoàng ai lại đi cướp đồ của người khác chứ, sao tôi có thể bắt anh hai nhường nơi này cho tôi được? Ông ta lắc đầu cười, đột nhiên nhìn đoàn ngữ yên, ngữ yên à, chú năm thích nơi này lắm nhưng lại không muốn tranh giành với anh hai, chú phải làm sao đây? Mặc dù cô ấy là con gái của đoàn vô nhai nhưng từ nhỏ sức khỏe đã yếu, hay bị bệnh nên cũng không tập võ, hầu như luôn ở trong biệt viện này, không thường xuyên gặp đoàn vô viêm. Lúc này thình lình bị ông ta hỏi, Đoàn ngữ yên hơi căng thẳng, vô thức nắm lấy tay đoàn vô nhai, ngập ngừng trả lời, chú đã nói là không muốn tranh giành với bố cháu rồi, cần gì phải hỏi lại cháu ạ. À? Đoàn vô viêm, mặt đoàn vô nhai tối sầm, tỏa ra hơi thở võ thuật lờ mờ. Đôi mắt đỏ ngầu nhìn chầm trầm đoàn vô viêm, ông ta lạnh giọng nói, lập tức cút ra khỏi đây, nếu không đừng trách tôi không nể mặt cậu. Đoàn vô viêm hoàn toàn không sợ, đùa cợt nói, có lẽ lát nữa nơi này sẽ thuộc về tôi đấy. Dứt lời, ông ta và hai tên tùy tùng rời khỏi đây. Ha ha ha, đoàn vô viêm hả hê cười thật to. Nhìn bóng lưng của ông ta, trong mắt đoàn vô nhai ngập tràn lửa giận. Từ nhỏ hai người đã như nước với lửa, thường ngày cũng âm thầm đấu đá nhưng chưa có lần nào đoàn vô viêm dám chủ động khiêu khích như hôm nay. Điều này làm cho đoàn vô nhai có dự cảm không lành. Bây giờ ông ta đã được chỉ định làm người thừa kế của hoàng tộc họ đoàn, đáng lẽ ra đoàn vô viêm đã không còn tư cách cạnh tranh với ông ta nữa rồi sao đột nhiên dám sắc sược như vậy bố ơi đoàn ngữ yên cực kỳ căng thẳng nắm chặt tay bố mình trong mắt hiện lên sự lo âu đoàn vô nhai lấy lại bình tĩnh nở nụ cười hiền từ như thường ngày với con gái bố không sao đâu keng ngay lúc này tiếng chuông đột nhiên vang lên chuyện gì vậy sắc mặt đoàn vô nhai thay đổi trong hoàng tộc họ đoàn chuông được dùng để thông báo đoàn hoàng mở cuộc họp khẩn cấp lần gần nhất tiếng chuông này vang lên là khi đoàn vô nhai đột phá vào thần cảnh hậu kỳ được đoàn hoàng sắc phong là người thừa kế vào hai năm về trước bố mau qua đó đi có lẽ ông nội có chuyện quan trọng đấy ạ à. đoàn ngữ yên thúc giục bố biết rồi đoàn vô nhai không dám trễ nải vội vàng ra ngoài nhưng ông ta vừa bước ra khỏi biệt viện thì đột nhiên có dự cảm xấu dặn dò một tùy tùng chuẩn bị đi theo mình các ông ở lại bảo vệ cô chủ rõ tùy tùng này là một cụ ông có thực lực thần cảnh hậu kỳ luôn đi theo bên cạnh đoàn vô nhai, giờ đây được ông ta ra lệnh bảo vệ đoàn Ngư yên. Cụ ông cũng cảm giác được có gì đó khác thường. Bố, bố nhất định phải về an toàn nhé. Nhìn bóng lưng của bố, không hiểu sao đoàn ngữ yên cứ thấy bồn chồn, thầm cầu nguyện cho ông ta. Trong hoàng phủ họ đoàn, tại một phòng họp sang trọng đậm chất cổ điển. Người của dòng chính hoàng tộc họ đoàn đã vào chỗ, đoàn hoàng ngồi ở ghế chủ tọa, phía dưới là năm hoàng tử cùng những người cầm quyền trong hoàng tộc đoàn vô nhai ngồi ngay bên trái đoàn hoàng cực kỳ ngỡ ngàng khi nhìn thấy đoàn vô viêm thế mà được ngồi ngay bên phải đoàn hoàng đoàn vô nhai là người thừa kế của hoàng tộc họ đoàn ngồi ở đây là lẽ đương nhiên đoàn vô viêm thì có tư cách gì để ngồi ngay bên phải đoàn hoàng chứ trước đây vị trí đó luôn dành cho một trưởng lão thần cảnh hậu kỳ trong gia tộc vậy mà bây giờ vị trưởng lão ấy lại ngồi bên cạnh đoàn vô viêm chỉ một sự thay đổi đơn giản nhưng lại khiến cho nhiều người băn khoăn khi đoàn vô nhai nhìn đoàn vô viêm đoàn vô viêm cũng đang đưa mắt về phía ông ta khóe miệng còn đùa cợt nhếch lên như đang trào phúng hoàng chủ tất cả đã đến đông đủ rồi ạ à. lão quản gia của hoàng tộc họ đoàn lên tiếng đoàn hoàng gật đầu nhìn lướt qua xung quanh cất giọng hôm nay tôi có hai chuyện quan trọng muốn nói nghe vậy tất cả mọi người đều im lặng giữ bình tĩnh hai chuyện mà đoàn audio điện tử võ tấn bền đoàn vô nhai không hề nao núng trước sự cường thế của đoàn hoàng ông ta nhìn thẳng vào mắt bố mình, kiên định nói, con sẽ không giao biệt viện đó cho bất cứ ai. Căn phòng họp rộng lớn chìm trong tĩnh mịch, ai nấy đều hoảng hốt. Lâu lắm rồi không có ai dám nói chuyện thế này với đoàn hoàng. Trong hoàng tộc họ đoàn, đoàn hoàng là chúa tể, ai dám không nghe lệnh. Hai mắt đoàn vô viêm lập lệ, âm hiểm cười. Không ai nhìn thấy nụ cười này. Đoàn hoàng, xin ngài hãy bất giận. Ngay lúc này, một ông lão quỳ xuống đất, thấp thỏm nói, Nhị hoàng tử không có ý gì đâu ạ, à. do biệt viện đó rất quan trọng nên ngài ấy mới muốn giữ lại, xin đoàn hoàng tha thứ. Xin đoàn hoàng tha thứ, sau đó lại có người quỳ xuống cầu xin tha thứ cho đoàn vô nhai. Đoàn vô nhai là người thừa kế nên trong hoàng tộc họ đoàn cũng có nhiều người ở dưới chướng, nếu ông ta chọc giận đoàn hoàng thì vị trí đó sẽ bị lung lay mất. Dù sao thì đoàn vô viêm nhỏ hơn đoàn vô nhai 2 tuổi cũng đã bước vào thần cảnh hậu kỳ. Dĩ nhiên là đoàn vô viêm có thiên phú cao hơn rất có khả năng Đoàn Hoàng sẽ thay đổi người thừa kế Hoàng chủ tương lai. Thưa bố, con biết lỗi rồi ạ. À. Đoàn vô viêm quỳ xuống đất, sợ sệt giải thích. Do biệt viện ở Đông Bắc luôn để chống nên con không biết nó quan trọng với anh hai đến vậy. Thế thì vô viêm không thể đòi biệt viện đó nữa. Không ai ngờ được Đoàn vô viêm lại nói như thế. Ánh mắt Đoàn vô nhai lạnh đi. Ông ta quá hiểu đứa em này rồi. Rõ ràng là cố ý. Đoàn vô nhai và Đoàn Hoàng đang cãi nhau. Đoàn Vô Viêm lại tỏ ra hiên ngang lẫm liệt thì đoàn hoàng sẽ chỉ tức giận hơn thôi. Cùng là hoàng tử, sao đoàn Vô Nhai không biết đoàn hoàng là loại người gì được? Sao ông ta lại không hiểu đoàn Vô Viêm luôn âm thầm đấu đá với mình là loại người như thế nào cho được? Quả nhiên, đoàn hoàng lại càng phẫn nộ hơn, lạnh lùng chất vấn đoàn Vô Nhai, chỉ là một người phụ nữ đã chết lâu rồi mà con vẫn nhớ mãi không quên à? Là hoàng chủ tương lai của hoàng tộc họ Đoàn mà lại lún sâu vào tình cảm như thế, có còn xứng đáng hay không? Câu nói này vừa vang lên thì sắc mặt ai nấy đều thay đổi. Chỉ có đoàn vô nhai là bình tĩnh, hai mắt đỏ lên, cô ấy là vợ của con. Hừ, đoàn hoàng khinh thường ra mặt, sẵn giọng nói, vậy thì bây giờ bố sẽ cho con cơ hội để lựa chọn. Hoặc là vứt cái biệt viện đó, quên tất cả mọi thứ liên quan đến người phụ nữ đó đi và chuyên tâm làm việc cho hoàng tộc họ đoàn, như thế con vẫn là người thừa kế. Hoặc là tiếp tục đắm chìm trong thứ tình cảm kia, nhưng vị trí hoàng chủ tương lai của con sẽ bị hủy bỏ, cho con một ngày để suy nghĩ, nghĩ xong rồi thì nói đáp án cho bố. Mọi người trong phòng sướng sở quá đỗi. Đoàn vô viêm nhận ra hơi thở của mình đang dồn dập Là kẻ thù số một của đoàn vô nhai, ông ta biết đoàn vô nhai không thể mất đi biệt viện đó. Ông ta tin chắc người anh này của mình sẽ chọn biệt viện. Một khi đoàn vô nhai đưa ra lựa chọn này, vị trí đoàn hoàng tương lai sẽ chống, mà đoàn vô viêm thì mới vừa tiến vào thần cảnh hậu kỳ, thiên phú cũng mạnh nhất hoàng tộc họ đoàn, còn ai trong gia tộc có tư cách tranh giành ngôi hoàng chủ với đoàn vô viêm chứ? Đoàn hoàng, xin ngài hãy nghĩ lại, đoàn hoàng, xin ngài hãy nghĩ lại, chấm, những người ủng hộ đoàn vô nhai đều tái mặt, vội vàng cầu xin. Cầm miệng hết cho tôi, đoàn hoàng nổi cơn tam bành, quát, ai dám cầu xin cho nó thì giết không tha. Những người đang cầu xin im bặt, nhị điện hạ, ngài hãy nói là ngài từ bỏ biệt viện đi. Đúng đấy, nhị điện hạ, ngài đừng hủy hoại tương lai của mình chứ. Chấm, đám người này quay sang khuyên nhủ đoàn vô nhai. Đoàn vô nhai cười tự diếu, không hề sợ hãi khi đối mắt với đoàn hoàng, thưa bố, sau khi viên viên qua đời, dù không quên được cô ấy nhưng con tự nhận mình chưa bao giờ vì tình cảm mà phụ lòng sự mong đợi của bố. Con không hổ thẹn với hoàng tộc họ đoàn, nếu như chỉ vì con luôn nhớ cô ấy mà bố muốn ép con lựa chọn thì không cần một ngày đâu, con sẽ cho bố đáp án ngay bây giờ. Con chọn giữ lại biệt viện, khi đoàn vô nhai nói ra lời này, phòng họp lập tức bị bầu không khí áp lực bao trùm. Ai cũng sướng sờ. Vì một biệt viện mà vứt bỏ vị trí người thừa kế hoàng tộc họ đoàn, không phải mất lý trí quá rồi sao? Anh hai, anh đừng nói linh tinh, em không cần biệt viện đó nữa, anh xin lỗi bố đi, bố nhất định sẽ tha thứ cho anh mà. Chỉ có anh mới đủ tư cách làm hoàng chủ tương lai của hoàng tộc họ đoàn thôi. Đoàn vô viêm ra vẻ lo nghĩ cho anh hai mình. Cút, đoàn vô nhai giận dữ quát đến cả ngôi vị đoàn hoàng mà ông ta cũng không cần thì nhẫn nhịn sự giả tạo của đoàn vô viêm để làm gì chứ. Anh hai, đoàn vô viêm ra chiều buồn bã. Người nên cút là mày đấy. Đoàn hoàng đã hoàn toàn phẫn nộ, cao giọng nói, từ hôm nay trở đi, bãi bỏ vị trí người thừa kế hoàng tộc họ đoàn của đoàn vô nhai, đồng thời ban thưởng biệt viện phía đông bắc hoàng phủ cho đoàn vô viêm. Ngày mai chọn giờ lành sắc phong đoàn vô viêm làm hoàng chủ tương lai. Nghe lão ta nói vậy, đoàn vô viêm cực kỳ kích động, những người đang ở trong phòng họp cũng bần thần